Đấu phá thương khung chương 791, thiết hộ pháp, theo cổ khí tức nhàn nhạt mơ hồ có chứa chút âm hàn từ phía sâu bên trong vạn hạt môn tràn ra, bất luận là chiến đấu trên bầu trời hay dưới mặt đất đều dần dần ngừng hết lại, cường giả hai phía đều kinh ngạc hoảng hốt nhìn về phía phát ra luồng khí tức đó, ngoại trừ một số ít người có lẽ không mấy ai biết, chủ nhân của khí tức này rốt cuộc có lai lịch như thế nào, kể cả một vài đấu hoàng cường giả sau khi cảm nhận được cổ khí tức đó, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì bọn họ phát hiện, cổ khí tức này trình độ vượt xa bản thân, thậm chí gần như có thể so sánh với tiểu y tiên và hạt tất nham. Thời điểm này mà còn xuất hiện một vị cường giả khác mạnh mẽ đến như vậy, hoàn toàn đủ để xoay chuyển kết cục của trận chiến này. Xa xa trên bầu trời, hai bóng người vốn liên tục thay đổi vị trí đột nhiên dừng lại. Cuộc chiến giữa tiểu y tiên với hạt tất nham rốt cuộc cũng có chút tạm dừng. Trải qua chiến đấu kịch liệt, hơi thở cả hai đều có chút dồn dập. Đấu khí mạnh mẽ bao trùm bên ngoài cơ thể khiến cho không gian xung quanh không ngừng run rẩy. Ánh mắt tiểu y tiên quét về phía phát ra cổ khí tức mạnh mẽ, đồng tử trong mắt hơi co rút lại, trong lòng thầm nói, rốt cuộc hắn cũng chịu hiện thân rồi sao, ha ha, thiên độc nữ, không nghĩ tới phải không, vạn hạt môn ta vẫn còn một đấu tông cường giả. Hôm nay lão phu thật muốn xem ngươi lấy một chọi hai bằng cách nào, thanh quải trượng trong tay vung vẩy, hạt tất nham ngạo nghễ cười nói. Tiểu y tiên chậm rãi liếc về phía hắn, sau đó chuyển dời ánh mắt về phía dưới chỗ tiêu viêm, vừa vặn lúc hắn nhìn ngước lên nhìn, hai ánh mắt giao nhau, tiêu viêm khẽ gật đầu, ý bảo nàng không cần vì thế mà sơ ý mất tập trung. Ngay khi ánh mắt tiêu viêm cùng với tiểu y tiên giao nhau, sâu bên trong vạn hạt môn, một đạo khói đậm màu đen đột ngột bay ra, chợt giống như yêu ma cưỡi mây đạp gió nhanh chóng lan tới khu vực chiến đấu bên ngoài, chỉ trong khoảnh khắc, lập tức dừng lại giữa bầu trời, khói đen chậm rãi co rút lại. Cuối cùng hóa thành một thân ảnh màu đen không thấy rõ được khuôn mặt, khục khục, hạt tất nham, không ngờ ngươi cũng không làm gì nổi nàng ta. Bóng đen nhẹ nhàng nổi trên không trung, một đôi mắt đảo qua khắp nơi, chợt cười quái dị nói một câu, ha ha, thiết hộ pháp nói đùa rồi, tông chủ độc tông dù gì cũng không phải là một ngọn đèn dầu, cho dù là lão phu cũng không thể không thừa nhận, ở tuổi nàng mà có thể đạt được trình độ như vậy, thực sự không đơn giản chút nào. Chỉ có điều trận đại chiến ngày hôm nay đối với vạn hạt môn ta vô cùng quan trọng, cho nên, không thể không nhờ cậy thiết hộ pháp ra tay giúp đỡ một chút. Hạt tất nham cười cười, trong giọng nói tỏ ra có chút kiên kỵ đối với bóng đen thần bí kia. Bổn hộ pháp ta ra tay đương nhiên không thành vấn đề, nhưng phần thù lao sau này ngươi cũng nên tính đến chứ. Không khí xung quanh bóng đen không ngừng gợn gợn dao động, âm thanh trầm thấp lạnh lẽo như được phát ra từ một nơi xa xăm. Nghe vậy, hạt tất nham hơi biến sắc, nhưng vẫn cắn răng, mỉm cười nói, được sự giúp đỡ của thiết hộ pháp, đương nhiên, đến lúc đó ngài cần gì ta đều dâng lên hết, được. Thiết hộ pháp nhẹ nhàng đồng ý một tiếng, sau đó ánh mắt chậm rãi quét về bãi chiến trường hỗn loạn, cười một cách âm hiểm, thân hình chợt động, một loạt tiếng va chạm vang lên, hai sợi xích màu đen tựa như độc xà từ trong cơ thể mạnh mẽ bắn ra, sau đó liên tục xoay vòng quanh cơ thể, không ngờ lại gặp ngươi. Ánh mắt tiểu y tiên lạnh như băng nhìn bóng đen, chậm rãi nói, ta đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi lại không biết nắm lấy. Chúng ta vốn có thể hợp tác rất tốt, nhưng ngươi lại cố ý phá hoại điều này, ta chỉ còn cách đi kiếm kẻ khác làm đồng bọn mà thôi. Thiết hộ pháp liếc nhìn tiểu y tiên một cái, lạnh nhạt nói, chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó mà thôi. Tiểu y tiên cười lạnh, vậy sao? Gã thiết hộ pháp cũng cười lạnh một tiếng. Sau đó âm trầm ra lệnh cho hạt tất nham, trước tiên ngươi hãy bám trụ lấy nàng, ta thu hết linh hồn của đám cường giả độc tông rồi quay lại thu của nàng sau. Lời nói vừa dứt, thiết hộ pháp mạnh mẽ vẫy tay ra, hai sợi xích màu đen mạnh mẽ bắn ra, chỉ trong nháy mắt xé ngang trời, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác hoa cả mắt, phốt. Thấy hai sợi xích mạnh mẽ bắn ra, hàng loạt cường giả độc tông vội vã né tránh, nhưng hai sợi xích màu đen này giống như có linh trí, xoay tròn trên bầu trời vài vòng. Sau đó hung hăng lao xuyên thấu qua lồng ngực hai gã đấu vương, xiềng xích màu đen nhẹ nhàng lay động, hai gã đấu vương kia còn đang trợn tròn mắt, vẻ mặt sợ hãi, hai cổ linh hồn thể hư ảo đã trực tiếp bị mạnh mẽ hút ra, chui thẳng vào trong sợi xích, còn thi thể mất đi linh hồn nặng nề rơi thẳng xuống mặt đất. Linh hồn của cường giả tầm thường quả nhiên không thể nào so sánh được với luyện dược sư. Nếu không có người của Đan Tháp ở Trung Châu cản trở, đi khắp nơi giết người, có lẽ nhiệm vụ sẽ hoàn thành một cách nhanh chóng. Đem linh hồn hút vào trong hai sợi xích, gã thiết hộ pháp lại lắc lắc đầu tỏ chút tiếc nuối. Trong khi thiết hộ pháp còn đang lầm bầm,
đám cường giả độc tông chứng kiến một màn khủng bố trước mắt đều sợ hãi vội vàng không ngừng lui về phía sau. Cường giả cấp bậc đấu tông, căn bản là không thể so sánh nổi, cho dù bọn hắn có đồng loạt xông lên, cũng chỉ trở thành mồi ngon cho hai sợi xích đen xì kia mà thôi. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn Thiết Hộ Pháp đang lơ lửng ở trên trời hơi trầm xuống, từ cách xưng hô của Hạt Tất Nham đối với người này, tự hồ hắn cùng với Vụ Hộ Pháp trước kia là cùng một cấp bậc, chỉ có điều, Tiêu Viêm bằng vào linh hồn cảm giác lực mẫn tuệ có thể thấy được, thực lực của gã Thiết Hộ Pháp này yếu hơn một chút so với Vụ Hộ Pháp, nhưng nói thế nào đi chăng nữa đây cũng là một gã đấu tông cường giả hàng thật giá thật, hơn nữa hồn điện luôn có đủ các loại thủ đoạn quỷ dị, muốn đánh bại hắn hẳn không dễ dàng chút nào. Ha ha, tiểu tử, rốt cục cũng biết sợ hãi là gì hả? Ta đã nói rồi, hôm nay, dù thế nào thì độc tông cũng không thể thoát khỏi tay của Vạn Hạt Môn ta. Nhìn sắc mặt âm trầm của Tiêu Viêm, Hạc Sơn nghĩ rằng hắn cũng bị thủ đoạn của Thiết Hộ Pháp làm cho kinh sợ, không khỏi cười đắc chí. Cao mày hơi liếc nhìn gã đắc ý trước mắt, Tiêu Viêm chỉ cười lạnh một tiếng, thấy đến thời điểm này rồi mà Tiêu Viêm vẫn còn ngạo mạn như cũ, trong lòng Hạc Sơn càng nổi lửa giận, lập tức ngẩng đầu hướng về phía Thiết Hộ Pháp cung kính nói, Thiết Đại Nhân, tên môn nhân độc tông này thân thủ không kém, đã giết chết hai đấu hoàng cường giả của Vạn Hạt Môn ta, thỉnh Đại Nhân ra tay xử lý. Nham Kiêu tiên sinh, chạy mau. Đám cường giả độc tông thấy Hạc Sơn nói như vậy, cuống quyết nhắc nhở Tiêu Viêm, môn nhân Vạn Hạt Môn quả nhiên không ít, vậy mà ngay cả một tên tiểu tử nhất tinh đấu hoàng cũng không thể giải quyết nổi sao. Thiết Hộ Pháp lơ lửng trên bầu trời hờ hững liếc về phía Tiêu Viêm một cái, trong giọng nói có chút trào phúng. Nghe câu nói của Thiết Hộ Pháp, khuôn mặt Hạc Sơn trở nên trắng bệch, nhưng e sợ thực lực của người này, nên không dám cãi nửa câu. Chỉ có thể đem lửa giận trong lòng dời về phía Tiêu Viêm, trong ánh mắt có thể thấy sự ác độc không nói nên lời. Sau một câu trào phúng đó, Thiết Hộ Pháp cũng không nói gì hơn, ánh mắt quét ngang Tiêu Viêm, khẽ búng ngón tay, xiềng xích đen xì đang lượn lờ quanh thân lập tức mạnh mẽ lao ra. Hai sợi xích hóa thành bóng đen từ phía xa bắn tới, âm thanh loảng xoảng giống như lưỡi hái tử thần đang cắt linh hồn ra khỏi thân thể vậy. Chứng kiến xiềng xích màu đen đột nhiên phóng tới, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng. Toàn thân phát ánh sáng bạc, thân hình hơi rung lên, quỷ dị lui lại, trong quá trình lui lại liên tục tạo thành từng đạo tàn ảnh hư ảo. Suy, xiềng xích lao tới, nhưng không trúng được vào Tiêu Viêm, mà chỉ đánh trúng một cái tàn ảnh. Ồ, thấy đòn công kích bằng sợi xích không ngờ lại bị Tiêu Viêm né được, Thiết Hộ Pháp nhất thời không nhịn được ồ lên một tiếng kinh ngạc, chợt cười lạnh, lại vung tay ra, sợi xích vừa vồ hụt con mồi lại giống như một con độc xà ngẩng đầu lên, như một tia chớp bắn tới Tiêu Viêm. Thân hình Tiêu Viêm như một mũi tên màu bạc, trọng thước trong tay cũng cất vào trong nạp giới, hai chân tạo thành những bước kỳ dị, mỗi một lần dưới thế công mãnh liệt của xiềng xích đều hiểm hiểm tránh thoát được. Trên bầu trời, đông đảo cường giả hai phía nhìn thấy Tiêu Viêm không ngờ lại có thể kiên trì lâu như vậy trước một cường giả đấu tông, tất cả đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, kể cả Hạc Sơn cũng không thoát khỏi việc há mồm thở dốc, sắc mặt càng ngày càng trở nên âm trầm hơn. Chứng kiến mình truy kích liên tục nhưng vẫn không thu được kết quả gì, sắc mặt gã Thiết Hộ Pháp cũng dần dần trở nên khó coi hơn. Hắn không nghĩ tới, gã Tiêu Viêm này lại trơn trượt đến như vậy, dưới thế công của bản thân mình, cho dù là cường giả đấu hoàng đỉnh phong cũng phải cực kỳ chật vật, thế mà tên kia lại có thể nhẹ nhàng tránh thoát được hết. Ha ha, tiểu tử này khá, quả nhiên là đã coi thường ngươi rồi, không hổ là kẻ có thể đánh chết hai gã đấu hoàng. Mặc dù giận dữ nhưng gã Thiết Hộ Pháp lại nở một nụ cười lạnh, hai tay động, màn khói đen bao quanh thân rung rung. Chợt một loạt âm thanh loảng xoảng vang lên, nhất thời, ước chừng khoảng 7-8 sợi xích đột nhiên từ trong cơ thể mạnh mẽ lao ra, sau khi chuyển động quanh thân hắn vài vòng, tiếp tục lao như bão táp. Về phía Tiêu Viêm đang tinh tế tránh né, để ta xem ngươi còn tránh né kiểu gì nữa, cùng với tiếng quát mang theo đầy sát ý của Thiết Hộ Pháp, đám xích màu đen cơ hồ là bày ra một trận thế thiên la địa võng, đem tất cả các đường lui của Tiêu Viêm phong bế lại, để cho Tiêu Viêm chỉ có một cách là cứng rắn chống đỡ. Một gã đấu hoàng cứng rắn đọ lực với một gã đấu tông, kết cục như thế nào, đương nhiên không cần nói cũng biết, giống như cũng hiểu được mình không thể trốn tránh tiếp được nữa, Tiêu Viêm lập tức dừng di chuyển, khẽ cau mày nhìn thẳng vào đôi mắt đang dần dần phóng đại phía trong màn sương đen. Ai, chứng kiến Tiêu Viêm rơi vào tuyệt cảnh, đám cường giả độc tông nhất thời thầm thở dài một hơi, nhưng cũng chỉ bất lực mà thôi. Ngay khi gã cường giả đấu tông phía đối phương xuất hiện, sĩ khí của đám người này đã mạnh mẽ giảm sút. Bởi vì họ cũng hiểu, cho dù tiểu y tiên cũng là đấu tông, nhưng rất khó có thể lấy một địch hai, mà một khi nàng bị thua, kết cục của độc tông đương nhiên không cần nói cũng biết.
Nhìn thấy Tiêu Viêm rơi vào tình cảnh như vậy, trên mặt Hạc Sơn cũng hiện lên một chút dữ tợn. Cơ hồ hắn có thể đoán được thảm trạng của Tiêu Viêm sắp tới, dưới ánh mắt của vô số tâm tư đang nhìn chăm chú vào mình, đám xích màu đen đang mãnh liệt lao đến, nhưng ngay một khắc sắp đánh trúng Tiêu Viêm, không gian xung quanh đột nhiên vặn vẹo, khiến cho quỹ đạo vốn cực kỳ hoàn mỹ của đám xích bỗng nhiên bị lệch lạc hết thảy, cuối cùng chỉ lướt nhẹ qua thân thể Tiêu Viêm mà lao đi. Một màn bất thình lình xảy ra nhất thời khiến toàn bộ mọi người ồ lên kinh ngạc. Thiết hộ pháp sau một chớp mắt kinh ngạc lập tức lớn tiếng quát, không biết vị đấu tông nào ẩn nấp quanh đây, thỉnh không nên xen vào việc của người khác, nếu không thì sao, ngươi định làm thế nào đây? Một giọng nói lạnh như băng vang lên, đồng thời một thân ảnh cũng chậm rãi hiện lên chắn trước mặt Tiêu Viêm. Thân hình kia vừa hiện lên, lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về đấy. Khi nhìn rõ đó là một cô gái khá là xinh đẹp, ai nấy đều chết lặng sững sờ, không ngờ tông chủ lại mời tới thêm một vị khách như vậy. Đừng nói, nàng ta cũng là một đấu tông đấy chứ, những môn nhân của độc tông nhìn thấy người mới đến là một cô gái, đều không thể hình dung, một chiêu uy lực như vừa rồi là do nàng ấy đánh ra, nhưng kinh ngạc chỉ trong phút chốc đã trôi qua, thay thế vào đó là một sự vui sướng tận trong thâm tâm. Nghe tiếng quát giận vừa rồi của thiết hộ pháp kia, thì có vẻ nàng ta chính là một đấu tông rồi. Mà ra tay lại khiến cho không gian vặn vẹo như sắp đứt gãy thì chỉ có lực lượng của đấu tông mới có thể làm được. Hơn ai hết, những đấu hoàng ở đây đều rất rõ điều này. Ngay lúc này, sĩ khí quân tâm vốn vì sự khủng bố của thiết hộ pháp làm cho tê liệt lại một lần nữa bùng lên dâng cao ào ạt. Địch thủ có hai đấu tông, thì bên mình cũng vậy, ưu thế rốt cuộc vẫn thuộc về độc tông rồi, làm sao mà không phấn khởi cho được. Người vừa ra tay, dĩ nhiên là Mỹ Đỗ Toa nãy giờ vẫn ẩn náu theo dõi một bên. Nàng đã sử dụng một lớp da huyễn thú mà che đi dung mạo tuyệt thế của mình, trở nên bình thường như bao cô gái khác, có điều cái khí chất đặc biệt của xà tộc yêu mị quyến rũ thì không lẫn vào đâu được, khiến cho bao cặp mắt phải chăm chú ngắm nhìn, xem ra các hạ định nhúng tay vào việc này rồi. Thiết hộ pháp lạnh lùng nhìn Mỹ Đỗ Toa, trong lòng cảm thấy nghiêm trọng vô cùng, bởi qua một lần giao thủ vừa rồi, lão đã có thể biết được thực lực của đối phương không hề thua kém mình bao nhiêu, lão già này cứ giao cho ta. Mỹ Đỗ Toa lạnh nhạt nhìn thiết hộ pháp, tay rung lên lấy ra một thanh trường kiếm, vì sợ lộ tung tích, nên nàng đã thay thanh kiếm này chứ không dùng xà hình kiếm từng tung hoành khắp nơi trong đại chiến của bốn quốc gia vừa rồi. Cô nhớ cẩn thận đó, ta thu thập tên kia xong sẽ qua phụ cô một tay. Tiêu Viêm gật đầu, hất mặt đầy bất thiện về phía Hạc Sơn đang đờ người ra vì sự xuất hiện đột ngột của Mỹ Đỗ Toa, cười cười, yên tâm đi, lão chạy không thoát đâu. Ta cũng hiểu mục tiêu lần này của ngươi chính là lão già này mà. Gương mặt mới của Mỹ Đỗ Toa dù không thể so sánh được với diện mạo thật, nhưng vẫn vô cùng kiều mỹ hút hồn người. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, rồi âm trầm nhìn thiết hộ pháp thật kỹ mới chịu lui ra sau. Khục khục, thật là một đứa con gái kiêu ngạo phách lối. Dù ngươi là một đấu tông đấy, nhưng trong mắt hồn điện chẳng là cái quái gì, sẽ có một ngày, nhóc con ngươi cực kỳ hối hận vì hành động gây hấn với hồn điện hôm nay. Bị Mỹ Đỗ Toa tỏ vẻ coi thường mà phớt lờ câu hỏi của lão, thiết hộ pháp vô cùng giận dữ, lạnh lùng cười nhạt, lũ hồn điện các ngươi, lúc nào cũng thích nói mấy lời vô nghĩa này sao? Mỹ Đỗ Toa búng mạnh tay vào trường kiếm tạo nên những thanh âm trong trẻo sắc bén, khẽ nghiêng nghiêng đầu, chế nhạo, con nhóc ngươi đã gặp những người khác của hồn điện rồi à? Nghe những lời kia của nàng, thiết hộ pháp giật mình chấn động, đôi mắt lóe sáng, Mỹ Đỗ Toa chẳng thèm đáp lại. Chỉ thấy đấu khí trong cơ thể nàng bùng lên như hồng thủy triều cường, mắt thường cũng có thể nhìn thấy không gian xung quanh chấn động, vận hành đấu khí mà khiến cho thiên địa bên ngoài thay đổi như vậy, chỉ có cấp bậc đấu tông trở lên, chứ mấy dạng như đấu hoàng thì chẳng người nào làm được. Nhìn thấy hành động của Mỹ Đỗ Toa, thiết hộ pháp chăm chú hẳn, đồng thời sát khí cũng dâng lên ngập tràn trong mắt, lão hừ lạnh, bản hộ pháp hôm nay muốn thử xem, con đàn bà ngươi có tư cách để cuồng vọng như thế không, dứt lời. Ngón tay lão khẽ duỗi ra, những âm thanh len ken đồng loạt vang lên in ỏi, sợi xích trong tay dựng đứng lên như vòi bạch tuộc mà quét về phía Mỹ Đỗ Toa. Mặc kệ thanh thế địch nhân hung mãnh thế nào, Mỹ Đỗ Toa vẫn thản nhiên như không, trường kiếm trong tay như chớp đâm vào một điểm trên sợi xích, lực lượng điên cuồng trong chớp mắt tuôn trào ào ạt đánh văng sợi xích trở ngược về. Nàng làm sao lại giống như đám đấu vương, đấu hoàng vô dụng để mặc cho sợi xích muốn làm gì thì làm chứ, giao thủ sơ sài một chiêu. Mà năng lượng phát tán ra xung quanh đã vô cùng mạnh mẽ. Hàng loạt tiếng nổ rền vang khắp nơi, hoa lửa nhảy múa tưng bừng, hai cao thủ đấu tông đại chiến, cực kỳ ấn tượng,
nhưng chẳng một ai dám mon men lại gần, chỉ sợ gặp tai bay vạ gió, sơ suất dính vào, muốn sống cũng thật khó nha. Lúc này Hạt Tất Nham đang lơ lửng trên bầu trời, vẻ mặt chớm đắc ý kiêu ngạo đã bị sự xuất hiện của Mỹ Đỗ toa quét cho tan tành mà sụ xuống. Giờ nhìn thêm cảnh nàng ta đánh ngang tay với Thiết Hộ Pháp thì lại càng cực kỳ thiểu não. Chấn động một hồi mới nhìn chằm chằm vào Tiểu Y Tiên, căm tức, không nghĩ tới kiêu ngạo như con nhóc ngươi cũng cần người khác giúp đỡ, hèn gì chẳng sợ hãi gì mà ra vẻ như thế nhỉ, giống nhau thôi. Tiểu Y Tiên cười nhạt, đôi mắt tím thẫm chớp chớp đầy vẻ trào phúng, chà chà, ước muốn chiếm đoạt độc tông của ta đâu rồi, xem ra vạn hạt môn của lão sớm nên thành đồ ngâm rượu đi nha, hừ. Để coi con tiện nhân đắc ý được bao lâu. Lão phu tu luyện nhiều năm như vậy, không tin giết không nổi một đứa nhỏ miệng còn hôi sữa như ngươi. Hạt Tất Nham giận dữ hét vang, tay cầm quải trượng ầm ầm rung mạnh, vạt áo ngay chỗ đó tức thì biến thành bụi phấn, lộ ra một hình xăm bò cạp màu đỏ thật lớn trên ngực. Con bò cạp đầy rẫy sát khí có vẻ sống động vô cùng, hình dáng cực kỳ dữ dằn, nếu quả thật xuất hiện thì chỉ sợ còn hơn cả con bò cạp bốn cánh lúc nãy. Huyết Ma Hạt Hoàng. Tiểu Y Tiên nhìn chằm chằm cái hình xăm không lớn hơn những con bò cạp thông thường bao nhiêu mà đôi mi lá liễu kia chợt cau tít lại. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tiểu Y Tiên, Hạt Tất Nham đắc ý vô cùng, hắc hắc hắc, sợ rồi sao? Trước khi lão phu trở thành đấu tông, may mắn gặp phải nó đang bị trọng thương, vì đột phá đấu tông mà lão phu phải tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể giết chết được nó mà thu lấy máu thịt. Linh hồn nó thì được phong ấn trui rèn trong cơ thể. Đã nhiều năm rồi cuối cùng lão phu cũng đã luyện hóa hoàn toàn. Hôm nay, con nhỏ ngươi rất may mắn được trở thành vong hồn thứ nhất dưới tuyệt chiêu vạn hạt môn ta, Huyết Hồn Quyết. Dứt lời, thủ ấn của lão mạnh mẽ biến đổi liên hồi, lập tức hình xăm con bò cạp máu trên thân thể lão bỗng nhiên nhúc nhích, rồi chìm hẳn vào trong người. Khi hình xăm hoàn toàn biến mất, thân người lão đã phình to lên rất nhiều, hai bàn tay run rẩy vặn vẹo rồi nứt toát ra, một cặp càng đỏ rực từ nơi đó ngoe ngoảy xuất hiện. Quá trình biến thân vẫn tiếp tục, cho đến khi dừng lại thì lão già kia đã trở thành một con quái vật nửa người nửa bọ cạp cực kỳ kinh tởm. Nghiêm trọng nhìn khí thế Hạt Tất Nham cuồn cuộn bành trướng, Tiểu Y Tiên có thể cảm nhận được, trình độ này đã có thể đánh ngang ngửa với Ngũ Tinh đấu tông được rồi. Thiên Độc Nữ, hôm nay hãy lấy máu ngươi làm tế phẩm đầu tiên Huyết Hồn Quyết của lão phu đi. Cặp càng đỏ rực to lớn chỉ về phía Tiểu Y Tiên, có lẽ vì công pháp quá bá đạo mà diện mạo cũng như âm thanh của lão trở nên cực kỳ dữ tợn tàn ác, sát khí ràn rạc khắp đất trời lúc đó liền thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người. Khi ai nấy nhìn về hướng này đều phải kinh hoàng thất thố, hình dáng đáng sợ cũng như khí tức quái vật của Hạt Tất Nham đã dọa cho một số người yếu tim của độc tông trắng bệch cả mặt ra. Lão quái vật kia không ngờ đã thúc đẩy thực lực lên Ngũ Tinh đấu tông rồi, Tiểu Y Tiên làm sao có thể đánh lại được đây? Bằng vào linh hồn cảm giác cực kỳ hùng hậu, ngay tức khắc Tiêu Viêm đã nhận ra sự biến hóa bất diệu bên mặt trận của Tiêu Y Tiên, trong lòng vô cùng nặng nề, hắn không nghĩ lão già kia lại có một đòn sát thủ đến thế, phải qua giúp cô ấy, không ổn rồi. Vừa lóe lên ý nghĩ này thì Tiêu Viêm cũng liền hành động, nhưng vừa định chuyển thân thì lại nhìn thấy một bóng người trờ tới trước mặt, cười lên đầy bỉ ổi, tiểu tử kia, chạy đi đâu, lão phu chờ đợi nãy giờ mà. Nhìn Hạc Sơn cản trở trước mặt, Tiêu Viêm sát ý dâng tràn, cũng không nhiều lời vô nghĩa. Trọng thước trong tay hắn mãnh liệt vung lên, như lang như sói hung hãn chém mạnh về phía lão, hoàn toàn đẩy lão vào thế bị động. Khi Hạt Sơn còn đang dây dưa kéo dài thời gian của Tiêu Viêm, thì Hạt Tất Nham bên kia cũng đồng loạt tấn công. Chỉ thấy thân hình lão lóe lên đã xuất hiện trước mặt Tiểu Y Tiên, cặp càng lớn đỏ rực lên như máu cắt ngang eo của nàng. Tiểu Y Tiên điểm mạnh ngón tay vào cặp càng to đùng kia, chớp lửa bùng lên dữ dội, nhưng lại không tạo ra một chút thương tích nào đối với lão. Khạch khạch. Hạt Tất Nham cười lên quái dị, cái càng lớn lại tiếp tục kẹp tới, ngón tay cứng rắn như tinh cương của Tiểu Y Tiên không ngờ lại bị đánh văng ra, dính phải một đòn khá nặng, Tiểu Y Tiên chật vật lui nhanh về phía sau, con nhỏ kia. Sao không kiêu ngạo nữa đi? Một đòn đã đánh văng địch thủ, Hạt Tất Nham khoái chí rít gào vang dội, khẽ liếc mắt lên ngón tay, rồi lạnh lùng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dữ tợn đang khoái trá hò hét kia, Tiểu Y Tiên đưa ngón tay vào miệng, cắn mạnh một phát. Một dòng máu đỏ sẫm lập tức chảy xuôi, sau đó nàng dùng ngón tay đẫm máu quệt ngang lên trán, lập tức một dãy ký hiệu kỳ lạ hiện lên. Thấy những cử chỉ quái dị như thế của Tiểu Y Tiên, Hạt Tất Nham đột nhiên chột dạ, vẻ đắc ý dần tan biến, thay thế vào đó là một cảm giác lo lắng không thể lý giải. Cùng lúc này, khi những ký hiệu trên vầng trán trơn bóng hoàn thành,
thì đôi mắt tím sẫm của tiểu y tiên chợt tỏa ra ánh sáng lạ lùng không xiết, đồng tử co rút bất thường, rồi chợt đảo một cái, chỉ thấy con mắt bên trái bỗng nhiên nhạt dần rồi chuyển sang màu xám xịt quỷ dị, còn tròng mắt bên lại tím thẫm đến hút hồn. Lão già, ngươi cũng là người thứ nhất có thể làm ta hoàn toàn giải phóng năng lực của ách nạn độc thể, được chết như vậy, cũng không tính là làm mất thân phận của lão chứ. Tiểu y tiên chậm rãi ngẩng đầu, mái tóc trắng bạc không gió mà tung bay. Những ký hiệu kỳ lạ trên trán lập lòe ánh sáng rực rỡ, âm thanh lạnh lùng âm vang như vọng về từ chính tầng cửu u địa ngục, không một chút tình cảm, không một chút ưu phiền. Nhìn toàn thân tiểu y tiên đột nhiên tỏa ra một luồng uy áp kỳ dị, sắc mặt Hạt Tất Nham khẽ biến, vẻ đắc ý trong mắt đã tiêu tán, chỉ còn lại sự nghiêm trọng. Từ luồng khí tức kỳ dị trên người đối phương, lão cảm giác được mùi vị của tử vong. Quả là ách nan độc thể, đúng như lời Thiết Hộ Pháp, còn trẻ tuổi như thế mà có thể đạt tới thực lực này, hẳn là dựa vào nó. Hạt Tất Nham không hổ là người có kiến thức rộng rãi, ách nan độc thể lão cũng từng nghe qua một ít, sắc mặt lập tức trầm xuống, khàn khàn giọng nói. Tiểu y tiên chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt chỉ còn lại duy nhất một màu tím than, khiến cho người có cảm giác lạnh lẽo vô tình. Dưới ánh mắt sâu thẳm đầy yêu dị này, dù là Hạt Tất Nham có thực lực cao cường cũng không khỏi chột dạ. Tiểu y tiên vẫn im lặng, đôi mắt tím nhìn chăm chú vào Hạt Tất Nham, nhưng bàn tay mềm mại đã nắm chặt lại. Chỉ thấy không gian 10 trượng xung quanh bỗng có những rung động vặn vẹo mãnh liệt, rồi chớp mắt hình thành một cái lồng giam. Người đứng ngoài nhìn vào cũng chỉ thấy bên trong một mảng mờ mờ. Thiên độc lao giới, biến không gian thành lao ngục xong, tiểu y tiên bình thản nhìn về Hạt Tất Nham bị giam trong lồng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, những thanh âm lạnh lẽo từ chiếc miệng nhỏ nhắn phát ra. Theo những lời chú thanh thúy vang lên, sương mù màu tím từ trong cơ thể tiểu y tiên ùn ùn trào ra, rồi nhanh chóng khuếch tán. Chỉ trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ không gian bị phong bế này, lúc này thì bên ngoài đã không còn nhìn rõ được bất kỳ cái gì nữa. Trong không gian lao lung, sắc mặt Hạt Tất Nham âm trầm nhìn sương mù màu tím tràn ngập xung quanh, lão có thể cảm giác được, ẩn bên trong những hạt sương li ti này là kịch độc mà ngay cả lão cũng không dám tự tiện để nó xâm nhập vào cơ thể. Hơn nữa, sương mù này dường như còn có tác dụng làm giảm sự linh hoạt của đối phương, độc vụ vừa tràn ngập thì lão đã cảm thấy thân thể mình trở nên trì trệ đi rất nhiều, khí độc thật khủng khiếp. Có thể làm ô nhiễm toàn bộ năng lượng thiên địa trong mảnh không gian phong tỏa này, khi đó, đánh nhau sẽ không được tùy ý hấp thu năng lượng từ ngoại giới nữa. Mà như vậy, chỉ có mình bị tiêu hao mà không thể hồi phục, nếu chiến đấu kéo dài thì tình hình không ổn chút nào. Chiêu thức này thật là ác độc, ách nan độc thể quả đúng là khó chơi. Hạt Tất Nham lạnh lùng nhìn sương mù màu tím đang tràn ngập chung quanh, thầm than. Bất chợt một ý nghĩ lóe lên, ngay lập tức một tầng đấu khí hùng hậu vây kín cả thân thể, phong bế hết lỗ chân lông trên người, ngăn cách toàn thân lão với sương mù màu tím kia. Nhưng phóng ra toàn bộ ách nan độc thể thì cũng sẽ khiến cho thời gian độc thể phát tác hoàn toàn rút ngắn lại. Con đàn bà ác độc ngươi đã dốc toàn lực thì lão phu cũng phải tiếp đón chu đáo thôi. Tiếng quát lạnh lẽo vừa dứt, một luồng năng lượng huyết sắc đột nhiên từ trong cơ thể Hạt Tất Nham bùng phát, liền xuất hiện hai thanh kiếm to lớn. Lão đưa mắt âm độc nhìn về bốn phía, sẵn sàng đưa ra đòn phản kích với tiểu y tiên đang ẩn núp trong khói độc. Từ phía chân trời xa xa, một không gian hơn 10 trượng chứa đầy khí tím đột nhiên xuất hiện thu hút ánh mắt mọi người. Khí tím đó xoay chuyển cuồn cuộn muốn khuếch tán ra chung quanh, nhưng giống như bị bốn vách tường trong suốt cản lại, chỉ có thể hình thành một thế giới đầy chất độc vần vũ bên trong. Khói độc màu tím mù mịt che khuất, khiến mọi người không thể nhìn thấy trận đấu diễn ra như thế nào, thậm chí kể cả Tiêm Viêm dùng linh hồn cảm ứng quét qua cũng bị không gian gấp khúc ngăn cản. Kể từ đó, mọi người không ai biết được tình huống bên trong. Điều có thể làm duy nhất là chờ đợi, chờ cuộc chiến sinh tử của bọn họ kết thúc mà thôi. Thu hồi ánh mắt từ không gian tràn ngập độc vụ lại, mặt Tiêu Viêm dù vẫn còn đầy nét nghiêm trọng, nhưng đã không còn lo lắng như trước. Xem hành động lúc nãy của tiểu y tiên, hẳn là nàng đã sử dụng phương thức nào đó làm cho thực lực tăng vọt, hơn nữa còn cố ý phong bế một không gian nhỏ trên trời tạo thành lồng giam, thì có lẽ nàng ta cũng đã nắm chắc điều gì đó. Theo sự hiểu biết của Tiêu Viêm về cô gái này, thì tiểu y tiên vẫn chưa dại dột đến mức tự tìm chết trong chiến đấu, hiện giờ chỉ đành chờ kết quả cuối cùng thôi. Khẽ thở dài, ánh mắt Tiêu Viêm cũng trở nên kiên quyết, rồi nhìn về phía Hạc Sơn, chậm rãi nói, nếu Hạc Sơn môn chủ đã mong muốn giao thủ với ta như thế, xem ra hôm nay nếu ta không đáp lại, thì đã phụ tấm lòng của môn chủ rồi. Lời nói Tiêu Viêm mặc dù bình thản, nhưng sát ý trong đó thì vô cùng rõ ràng. Với tên gia hỏa ba bốn lần ra tay ngăn trở này,
đã làm bùng lên lửa giận và sát tâm trong lòng hắn. Nghe những lời này của Tiêu Viêm, sắc mặt Hạc Sơn hơi đổi, liền cười lạnh rồi nói, tiểu tử cuồng vọng, bản môn chủ tự mình ra tay với ngươi, ngươi nên lấy đó làm vinh dự mới đúng, đã thế, mời Hạc Sơn môn chủ nạp mạng đi thôi. Tiêu Viêm khẽ nhếch mép, bàn chân đạp mạnh vào hư không, ánh sáng bạc chợt lóe, thân hình nhanh như chớp lướt tới, hàng loạt tàn ảnh động lại trên bầu trời rồi tiêu biến, chỉ nháy mắt đã hiện ra nơi đỉnh đầu Hạc Sơn, trọng xích nắm chặt trong tay, không hề có chút lưu tình giáng mạnh xuống, cự xích mang theo kình phong xé gió đánh tới, áp lực của nó đã làm cho quần áo Hạc Sơn dính chặt vào người. Hừ, Hạc Sơn hừ lạnh, cây côn màu lam trong tay cũng vung mạnh lên, không hề tỏ ra thua kém đánh mạnh vào trọng xích. Choang, tiếng kim loại va chạm thanh thúy vang lên, tóe ra vô số hoa lửa, kình khí tại chỗ giao tranh bùng nổ dữ dội, hai thân hình đều bắn ngược ra sau. Thân thể Tiêu Viêm quay cuồng trên không trung một hồi, đôi hỏa dực sau lưng rung lên vài lần mới ổn định lại. Bên kia Hạc Sơn cũng lão đảo chật vật văng lui về sau mấy chục thước, bàn tay cầm côn đã hơi run rẩy. Nếu chỉ xét về lực lượng, thì cơ thể Tiêu Viêm sau khi trải qua vô số linh bảo thiên địa tẩy tủy phạt cốt lại thêm vũ khí nặng nề như thanh huyền trọng xích này, dĩ nhiên là mạnh hơn Hạc Sơn rất nhiều. Lão lựa chọn đối kháng trực tiếp với hắn là chuyện bất trí nhất. Khi thân thể đã bình ổn, Tiêu Viêm nhìn Hạc Sơn lui ra sau vài bước, sắc mặt hắn càng thêm hung dữ, hàn quang trong mắt trực lên. Đấu khí nóng bỏng màu lục bích trong cơ thể đột nhiên bùng phát, ồ ạt tuôn vào trọng xích trên tay. Chỉ trong thời gian ngắn, đã đem thanh trọng xích màu đen biến thành một màu xanh biếc, trên thân xích vô số những ngọn lửa bích lục bùng cháy hừng hực, cảm nhận được năng lượng nơi trọng xích kia đang dần dần ngưng tụ, càng lúc càng khổng lồ, Hạc Sơn biến sắc, cây côn màu lam trong tay xoay tít ra hàng loạt côn ảnh, đấu khí hùng hậu trong cơ thể cũng nhanh chóng vận chuyển, theo kinh mạch mà đổ vào lam côn. Khiến hình dáng lam côn bỗng lớn hơn rất nhiều, nhìn như một cái cột đình màu lam. Bây giờ, hai người bọn họ đã bắt đầu thi triển những đấu kỹ có uy lực không tầm thường, làm cho người đứng xem xung quanh thấy một màn này, đều phải vội vàng thối lui, e sợ bị liên lụy. Trên thân xích màu lục bích ngày càng đậm, tới lúc này, ánh mắt Tiêu Viêm đột nhiên sắc bén, hai tay nắm chặt chuôi xích, gân xanh trên tay nổi lên, dữ tợn chém xuống Hạc Sơn ở đằng xa, diễm phân vệ lãng xích, theo tiếng quát vừa dứt. Một luồng lửa lục bích khổng lồ tới vài chục trượng từ trong mũi trọng xích mạnh mẽ tuôn ra, nơi lưỡi lửa phóng qua, không gian ầm ầm chấn động, nhiệt độ nóng cháy của nó đã làm cho không gian như vặn vẹo hẳn đi. Chấn Thiên Côn, nhìn lưỡi lửa với năng lượng hùng hồn cùng kình phong xé gió lao đến, Hạc Sơn nghiến răng, cây côn màu lam trong tay múa lên, tạo thành một vùng sáng chói mắt, với những tiết tấu kỳ dị, mãnh liệt tấn công vào lưỡi lửa kia, ầm, dưới vô số ánh mắt quan sát. Hai luồng ánh sáng rực rỡ trong tích tắc liền va chạm, một tiếng nổ mạnh như sấm sét vang lên, rền rỉ khắp trời, năng lượng dao động kịch liệt xen lẫn nhiệt độ nóng bỏng bùng phát ra xung quanh. Hạc Sơn bị luồng lửa mạnh mẽ đánh trúng phát ra một tiếng kêu thảm, bàn tay nắm lam côn bốc lên khói trắng nghi ngút, có điều hắn vẫn cắn răng không buông, thân hình lão đảo lui về sau. Lần giao tranh vừa rồi, lưỡi lửa quỷ dị trên trọng xích đã làm cho lão chịu thiệt thòi lớn, nhìn thấy Hạc Sơn lui lại, Tiêu Viêm cười lạnh. Ánh mắt thoáng nhìn qua không gian sau lão, dưới chân ánh sáng bạc lại lóe lên, nhoáng một cái đã đến trước Hạc Sơn, vung trọng xích mạnh mẽ đập xuống. Hạc Sơn đang vội vàng vận lực ép kình khí nóng bỏng sôi trào trong cơ thể ra, đã cảm thấy kình phong hung hãn đang ập đến. Bàn chân liền đạp những bước đầy quỷ dị, thân hình lại một lần nữa vọt lùi như thiểm điện, tránh thoát hung hiểm trong đường tơ kẻ tóc. Lão liếc mắt qua chỗ hồi nãy, thấy Tiêu Viêm không truy kích bèn cười lạnh, nhưng tiếng cười còn ở trong yết hầu chưa kịp phát ra. Thì ngay sau lão, một thân ảnh nhỏ nhắn chợt hiện lên cùng với âm thanh lanh lảnh, khắc khắc, nhận một quyền của ta đây, thanh âm non nớt vừa dứt, một quả đấm nhỏ màu trắng đã đến, trên nắm tay sáng bừng màu tím lóng lánh, một luồng lực lượng đáng sợ ngưng tụ trong đó ập đến, cảm nhận được lực lượng khủng bố đột ngột xuất hiện đằng sau, Hạc Sơn vô cùng kinh hãi, cấp tốc xoay người, lam côn trong tay chỉ vội che lấy ngực, bình, quả đấm nhỏ đã trực tiếp đánh vào trên cây côn, Hạc Sơn còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm. Thì một tiếng rắc vang lên, làm cho toàn thân lão lạnh ngắt, chỉ thấy lam côn cứng rắn hơn cả tinh thiết kia, giờ này đã gãy đôi, mà quả đấm nhỏ vẫn không hề dừng lại, tống thẳng vào lồng ngực lão. Trong lòng Hạc Sơn hiện lên nỗi sợ hãi không tên, trước mắt lão, mơ hồ chỉ thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như hoa như ngọc và đôi mắt to tròn đen lấy như bảo thạch, lấp lánh vẻ vô tội xen lẫn với giảo hoạt tinh ranh vô cùng. Nhìn nắm tay nhỏ nhắn như vô lực dừng trên lồng ngực, trong nháy mắt khiến cho khuôn mặt Hạc Sơn xuất hiện màu hồng nhuận khác thường,
chợt từ yết hầu cảm thấy vị ngọt liệm, rốt cuộc, một ngụm máu tươi không thể nén được phun mạnh ra. Máu tươi phụt ra, thân hình Hạc Sơn chật vật lui về phía sau có chút lảo đảo. Hiển nhiên, một quyền mạnh mẽ của Tử Nghiên lúc trước, trực tiếp làm cho hắn bị trọng thương. Dù sao lực lượng của nàng cũng cực kỳ khủng bố, mặc dù đấu hoàng cường giả chịu một đòn cũng không phải là chuyện đùa. Hỗn đảng, dám đánh lén. Thân hình chợt lui, Hạc Sơn hỗn hển trống giận nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng lắc đầu, cười châm biếm, không nói nhảm với hắn. Dưới chân, ngân mang chớp động, vẻn vẹn trong tích tắc xuất hiện trước mặt Hạc Sơn, trọng xích trong tay vung lên, vẽ ra một đường cong mỹ lệ xen lẫn trong đó có tiếng xé gió cực kỳ khủng bố, ra tay không chút lưu tình. Loại tình huống đuổi chó đến đường cùng này, Tiêu Viêm cũng không chút bài xích, thậm chí, nếu có cơ hội như thế, hắn ra tay so với lúc bình thường còn ác liệt hơn. Sau khi nhận một quyền của Tử Nghiên, đấu khí trong cơ thể bình thường vốn vận chuyển vô cùng thuận lợi, hiện tại lại trở nên rối loạn. Trong lòng Hạc Sơn hiểu rõ, đó là dấu hiệu bị trọng thương, mà hiện giờ lại phải đối mặt với công kích hung hãn của Tiêu Viêm, hắn thật sự không dám đối chọi cùng với nó. Bởi vậy, thân hình vội vàng di chuyển, chật vật tránh khỏi công kích của Trọng Xích. Trọng Xích tấn công thất bại, Tiêu Viêm cười lạnh một tiếng, tay vung lên, Trọng Xích liền rời tay hướng thẳng về phía Hạc Sơn. Tránh được công kích trước đó của Tiêu Viêm, kinh mạch trong cơ thể Hạc Sơn hiện tại xuất hiện từng đợt co rút, cảm giác đau đớn không thể tả. Hiện tại, tự nhiên không có năng lực chống đỡ, bởi vậy, nhìn thấy Trọng Xích bay tới, hắn thực là lực bất tòng tâm, trơ mắt nhìn Trọng Xích oanh kích thật mạnh lên cơ thể, phục, lại thêm một ngụm máu tươi nữa phun ra. Rốt cục, một tia sợ hãi xuất hiện trong mắt của Hạc Sơn. Nếu cứ tiếp tục diễn ra như vậy, hắn thực sự sẽ giống như Ngô Nhai, chết dưới tay Tiêu Viêm, hàm răng cắn chặt, Hạc Sơn mạnh mẽ điều động đấu khí trong cơ thể, dùng sức vẫy động hai cánh đấu khí sau lưng. Mượn lực Trọng Xích vừa đánh tới, thân hình nhằm hướng sơn môn của Vạn Hạc môn bắn mạnh đi, còn muốn chạy, nhìn thấy cử động của Hạc Sơn, Tiêu Viêm lại cười lạnh, thân hình thoáng động, mũi chân điểm lên Trọng Xích phía trước, thân hình hệt như đại bàng, hướng về kẻ thù lao tới, lấy tốc độ của Tiêu Viêm kịp thời truy cản Hạc Sơn với tình trạng đang bị thương tất nhiên không là vấn đề, bởi vậy, chỉ vẻn vẹn vài cái chớp mắt, thân hình Tiêu Viêm đã xuất hiện trước mặt Hạc Sơn, hướng về phía hắn cười châm biếm. Thân thể vừa động quỷ dị xuất hiện phía sau Hạc Sơn, thấy Tiêu Viêm truy đuổi tới, sắc mặt Hạc Sơn đã trở nên tái nhợt hơn nhiều, với tình trạng của hắn bây giờ, căn bản không có khả năng có thể tiếp tục chống lại Tiêu Viêm. Trưởng lão trong môn, còn không mau xuất thủ cứu giúp, đấu khí trong cơ thể vận chuyển cực chậm, đã thực nản lòng, Hạc Sơn nhìn trưởng lão Vạn Hạc môn đang dây dưa với đối thủ cách đó không xa, giận dữ hét to, nghe được tiếng Hạc Sơn rống giận, mấy vị trưởng lão kia cắn chặt răng. Cũng liều mạng nghĩ cách thoát khỏi đối thủ. Cuối cùng, chỉ có hai cường giả đấu hoàng thành công, thân hình chớp động nhằm phía hắn lao tới. Hì hì, nhúng tay vào lúc người khác đang chiến đấu không tốt đẹp gì đâu nha. Ngay thời điểm hai người vừa lao ra, một đạo thân ảnh nhỏ xinh thoáng hiện đến, thân thể dừng ở không trung, hướng về phía hai người nở nụ cười tươi tắn, đầy vẻ ngây thơ, nói, cút ngay, trong thời khắc mấu chốt sinh tử, hai gã cường giả đấu hoàng giận dữ quát một tiếng, phất tay một cái. Hai đạo đấu khí cuồn cuộn mạnh mẽ bắn tới chỗ Tử Nghiên. Nhìn thấy đòn tấn công của hai người, Tử Nghiên khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nắm tay nhỏ nhắn nắm chặt, chợt phái ra tiếng hừ nhẹ, không một chút khách khí công kích trực tiếp hai đạo đấu khí hùng hồn kia, lực lượng cực kỳ đáng sợ. Trước ánh mắt kinh ngạc của hai gã cường giả đấu hoàng, đem hai đạo đấu khí chấn thành một mảnh hư vô. Hừ, dám cả gan đối chiến với ta, thực muốn chết mà. Miệng hừ lạnh một tiếng. Tử quang từ trong cơ thể Tử Nghiên đột nhiên mãnh liệt trào ra, thân hình chợt lóe, nhằm một gã cường giả đấu hoàng vọt tới, quả đấm nhỏ vung lên, mạnh mẽ công kích lên lồng ngực đối phương, nắm tay đánh ra khiến cho không gian xung quanh bị xé rách phát ra âm thanh xé gió bén nhọn, tựa như muốn đem màn tai tên cường giả đấu hoàng kia phá vỡ. Đối với công kích mạnh mẽ của Tử Nghiên, tên cường giả đấu hoàng còn lại sắc mặt đại biến, đấu khí mạnh mẽ tuôn ra bao quanh thân thể hình thành một tấm chắn dày. Liên tiếp chống đỡ lại thế công của Tử Nghiên, tấm chắn này rất nhanh bị lung lay muốn đổ. Bị Tử Nghiên bám trụ như vậy, hai gã cường giả đấu hoàng tự nhiên mất thời cơ tốt nhất đi trợ giúp. Nhìn thấy một cảnh này, Hạc Sơn đành cắn chặt răng một cái, chuẩn bị mạnh mẽ vận chuyển đấu khí trong cơ thể. Ý niệm này vừa xuất hiện, thì một tiếng cười nhàn nhạt đột nhiên từ phía sau truyền tới. Hạc Sơn môn chủ, xem ra hôm nay ngươi không có cơ hội nhìn Vạn Hạc môn đại thắng a. Tiếng cười nhạt từ sau lưng Hạc Sơn vang lên. Một thanh âm bình thản,
làm cho cả người Hạc Sơn trở nên lạnh lẽo hẳn ra, gian nan xoay đầu lại, một khuôn mặt lạnh lùng gần ngay trong gang tấc đập vào trong mắt. Nhìn thấy Hạc Sơn trông lại, Tiêu Viêm đối mặt với hắn, lộ ra một nụ cười lạnh lùng, chợt nắm tay nắm chặt, từ sau lưng không hề lưu tình chút nào, hung hăng đánh tới. Không, nhìn thấy cử động của Tiêu Viêm, Hạc Sơn nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, tại thời điểm tính mạng bị uy hiếp, thanh âm trở nên dị thường bén nhọn hẳn lên. Đối với tiếng thét vô vị thực chói tai của hắn, trong mắt Tiêu Viêm, nụ cười càng thêm lạnh lùng. Quyền được phát ra, một thanh âm lạnh lẽo từ miệng truyền ra, Bát Cực Băng, tiếng quát vừa dứt, kình phong trên nắm tay nhất thời tăng vọt, một cổ ám kình đáng sợ nhanh chóng ngưng tụ bên trong xương cốt, trong nháy mắt một đòn công kích thật mạnh oanh kích lên sau lưng Hạc Sơn. Lúc lực lượng cùng mảnh bùng nổ, cũng là lúc một cổ ám kình mịt mờ, theo nắm tay của Tiêu Viêm, xâm nhập vào trong cơ thể Hạc Sơn. Phanh, lực lượng đáng sợ muốn nổ tung tại sau lưng Hạc Sơn, lực dư chấn trực tiếp đem quần áo hắn chấn nát. Ngay sau đó, một đạo âm thanh dị thường trầm đục, từ trong cơ thể Hạc Sơn một lần nữa truyền ra, thân thể Hạc Sơn đột nhiên khựng lại, trên mặt không chút huyết sắc, trong nháy mắt, một ngụm máu tươi mạnh mẽ phun ra. Trong máu tươi còn kèm theo nội tạng vỡ vụn thành nhiều mảnh nhỏ, hiển nhiên, một đạo ám kình nổ mạnh trong cơ thể thực sự khiến hắn chịu một kích trí mạng, thanh âm trầm thấp, trên không vang vọng ra, mấy cuộc giao chiến giữa cường giả song phương gần như đều ngừng tay, toàn bộ ánh mắt đều tập trung về nơi diễn ra trận chiến Tiêu Viêm cùng Hạc Sơn. Nhìn thấy người kia sắc mặt trắng bệch cùng hơi thở đang ngày càng suy yếu. Trong mắt cường giả độc tông, nhất thời nảy lên tia khiếp sợ cùng với vẻ mừng rỡ vô cùng. Trái lại, ở bên kia mấy cường giả của Vạn Hạc Môn, một tia hàn khí dần dần xâm chiếm trong lòng. Trước vô số ánh mắt, hai cánh đấu khí sau lưng Hạc Sơn từ từ trở nên hư ảo. Một lát sau, rốt cục triệt để tiêu tán, lực duy trì cơ thể hoàn toàn bị mất đi, thân thể như diều đứt dây rơi xuống mặt đất. Nhìn thân thể Hạc Sơn rơi xuống, cảm giác được hơi thở của hắn ngày càng mỏng manh, cho đến khi hơi thở hoàn toàn tiêu tán, Tiêu Viêm mới thở phào nhẹ nhõm. Người kia thật sự là khó đối phó, không thể tưởng được sau khi thi triển diễn phân vệ lãng xích rồi mà vẫn không bị thương nặng. Cuối cùng nếu không phải Tử Nghiên ra tay đánh lén, chỉ sợ sẽ phải giằng co thêm một lúc nữa mới có thể đánh bại hắn. Môn chủ, nhìn thấy thân thể Hạc Sơn đang rơi xuống kia, mấy cường giả Vạn Hạc Môn, hốc mắt muốn nứt ra. Dưới tình huống đại chiến như thế, môn chủ bị đánh chết trước mặt mọi người như vậy, thực sự đã đả kích bọn họ mạnh mẽ. Với mấy vị cường giả vẫn còn tốt một chút, trên mặt đất, mấy đệ tử bình thường của Vạn Hạc Môn, lúc này đã hoàn toàn mất hết sĩ khí, sắc mặt trắng bệch, hỗn đảng, giết chết hắn, vì môn chủ báo thù. Trên bầu trời, những ánh mắt phẫn nộ gần như tập trung nơi thân thể Tiêu Viêm. Trải qua mấy giờ đồng hồ khai chiến, số cường giả Vạn Hạc Môn tử trong tay hắn đã đạt con số 3. Nhưng toàn bộ đều là cấp bậc đấu hoàng, điều này sao có thể không làm cho môn nhân Vạn Hạc Môn đối với Tiêu Viêm hận thấu xương. Đặc biệt, hiện tại, Hạc Sơn đã vẫn lạc, khiến cho lửa giận cường giả Vạn Hạc Môn đạt tới đỉnh, xa xa một thanh âm rống giận vang vọng phía chân trời, mấy cường giả Vạn Hạc Môn ở bên kia đều mạnh mẽ thoát khỏi đối thủ của mình, đối với Tiêu Viêm, nổi giận lao tới, nhìn thấy mười mấy đạo nhân ảnh đột nhiên hướng về phía mình lao tới, mặc dù Tiêu Viêm cũng được một phen kinh ngạc, xem ra bọn người kia thực sự là bị kích thích đến nổi điên rồi. Hắc hắc, đám gia hỏa Vạn Hạc Môn các ngươi, đối thủ của các ngươi là chúng ta, muốn tìm Nham tiên sinh gây phiền phức, phải hỏi chúng ta trước đã. Đương nhiên, cường giả độc tông không phải loại ngồi mát ăn bát vàng. Hiện tại, bọn đỏ đang chiếm thượng phong, sĩ khí tăng vọt đến cực điểm. Từng đạo quang ảnh thoáng hiện, lập tức xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm, thân thể vừa động đứng xung quanh Tiêu Viêm, nhìn về phía cường giả Vạn Hạc Môn bên kia đang muốn quần công Tiêu Viêm, mắt lộ ra tia cười lạnh lẽo. Nham tiên sinh, người nghỉ ngơi một chút đi, những chuyện kế tiếp, giao cho chúng ta là được. Một gã cường giả đấu hoàng độc tông quay đầu hướng về phía Tiêu Viêm mỉm cười nói, trong ánh mắt hắn, tràn ngập vẻ kính sợ. Với biểu hiện của Tiêu Viêm lúc trước, thực sự đã triệt để chinh phục bọn họ, Tiêu Viêm gật đầu khẽ cười. Liên tiếp đối phó với ba gã cường giả đấu hoàng, đối với hắn quả thực là gánh nặng không nhỏ, liền không chối từ, thân hình lướt ra phía ngoài vòng chiến, xuất hiện một nơi trên bầu trời, lấy ra một khỏa đan dược bỏ vào miệng, sau đó nhai ngấu nghiến nuốt vào trong bụng, cảm thụ được trong cơ thể, dần dần xuất hiện một cổ năng lượng tinh thuần, lúc này mới khẽ thở vào nhẹ nhõm. Ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng, nhìn cuộc chiến đang diễn ra giữa Mỹ Đỗ Toa và Thiết Hộ Pháp Hồn Điện, thoát khỏi vòng chiến, Tiêu Viêm đã có thể thả lỏng rất nhiều.
thân thể nhẹ nhàng dừng lại trên bầu trời, mặt nghiêm trọng nhìn lại trận chiến đằng xa. Nơi đó, hai đạo nhân ảnh giống như quỷ mị ẩn hiện chớp nhoáng giao phong, năng lượng lan tỏa chấn động vô cùng đáng sợ, khiến không gian xung quanh bị bóp méo hoàn toàn. Với trận đấu này, không có bất kỳ một ai dám xen vào, vì cả hai bên đều biết, đấu tông cường giả chiến đấu, trình độ cỡ đấu hoàng thì không thể can thiệp vào được chút gì. Thải Lân tỷ tỷ sao rồi? Bên cạnh Tiêu Viêm, một bóng người nhỏ nhắn chợt hiện lên. Cô nhỏ tử nghi nhìn chăm chú trận chiến kia, cảm nhận những rung động năng lượng mạnh mẽ phát ra từ sự va chạm của hai bóng người đang quay cuồng đó, khuôn mặt xinh xắn đầy vẻ trầm trọng. Thực lực của nàng ta và tên thiết hộ pháp của hồn điện đó không khác biệt mấy, chiến đấu dĩ nhiên phải giằng co ngang ngửa rồi. Trong thời gian ngắn, chỉ sợ khó mà phân thắng bại. Tiêu Viêm trầm ngâm, đấu tông cường giả nếu thật sự là chân chính đánh nhau sống chết, thì có thể liên tục kéo dài trong một thời gian khá dài. Nhưng với tính tình của Mỹ Đỗ Toa, giao chiến với thiết hộ pháp sẽ không thể diễn ra quá lâu, có lẽ chỉ một chút nữa, trận đấu này sẽ phân thắng bại thôi. Nghe vậy, Tử Nghiên khẽ gật đầu, đôi mắt to như bảo thạch lại nhìn về một trận đánh khác, chỉ thấy lồng giam không gian bên kia vẫn bị khí tím tràn ngập, những người bên ngoài không thể biết trong đó giờ đang xảy ra những chuyện gì. Tiêu Viêm cũng nhìn theo tầm mắt của Tử Nghiên, khẽ nhíu mày. Tiểu Y Tiên ở cùng Hạt Tất Nham trong đó một thời gian rồi, nhưng chưa hề thấy một chút động tĩnh. Đến cuối cùng là ai đã chiếm được thượng phong thì không một người biết được. Hai người Tiêu Viêm lơ lửng đứng trên trời, chăm chú nhìn Mỹ Đỗ Toa và Thiết Hộ Pháp đánh nhau. Thời khắc này, trong trận chiến của Độc Tông cùng Vạn Hạt Môn, Tiêu Viêm đã giải quyết ba tên đấu hoàng quan trọng, Độc Tông đã triệt để chiếm thượng phong. Chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Đương nhiên, tất cả những điều này đều còn chờ vào trận chiến của hai cường giả đấu tông trên trời kia. Nếu là Mỹ Đỗ Toa và Tiểu Y Tiên thắng lợi, thì kết cục hôm nay tự nhiên không cần phải nói. Độc Tông sẽ thôn tính hoàn toàn Vạn Hạt Môn, trở thành thế lực cường đại duy nhất trong đế quốc Xuất Vân, mà Tiêu Viêm cũng đạt được ước nguyện, thành công bắt được một tên cường giả của Hồn Điện, từ đó, trong miệng của lão có thể biết được những tin tức liên quan. Còn nếu Thiết Hộ Pháp và Hạt Tất Nham thắng, điều này sẽ ảnh hưởng đến khả năng tồn tại của Độc Tông. Hơn nữa, nếu thua Tiêu Viêm cũng chỉ có thể mang người cắm đầu mà chạy, vì dù hắn có làm hết sức cũng tuyệt không thể là đối thủ của hai cường giả đấu tông. Cho nên, mấu chốt của trận đại chiến này đều dựa vào kết quả trận đánh giữa bốn cường giả đấu tông kia. Đinh đinh đang đang, những bóng người hoán đổi vị trí như điện xẹt, trường kiếm cùng sợi xích đen ở trên trời va chạm kịch liệt tạo ra những âm thanh thanh thúy liên hồi. Từng luồng năng lượng rung động mạnh mẽ phát ra xen lẫn những chớp lửa nhán lên dữ dội, bóng người qua lại không ngớt, Mỹ Đỗ Toa lúc này gương mặt lạnh như băng, trường kiếm trọng tay lại đột nhiên vẽ lên một cong lả lướt quỷ dị, xảo quyệt nhắm sườn trái của thiết hộ pháp công tới, chém thẳng vào màn sương mù màu đen kịt. Trường kiếm sau một kích liền rút ra, thân hình Mỹ Đỗ Toa lại lóe lên, thoát khỏi phạm vi phản kích của thiết hộ pháp, cúi đầu nhìn, lông mi đen nhánh của nàng hơi cau lại. Không hề có một chút máu nào vương lại trên thân kiếm, nhưng dù chưa đổ máu tươi, thì cả người thiết hộ pháp cũng đột nhiên kịch liệt chấn động mà tỏa ra hắc vụ không ngớt, đối với hắn một kiếm kia có lẽ đã tạo ra một ít thương tổn rồi. Kiếm pháp thật độc ác xảo diệu, cũng không biết ngươi là cường giả từ đâu đến, mà trước nay lão phu chưa từng nghe nói qua. Ẩn trong lớp sương mù đen tối đang chậm rãi xoay chuyển, thiết hộ pháp lạnh lùng âm độc liếc nhìn Mỹ Đỗ Toa rồi nói. Mỹ Đỗ Toa như không hề để ý tới lời nói của thiết hộ pháp, mặt vẫn lạnh như tiền, đôi mắt đẹp tràn ngập sát tâm bén nhọn, trừ những người quen thuộc ra, thì vị nữ vương của xà nhân tộc này chưa từng kiêng nể một ai mà thu liễm địch ý của mình. Đã đánh nhiều hiệp như vậy, nhưng Mỹ Đỗ Toa vẫn tỏ ra lạnh lùng băng giá, khiến thiết hộ pháp nhìn mãi cũng quen, nên chỉ cười lạnh. Lão thoáng liếc qua hai người Tiêu Viêm đang đứng ngoài rồi hằng học, đám đệ tử của Vạn Hạt Môn đúng là một lũ phế vật. Đông như thế lại đánh không được hai tiểu tử này, lại còn bị tiêu diệt không ít, có điều dù mắng như vậy, thì thiết hộ pháp quá biết, trận đánh với Mỹ Đỗ Toa không thể tiếp tục kéo dài. Nói cách khác, lão ở bên này tuy đánh nhau ác liệt vẫn chú ý đến Tiểu Y Tiên đang bất phân thắng bại với Hạt Tất Nham, nếu người thắng là Hạt Tất Nham thì tốt rồi, nhưng nếu là Tiểu Y Tiên thì... Dù thiết hộ pháp có tự tin mấy, cũng không chống đỡ được cục diện bại vong. Bởi thực lực của Tiểu Y Tiên và Mỹ Đồ Toa so với lão không hề thấp hơn, phần thắng của lão coi như là không có. Mà đối với ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên, lão cũng hiểu biết khá rõ ràng, một khi nàng ta hoàn toàn phát ra, uy lực sẽ cực kỳ khủng bố. Chính vậy, nếu thật sự là Hạt Tất Nham bại thì lão cũng sẽ không cảm thấy quá ngạc nhiên. Không thể kéo dài được nữa rồi,
Thiết Hộ Pháp âm thầm thở dài, bàn tay múa may quay cuồng rồi xuất ra một làn khói đen lặng lẽ trôi nổi trước mặt. Trong màn sương mù tối thui đó lộ lộ một linh hồn nồng đậm đang nhẹ nhẹ rung động, ánh mắt có chút đau lòng nhìn làn khói đen này, Thiết Hộ Pháp hơi chần chờ, sau đó hung hăng cắn răng, bàn tay lẹ làng bắt quyết, làn khói kia đột nhiên bành trướng rồi cấp tốc thu nhỏ lại, một linh hồn hư ảo trong đó chợt bay ra. Linh hồn vừa mới xuất hiện, Thiết Hộ Pháp liền há mồm phun ra một đạo khí đen đem nó bao bọc lại. Linh hồn kia vừa bị khí đen bao bọc thì như cảm nhận được cái gì đó lập tức kháng cự kịch liệt, từ linh hồn một tia hoảng sợ rung động không ngừng khuếch tán ra. Hừ, nhìn thấy linh hồn kia giãy giụa, Thiết Hộ Pháp liền hừ lạnh, há toan miệng tạo thành một luồng hấp lực, trực tiếp đem nó hút vào trong miệng. Sau khi đem linh hồn này nuốt vào, hắc vụ mờ mịt quanh thân Thiết Hộ Pháp bỗng nhiên nồng đậm hơn rất nhiều, mà khí tức uy áp của lão cũng trở nên hùng hậu không ít. Sau khi nuốt sạch linh hồn, Thiết Hộ Pháp cũng chưa dừng lại, tiếp tục từ trong màn sương mù tung ra một linh hồn nữa nuốt chửng. Theo sự hấp thu linh hồn ngày càng nhiều của hắn, màn sương đen quỷ dị kia bắt đầu phình lên, áp lực tỏa ra càng lúc càng mạnh bạo. Thải Lân, mau đánh đi, đừng cho hắn tiếp tục nuốt linh hồn. Từ bên ngoài, Tiêu Viêm cũng bị hành động của Thiết Hộ Pháp dọa đến thất thần, rồi đột nhiên nhớ lại lúc Vụ Hộ Pháp nuốt linh hồn Vân Sơn, lập tức quát lên. Mặc dù những linh hồn này không thể so với linh hồn mạnh mẽ của tông chủ Vân Lam Tông ngày trước, nhưng vì số lượng quá nhiều, nếu để lão nuốt vào liên tục như thế, cũng sẽ làm cho thực lực của Thiết Hộ Pháp tăng lên không ít. Nghe Tiêu Viêm quát lớn, thân hình Mỹ Đồ Toa cũng nháy mắt loáng lên, trường kiếm trong tay rít lên những đợt kình phong sắc bén làm cho không gian chấn động, rồi như một tia chớp, xuyên qua không gian, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hung hăng chém thẳng vào màn sương đen kịt mịt mù trôi nổi phía trước Thiết Hộ Pháp. Khi kình phong đánh trúng vào tầng sương mù đó, sắc mặt Thiết Hộ Pháp đột nhiên đại biến, vừa muốn hành động, thì đám sương khói đen thui trước mặt lão đột nhiên nổ tung, từng linh hồn hư vô mờ nhạt đồng loạt túa ra, trước sự kinh ngạc của đám người Tiêu Viêm, điên cuồng chạy trốn tứ phía. A, tất cả đều là linh hồn a. Ánh mắt Tiêu Viêm dại ra khi nhìn thấy chừng 100 linh hồn chạy trốn. Hắn bỗng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, tên hồn điện khốn kiếp này, thu nhiều linh hồn thể như thế, cuối cùng là định làm gì, khốn nạn. Dám hủy túi đựng hồn của lão phu, nhìn các linh hồn thể tản mát khắp nơi, mắt Thiết Hộ Pháp vằn lên đầy những tia máu đỏ, trong cơ thể bùng phát ra sát ý vô cùng vô tận. Đám linh hồn này đã hao tốn một năm trời khổ công thu hoạch của lão, lần này trở về nếu không giao nộp được đúng số lượng, kết quả sẽ nghĩ đến sự trừng phạt nếu không hoàn thành nhiệm vụ, sát tâm trong lòng Thiết Hộ Pháp càng dày đặc hơn, đến mức không thể kìm nén được nữa, điên cuồng rít gào thành tiếng, sợi xích đen liền như một con mãng xà hướng tới Mỹ Đồ Toa, mạnh mẽ mổ xuống. Nhìn mục kích với toàn bộ sự giận dữ căm thù của Thiết Hộ Pháp, thân hình Mỹ Đồ Toa bèn nhanh chóng lui lại, năng lượng bảy màu từ trong cơ thể nàng phát ra, trường kiếm trong tay chợt hóa thành một luồng kiếm khí bảy sắc rực rỡ, mạnh mẽ chém vào bên trên sợi xích đen kia. Chẽn chẽn, âm thanh thanh thúy vang lên, chấn động năng lượng kinh khủng từ chỗ binh khí tiếp xúc bùng phát, không gian rúng động, trường kiếm trong tay Mỹ Đồ Toa nổ tung, mà bản thân nàng cũng rên lên, thân hình liền thối lui. Hôm nay bất kể thắng thua thế nào, bổn hộ pháp cũng nhất định phải dùng linh hồn của ngươi để trấn áp lũ linh hồn đang chạy trốn kia. Tiếng Thiết Hộ Pháp căm phẫn giận dữ rống gào vang vọng khắp trời, lại thêm năm sợi xích màu đen bất chợt từ trong cơ thể lao vụt ra, mỗi một sợi đều tràn ngập khí đen quỷ dị, so với lúc trước còn nồng đậm hơn gấp đôi. Tiếng gào của hắn vừa dứt, năm sợi xích cũng đột nhiên ngóc lên, rít lên như mãng xà mà hướng về phía Mỹ Đồ Toa phóng tới, sát ý giàn giụa cực độ. Đối với thế công cuồng nộ của lão, Mỹ Đồ Toa liền rơi vào hạ phong, chỉ có thể dùng thân pháp linh hoạt mà không ngừng né tránh. Hai người Tiêu Viêm đứng ngoài thấy tình cảnh của Mỹ Đồ Toa chật vật như vậy, đều trở nên trầm trọng. Ta đi giúp Thải Lân tỷ. Tự nhiên nhăn trán lo lắng, thân hình vừa động, định theo chỗ sung yếu nhất tiến vào chiến đấu nhưng đã bị Tiêu Viêm ngăn lại. Với thực lực của ngươi, vào đó cũng không giúp được gì đâu. Tiêu Viêm lắc đầu, trầm giọng, canh chừng xung quanh giúp ta, đừng cho ai quấy rầy. Nói xong, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, bàn tay nâng lên, chậm rãi co duỗi tạo thành những thủ ấn kỳ lạ, tốc độ kết ấn theo thời gian càng lúc càng nhanh, cuối cùng, chỉ xuất hiện một loạt tàn ảnh, mà trên trán Tiêu Viêm cũng dày đặc mồ hôi. Vẻ mặt dần dần trở nên tái nhợt, Tử Nghi nhìn sắc mặt ngày càng nhợt nhạt của Tiêu Viêm, cũng cảm thấy lo lắng, nhưng nàng ta vẫn không dám quấy rầy, vì nàng có thể hiểu được, giờ phút này Tiêu Viêm giống như đang chuẩn bị tung ra một đấu kỹ có uy lực cực kỳ khủng bố, nếu thành công,
sẽ cấp cho Thiết Hộ Pháp một đòn không nhẹ. Đương nhiên, muốn thế thì phải tạo ấn thành công đã, vì đối với ấn thứ hai trong đế ấn quyết, phiên hải ấn, thì Tiêu Viêm cũng chưa nắm chắc thành công mà phóng ra, nhưng với tình thế cấp bách này, hắn phải kiên quyết mà thử một lần. Phía chân trời bên kia, Thất Thải Kiếm Quang cùng Hắc Mãng Xiềng Xích như tia chớp đang vào nhau, bộc phát ra âm thanh kinh thiên, hoa lửa lóe lên ngập trời, thân hình Mỹ Đỗ toa thối lui, gương mặt có chút ngưng trọng, sau khi Thiết Hộ Pháp cắn nuốt linh hồn thể, thực lực của hắn rõ ràng được tăng phúc lên. Một trận tấn công điên cuồng này, cũng đã làm cho tay của nàng có chút run rẩy, thân hình chết lặng. Thiết Hộ Pháp thân hình trống rỗng đứng ở thiên không, ánh mắt âm độc nhìn Mỹ Đỗ toa, trong miệng phát ra tiếng cười quái dị tràn ngập sát ý, cũng không ngưng lại chút thời gian để thở nào. Cánh tay vừa động, xiềng xích màu đen như cự mãng, liền mang theo áp bách kình phong gào thét quét ngang phía chân trời, cuối cùng hung hăng công kích Mỹ Đỗ toa mà lao đến. Nhìn Thiết Hộ Pháp đột nhiên nhanh chóng công kích, hàn quang trong đôi mắt Mỹ Đỗ toa chớp động, đấu khí mênh mông trong cơ thể vận chuyển đến cực hạn, ánh sáng màu ngọc của Thất Thải Quang Mang nhập vào cơ thể phát ra, đem Thất Thải Quang Mang trở nên nổi bật rực rỡ hơn. Trường kiếm trong tay mỗi một lần huy động, liền tạo ra đạo kiếm quang khổng lồ lớn vài chục trượng. Mỗi một lần kiếm quang cùng với Hắc Mãng Xiềng Xích va chạm, đều bộc phát ra năng lượng kinh thiên động địa, ầm ầm nổ vang. Thanh thế như vậy, quả thật không hổ với cuộc chiến ở cấp bậc đấu tông cường giả. Mỹ Đỗ toa cùng Thiết Hộ Pháp tại thời điểm này đã chân chính đi đến hồi chiến đấu gay cấn nhất. Bên ngoài vòng chiến, Tiêu Viêm sắc mặt càng thêm trắng bệch, theo sự biến hóa của khuôn mặt, thủ ấn ở tay hắn tung bay, một cổ năng lượng tỏa ra làm cho không gian xung quanh đều dao động kịch liệt đáng sợ, cũng dần dần chậm rãi ngưng tụ hình thành. Một bên Tử Nghiên, nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Viêm, trong lòng xuất hiện một mảnh lo lắng, nàng rõ ràng biết có một ít đấu kỹ uy lực cường hãn, nếu một khi mà thi triển thất bại, mà kèm theo tỷ lệ phản vệ, thì kết cục nhẹ sẽ trọng thương, nặng có khi dẫn tới mất mạng tại đương trường, cũng không có gì kỳ quái. Bất quá mặc dù lo lắng, nàng cũng không dám lên tiếng quấy nhiễu, hơn nữa chỉ có thể hết sức để hộ pháp, thời khắc này, nếu một khi có người tiến tới quấy rầy, vậy thì đối với Tiêu Viêm, sẽ là một đả kích trí mạng. Ngay tại giờ phút Tử Nghiên nghiêm chỉnh chờ đợi, thủ ấn của Tiêu Viêm từ bên trong ngưng tụ một năng lượng đáng sợ, đột nhiên trở nên rối loạn, một tiếng kêu rên từ cổ họng truyền ra. Nghe được tiếng rên này, trong lòng Tử Nghiêm liền căng thẳng hẳn lên, nghiêng đầu thấy Tiêu Viêm lông mày nhíu chặt, trên mặt chứa đựng một chút ngưng trọng, hiển nhiên uy lực đấu kỹ này cực đáng sợ, hắn thi triển ra là đã cố hết sức. Phiên hải ấn để thi triển ra thì yêu cầu thấp nhất cũng phải là cấp bậc đầu hoàng, mà thực lực Tiêu Viêm cũng vừa miễn cưỡng đạt tới yêu cầu thấp này. Nói thì vậy, nhưng nếu không phải hắn so với đấu hoàng cường giả có chút khác biệt, chỉ sợ là bây giờ hắn cũng căn bản không đủ tư cách để thi triển phiên hải ấn. Dù sao, loại đấu kỹ này uy lực cực khủng bố, cần nhất là đấu khí, thật sự quá mức khủng bố, hơn nữa còn cần phải có trình độ khống chế đấu khí rất tinh vi, cũng tương đối hà khắc. Mà Tiêu Viêm trong giờ khắc này, đã gặp phải phiền toái không nhỏ, tuy nói tại trong tiểu sơn cốc đã từng tu luyện qua một khoảng thời gian, nhưng muốn tùy tâm sở dục thi triển ra trong cuộc chiến đấu này, vẫn không thể tránh khỏi những nguy hiểm nhỏ, giống như lúc này đây. Cảm thụ được trong cơ thể đấu khí hùng hồn hỗn loạn, Tiêu Viêm cũng đành liều mạng đem tâm thần phân tán ra, xung quanh ngăn trở khống chế, sau đó đem chúng khống chế dọc theo kinh mạch cấp tốc vận chuyển dựng lên. Mà kể từ đó, tâm thần tiêu hao tự nhiên là vô cùng khổng lồ, nhưng bên ngoài thủ ấn kết động, lại phải bảo trì cùng với đấu khí vận chuyển cùng một tiết tấu như nhau, thao tác vô cùng tinh vi. Tiêu Viêm mặc dù hiện tại cũng có chút luống cuống tay chân, nếu không phải có linh hồn lực hơn hẳn người khác, hắn hiện tại đã sớm bởi vì lực không chế không đủ, mà tuyên cáo thất bại. Bất quá dù vậy, bởi mạnh mẽ duy trì một lúc lâu, thủ ấn cùng đấu khí của Tiêu Viêm đã ở giữa phối hợp được với nhau, nhưng rốt cục thì vẫn có một chút dấu hiệu hỗn loạn, tâm thần khống chế đấu khí nhưng một ít đấu khí vẫn va chạm lung tung, cho dù là Tiêu Viêm kinh mạch có mạnh mẽ, cũng không ngừng truyền ra một cảm giác co rút đau đớn mạnh mẽ. Chết tiệt! Lần này không thể để xảy ra sự cố a. Cắn chặt hàm răng, Tiêu Viêm đang nghe truyện trên TV audio CV kiềm chế tâm thần mệt mỏi, cố gắng tập trung tinh thần vận chuyển đấu khí phối hợp với thủ ấn, dưới tình huống nôn nóng, tình hình càng lúc càng xấu đi, đến cuối cùng, đấu khí trong cơ thể, cơ hồ đều trở lên hỗn loạn. Cảm thụ được sự hỗn loạn trong cơ thể, Tiêu Viêm sắc mặt có chút thay đổi, nếu tiếp tục như vậy, không chỉ là phiên hải ấn thi triển không được, chỉ sợ ngay cả chính hắn đều phải dưới tình huống này bị phản vệ mà trọng thương đương trường. Trong lòng vừa thoáng hiện bối rối,
liền bị Tiêu Viêm lấy tốc độ nhanh nhất áp chế xuống. Tình huống này, chỉ cần thoáng có một chút bối rối, như vậy lập tức đem mọi việc đổ bể. Hắn hôm nay đã không còn là thiếu niên vô tri như xưa, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, phi thường nhận biết thời khắc này, càng cần phải duy trì bình tĩnh. Hút vào vài hơi thở thật sâu, Tiêu Viêm chậm rãi đem sao động trong lòng nhanh chóng áp chế xuống, dần dần ngưng định lại tâm thần. Cho dù đấu khí trong cơ thể đang vô cùng tán loạn, hắn cũng không chút nào để tâm khống chế, mà như một người ở ngoài, bình tĩnh quan sát những tia đấu khí tán loạn, mà cùng lúc đó, sự biến ảo của thủ ấn cũng lặng yên chậm lại rất nhiều. Theo tâm thần càng thêm ngưng định, tâm cảnh Tiêu Viêm ngược lại vô cùng bình tĩnh, mà dưới lại bình tĩnh cực độ này, hắn lại giống như đang tiến nhập vào một trạng thái huyền dị, đối với những việc xung quanh, cũng là triệt để trở nên yên tĩnh, thu, ở sâu trong nội tâm. Một tiếng quát khẽ đột nhiên vang lên, chợt một đạo tơ nhện yếu ớt như tia chớp từ tâm thần ùng ùng lướt ra, cuối cùng không hề có tia nào phát tán ra ngoài, trực tiếp đem đám đấu khí đang tán loạn kia khống chế hoàn toàn, giống như một dòng suối nhỏ, từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, cuối cùng đều ngưng tụ cùng một chỗ. Lần phân phối tâm thần này, dưới loại trạng thái cực độ bình tĩnh, không có chút tiêu hao lãng phí nào, cơ hồ mỗi luồng tâm thần đều là tạo ra hiệu quả biến hóa lớn nhất. Cứ như vậy, lúc trước còn luống cuống hỗn loạn tay chân, nhất thời đã biến mất không thấy gì nữa. Cùng với đấu khí trong cơ thể đều bị khống chế, Tiêu Viêm nhíu chặt lông mày lại chậm rãi triển khai, tốc độ biến ảo của thủ ấn dần dần nhanh hơn, tàn ảnh tung bay. Sau một lúc lâu, thủ ấn đột nhiên động lại thành một thủ ấn quái dị phía trên. Thủ ấn trong nháy mắt ngưng kết lại, ngón cái cùng ngón trỏ như hai con rắn quấn lại với nhau, liếc mắt một cái nhìn qua, làm cho người khác có một cảm giác cực kỳ huyền ảo. Thủ ấn động lại, Tiểu Viêm đột nhiên mở bừng mắt, ánh mắt cảm giác như bạo xuất ra chói như ánh sao, làm cho Tử Nghiên đứng một bên giật thóc mình nhảy dựng lên. Thủ ấn hình thành trong nháy mắt, đấu khí hùng hồn trong cơ thể Tiêu Viêm cũng theo kinh mạch mà dừng lại, nhất thời trong lòng bàn tay bộc phát ra một đạo ánh sáng hào quang màu ngọc xanh biếc. Tại ánh hào quang khuếch tán, từng đạo hào quang xanh biếc theo thủ ấn Tiêu Viêm lan tràn mở ra, chỉ sau một lát, một thủ ấn màu ngọc bích ngưng tụ trên lòng bàn tay. Bích tinh thủ ấn vừa xuất hiện, không gian quanh Tiêu Viêm đột nhiên ba động, tràn ngập ra vô vàn uy áp cường hãn, ngay cả Tử Nghiên trong lòng cũng có một cảm giác bị đè nén. Đột nhiên xuất hiện năng lượng dao động đáng sợ, cũng làm cho các cường giả song phương đều chú ý, tất cả cùng dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn đến, cuối cùng dừng tại thủ ấn phía trên Tiêu Viêm. Cảm nhận được năng lượng đáng sợ bên trong bích tinh thủ ấn kia, sắc mặt mọi người đều trở nên đại biến. Loại năng lượng đáng sợ này, mặc dù là đấu hoàng cường giả, cũng không tự chủ được mà tim đập mạnh liên hồi. Bích tinh thủ ấn xuất hiện, tự nhiên cũng không thoát được sự chú ý của Mỹ Đỗ Toa và Thiết Hộ Pháp, đặc biệt là hai người cũng cảm giác được loại năng lượng đáng sợ này, ngay cả đấu tông cường giả cũng không dám tùy ý khinh thị, sắc mặt đều khẽ biến, trong nháy mắt đều nhìn về phương vị truyền đến năng lượng này. Mà khi nhìn thấy đạo năng lượng ngay tại thời điểm do Tiêu Viêm tạo ra thì đều sửng sốt, thải lân, thối lui, Tiêu Viêm lớn tiếng quát. Ánh mắt lóe ra như sao, rồi đột nhiên bắn về phía Thiết Hộ Pháp. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa chần chờ một chút, khẽ gật đầu, thất thải quang mang trong cơ thể chớp động, xoay trở lại hóa thành một đạo quang ảnh cấp tốc lùi trở ra. Phiên hải ấn, Mỹ Đỗ Toa vừa mới lui thân hình, Tiêu Viêm từ trong lòng đột nhiên quát lạnh ra tiếng, ngón cái gấp lại một khúc. Thủ ấn hung hăng hướng phía trước chỉ ra, chỉ thấy tầng tầng bích tinh thủ ấn, nhất thời bay ra khỏi tay, cuối cùng hóa thành một mũi nhọn ánh sáng trong lòng bàn tay, trực tiếp hướng về phía Thiết Hộ Pháp như chớp lao đi. Nhìn thấy bích quang bùng nổ mà lao tới kia, Thiết Hộ Pháp cũng cả kinh, vừa muốn nhanh chóng thối lui đã phát hiện ra đạo bích quang kinh dị kia đã đem toàn bộ hơi thở của hắn khóa lại hoàn toàn. Đây là đấu kỹ gì? Chỉ bằng thực thực đấu hoàng của tiểu tử kia, làm sao có thể thi triển ra? Con mắt chăm chú nhìn đạo ánh sáng như mũi nhọn dữ dội mà lướt đến, cảm thụ được năng lượng đáng sợ ẩn chứa trong đó, sắc mặt Thiết Hộ Pháp càng thêm ngưng trọng, hắn tựa hồ phát hiện ra chân tướng, hắn đã khinh thường người thanh niên này. Hắc vụ nồng đậm từ trong cơ thể Thiết Hộ Pháp bùng phát ra, sâu trong đám sương mù ẩn hàm năng lượng mênh mông, cũng làm cho không gian một trận dao động. Mũi nhọn ánh sáng xanh biếc xẹt qua phía chân trời, gần như trong nháy mắt đã hiện ra trước mảnh hắc vụ, mà giờ khắc này rốt cục Thiết Hộ Pháp đã nhìn thấy mũi nhọn ánh sáng này là vật gì? Tinh thủ ấn. Nhìn thấy vật ấy, Thiết Hộ Pháp nhíu mày, chợt ánh mắt đảo qua nơi thủ ấn kết lại, nao nao trong mắt đột nhiên xuất hiện một chút bất khả tự nghị, thất thanh hét to, là đế ấn quyết. Cách đó không xa, Tiêu Viêm cũng nghe được tiếng thất thanh của Thiết Hộ Pháp,
lập tức cả người chấn động, trong mắt đột nhiên sinh ra sát ý đại thịnh, ngươi kia thế nào mà nhận ra phiên hải ấn, đế ấn quyết, theo như lời Huân Nhi, đây là một bí kỹ trong trong tộc, chỉ người thiên phú kiệt xuất trong tộc mới có tư cách tu luyện, từ thần sắc ngưng trọng của nàng Tiêu Viêm có thể hiểu, đấu kỹ này trong tộc nàng cũng là một loại cao giai. Bởi vậy, nàng cũng đã dặn qua Tiêu Viêm, không đến thời khắc mấu chốt thì không nên thi triển, nếu không vạn nhất bị người nhận ra tránh không được một chút phiền toái. Mà phiền toái nhất là việc này truyền vào trong tộc biết đấu kỹ này bị một ngoại nhân tu luyện, tất nhiên sẽ lập tức phái người tiến đến thu hồi đấu kỹ, mà thu hồi chỉ có một biện pháp rất đơn giản là hủy đi người này, như vậy đấu kỹ tồn tại trong não tự nhiên cũng theo người tan thành mây khói. Hồi tưởng lại vẻ mặt ngưng trọng của Huân Nhi khi nhắc nhở lúc trước, sát ý trong lòng Tiêu Viêm đối với thiết hộ pháp đột nhiên tăng vọt. Người này, tuyệt đối không thể để trốn thoát. Trong khi sát ý trong lòng Tiêu Viêm bốc lên càng ngày càng đậm, thì trong nội tâm thiết hộ pháp cũng cực độ run sợ, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, đấu kỹ bị hồn điện nhắc nhở phải vạn phần phải cẩn thận lại đột nhiên xuất hiện trên một người trẻ tuổi không có danh tiếng trước mặt, hoảng sợ kéo dài chỉ trong nháy mắt rồi bị năng lượng áp bách khủng bố mạnh mẽ đuổi đi. Sắc mặt thiết hộ pháp cực độ ngưng trọng, hai tay vũ động khiến cho hắc vụ nồng đậm quanh thân cũng đột nhiên khởi động sóng dậy, co rút lại với tốc độ rất nhanh mà mắt thường có thể thấy được. Trong thời gian ngắn khoảng một nhịp hít thở, hắc vụ tràn ngập kia đã biến mất, thay vào đó là một quả cầu năng lượng nhỏ màu đen xuất hiện trước mặt thiết hộ pháp. Quả cầu năng lượng màu đen trôi nổi trước mặt, bề ngoài màu đen càng thêm thâm thúy, khi nhìn vào làm cho tâm thần có cảm giác bị hấp thu vào trong đó. Một màn quỷ dị này khiến người cực kỳ kiên kỵ không khỏi toát mồ hôi hột. Hắc cầu hiện lên, hơi thở thiết hộ pháp bỗng nhiên trở nên uể oải hơn rất nhiều. Hung hăng cắn răng một cái, bấm tay vung lên hắc cầu liền lướt ra, trong nháy mắt cùng tinh mang xanh biếc kia mạnh mẽ đụng vào nhau. Năng lượng ẩn chứa đáng sợ ngay cả đấu tông cường giả cũng phải động dung, trước mắt vô số cường giả tựa như thiên thạch nháy mắt va chạm vào nhau. Không có tiếng nổ vang như mọi người dự đoán, hai cổ năng lượng xanh biếc cùng đen nhánh đáng sợ trên bầu trời không ngừng ăn mòn lẫn nhau. Tại chỗ tiếp xúc không gian vạn vẹo cực độ, tình trạng đó khiến người lo lắng có hay không không gian nổ tung trong giây lát. Tại hai đạo năng lượng đáng sợ ăn mòn lẫn nhau, từng đạo năng lượng sóng gợn khổng lồ dài trăm trượng giống như thực chất từ chỗ giao tiếp khuếch tán ra. Cường giả hai bên kinh hãi vội vàng hạ thân hình xuống, bọn họ đều biết, nếu bị năng lượng cuồng bạo kia đánh trúng chỉ sợ kết cục sẽ cực kỳ bi thảm. Phạm vi tác động năng lượng gợn sóng cực lớn, cơ hồ chiếm cứ không gian xung quanh gần trăm trượng, trong lúc nhất thời, trên bầu trời cuồng phong gào thét, mây mù quay cuồng, dị tượng kinh thiên động địa như vậy, làm vô số người kinh hãi thất sắc. Hai đạo năng lượng ăn mòn kéo dài khoảng mấy phút đồng hồ, cuối cùng một tiếng nổ sấm sét bỗng nhiên vang lên bên trong, một đạo năng lượng gợn sóng xanh đen khổng lồ quét ra. Năng lượng gợn sóng càng quét phía chân trời ẩn chứa năng lượng uy áp mạnh mẽ trực tiếp bẻ gãy cây cối phía dưới dãy núi, từng đạo thanh âm rắc rắc vang lên không ngừng hù dọa vô số ma thú trốn ở trong đó. Thậm chí, một vài ngọn núi cao ngất, dưới sự tác động của đạo năng lượng này lập tức nổ tung. Núi sập mang theo vô số tảng đá lớn nện ầm ầm từ trên không rơi xuống, trong lúc nhất thời thiên hạt sơn mạch rơi vào trạng thái hỗn loạn nhất. Đạo năng lượng gợn sóng xanh đen tất nhiên cũng càng quét cả Tiêu Viêm và thiết hộ pháp. Tiêu Viêm còn tốt, Mỹ Đỗ Toa một bên vẫn chú ý diễn biến giữa sân, vừa thấy tình huống không ổn, thân hình chợt động thuận lợi kéo Tiêu Viêm và Tử Nghiên ra xa. Còn thiết hộ pháp do đứng quá gần chỗ hai luồng năng lượng tiếp xúc cho nên dưới tác động của luồng năng lượng gợn sóng kêu lên một tiếng thảm thiết, thân hình có chút chật vật, lão đảo lui về phía sau, phía chân trời năng lượng gợn sóng khủng bố khuếch tán ra xung quanh. Tại chỗ hai đạo năng lượng tiếp xúc dần dần tĩnh lặng lại, cuối cùng đạo năng lượng đáng sợ kia chậm chậm tiêu tán, những người có mặt tại đây đều thở một hơi nhẹ nhõm. Loại năng lượng gợn sóng này thật sự quá mức đáng sợ, nếu nhiều hơn vài đạo, chỉ sợ thiên hạt sơn mạch sẽ bị san bằng thành bình địa. Theo năng lượng dần dần biến mất, cuồng phong gào thét trên không trung cũng chậm chậm hiện ra một đám hắc vụ. Trong hắc vụ, một trận ho khan kịch liệt truyền ra, hắc vụ nhất thời trở nên mỏng manh rất nhiều, một thân ảnh chậm rãi hiện ra, hiển nhiên luồng năng lượng gợn sóng lúc trước đã làm hắn bị thương. Chết tiệt, tên kia, tại sao lại biết đế ấn quyết? Hắn tột cùng lai lịch thế nào? Ánh mắt vẫn còn mang theo nỗi khiếp sợ nhìn thân ảnh Tiêu Viêm xa xa, sắc mặt thiết hộ pháp cực kỳ khó coi. Xưa nay trong hồn điện có thịnh truyền, gặp người tu tập đế ấn quyết phải cực độ cẩn thận. Hơn nữa, nói đến cường giả tu luyện loại công pháp này phần lớn đều có quan hệ với cổ tộc thần bí kia. Phải biết rằng, đối với cổ tộc,
mặc dù điện chủ thực lực sâu không lường vẫn rất kiên kỵ, người kia chẳng lẽ là người cổ tộc. Trong lòng hiện lên ý nghĩ đáng sợ kia, sắc mặt Thiết Hộ Pháp cũng biến đổi. Trên đấu khí đại lục, thế lực có thể khiến cho hồn điện kiên kỵ không nhiều lắm, ngoại trừ Đan Tháp, thì cổ tộc cũng là một trong số đó, khó trách tuổi trẻ như vậy đã đạt đến trình độ như thế này. Mẹ nó, thật sự không hay, tại sao lại gặp ở chỗ này, quên đi, hôm nay rút lui trước, chuyện này sau khi rời đi nói sau. Trong lòng hiện lên từng đạo ý niệm, ánh mắt Thiết Hộ Pháp lại tiếp tục nhìn thoáng qua không gian lao lung nâu tím phía chân trời vẫn không có động tĩnh gì lớn, cắn răng một cái, quyết định thật nhanh lắc mình lui về phía sau, còn muốn chạy, Thiết Hộ Pháp thân hình vừa mới lui, một tiếng cười lạnh nháy mắt truyền đến, chợt một đạo thân ảnh nổi bật thoáng lao đến, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm cương sắc bén cỡ chừng 10 trượng nhằm Thiết Hộ Pháp bắn mạnh tới, cảm nhận được cổ kình phong sắc bén sau lưng, cánh tay Thiết Hộ Pháp vung lên, một đoạn xiềng xích cũng vội vàng bắn ra cùng kiếm cương mạnh mẽ đụng vào nhau, bất quá lần va chạm này, xiềng xích bị kiếm cương đánh bay ra ngoài. Đạo kiếm cương kia thuận thế lao tới thân thể hắn, chết tiệt. Cảm thụ được trong cơ thể truyền đến cảm giác suy yếu, trong lòng Thiết Hộ Pháp xuất hiện một chút kinh hoảng. Lúc trước thi triển hắc cầu quỷ dị tiêu hao qua nhiều năng lượng, bây giờ lại tiếp tục cùng Mỹ Đỗ Toa so đấu quả thật không ổn. Thân hình lui mau, cánh tay Thiết Hộ Pháp rung lên liên tiếp vài đoạn xiềng xích thật lớn bạo xuất ra tựa như cự mãng màu đen va chạm với đạo kiếm cương kia đem nó hóa giải. Thân hình Mỹ Đỗ Toa trôi nổi phía chân trời. Con ngươi nhìn Thiết Hộ Pháp phải thi triển hai lần công kích mới có thể ngăn trở kiếm cương của mình, cũng ngẩn ra, chợt giống như hiểu ra điều gì, hàn ý trong mắt đột nhiên đại thịnh, cũng không nói nhảm thêm điều gì, năng lượng thất thải bàn bạc đột nhiên từ trong cơ thể ùng ùng bùng phát ra, ngưng tụ trên đỉnh đầu, nháy mắt hóa thành một thất thải cự mãng khổng lồ dài hơn 10 trượng. Xem hình dạng bên ngoài cự mãng này so với thôn thiên mãng không khác bao nhiêu, điểm bất đồng duy nhất so với thôn thiên mãng lúc trước là sát ý nồng đậm hơn rất nhiều. Mỹ Đỗ Toa ngưng tụ năng lượng thành thất thải cự mãng sống động như thật tựa như có linh trí trong hai tròng mắt sát ý toát ra lành lạnh. Đi, thất thải cự mãng thành hình, Mỹ Đỗ Toa chỉ ngón tay, quát lạnh nói, thanh âm vừa dứt, thất thải cự mãng chiếm cứ ở cuối chân trời thân thể to lớn nhanh như chớp trong nháy mắt lướt ra nhằm hướng Thiết Hộ Pháp vọt tới. Nhìn đạo năng lượng hóa thành thất thải cự mãng giống như thực thể đang lao tới sắc mặt Thiết Hộ Pháp trở nên cực kỳ khó coi. Với trạng thái của hắn hiện giờ sao có thể tiếp được một kích toàn lực của Mỹ Đỗ Toa, bất quá sự việc đã đến nước này, bất kỳ ý tưởng nào cũng không có tác dụng, nếu đón không nổi, vậy thì chỉ có thể chạy trối chết. Trong lòng nghĩ như vậy, Thiết Hộ Pháp cũng không chút chậm trễ, quay người lại, hắc vụ quanh người tuôn ra dữ dội giống như một đạo lưu quang, đột nhiên nhằm hướng chân trời phóng đi. Hừ, nhìn Thiết Hộ Pháp chạy trốn, Mỹ Đỗ Toa hừ lạnh một tiếng, bàn tay mềm đột nhiên nắm chặt. Chỉ thấy không gian trước mặt Thiết Hộ Pháp đột nhiên bị bóp méo, thân hình đang chạy trốn phía trước cũng bởi vậy trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Lợi dụng không gian vặn vẹo ngăn trở, thất thải cự mãng nháy mắt lao tới. Cuối cùng, phát ra thanh âm kinh thiên động địa, năng lượng hỗn loạn khủng bố hung hăng công kích Thiết Hộ Pháp, cảm thụ được kình phong khủng bố sau lưng ngày càng tới gần, Thiết Hộ Pháp hoảng sợ quay đầu, nhìn thấy đồng tử thất thải cự mãng, một luồng sợ hãi tự sâu trong đáy lòng lan tràn ra. Oanh, tiếng lỗ kinh thiên động địa đột nhiên vang vọng ở cuối chân trời, khoảnh khắc đó, khắp thiên hạt sơn mạch đều rung rẩy một chút, một ít người hai bên thực lực thấp kém trực tiếp bị tiếng vang đột ngột xuất hiện chấn cho chảy máu tai. Năng lượng thất thải thật lớn, tựa như đám mây ngưng tụ trên bầu trời, cuối cùng chậm rãi khuếch tán ra, chỗ bị năng lượng khuếch tán không gian vốn yên ả như mặt hồ tựa như bị một tảng đá lớn rơi xuống bỗng nhiên nổi sóng. Từng đạo năng lượng gợn sóng mắt thường có thể thấy được ào ào tuôn ra. Tiêu Viêm được Tử Nghiên nâng đỡ dừng trên bầu trời, lúc trước thi triển phiên hải ấn, cơ hồ tiêu hao tất cả đấu khí trong cơ thể hắn. Bất quá hoàn hảo, thi triển đế ấn quyết nhu cầu sử dụng lực lượng linh hồn không lớn cho nên hắn cũng không xuất hiện trạng thái hôn mê như khi thi triển Phật nộ hỏa liên. Dù vậy, trạng thái Tiêu Viêm hiện giờ cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt tái nhợt, hơi thở uể oải, lấy thực lực bây giờ của hắn thi triển phiên hải ấn, vẫn như cũ vẫn có chút miễn cưỡng. Giờ phút này ánh mắt Tiêu Viêm và Tử Nghiên đều nhìn chăm chú chỗ năng lượng thất thải khuếch tán trên bầu trời kia. Thiết Hộ Pháp chịu một kích mạnh mẽ của Mỹ Đỗ Toa như thế, chỉ sợ sẽ không chạy trốn được. Bất kể thế nào, đối người kia, Tiêu Viêm nhất định phải bắt bằng được. Hiện giờ hắn đã nhận ra mình thi triển đế ấn quyết, để tránh một vài phiền toái không đáng có về sau, tuyệt đối không thể để cho hắn thoát thân dễ dàng được. Trong lòng hiện lên ý nghĩ như vậy,
Trong mắt Tiêu Viêm cũng xuất hiện một chút ý mừng, người này không thể chịu được vô số đạo năng lượng thất thải đánh lên a. Năng lượng thất thải khuếch tán lúc này đột nhiên sóng dậy, một đạo bóng đen chật vật nhanh chóng đi ra. Bóng đen vừa hiện thân liền dụng tất cả sức lực nhắm hướng bắc chạy trốn, bộ dáng chật vật không còn chút uy phong nào. Hiển nhiên, trải qua đả kích liên tiếp đã làm vị hộ pháp hồn điện không còn cuồng ngạo như lúc trước. Vẫn chú ý nơi này, Mỹ Đỗ Toa vừa thấy thiết hộ pháp xuất hiện liền đã phát hiện ra, nhìn thấy bộ dáng bỏ chạy thục mạng của hắn, chợt cười lạnh một tiếng, thân hình chợt động, hóa thành một đạo quang mang thất thải, chớp lên vài cái liền trực tiếp xuất hiện ở trước người thiết hộ pháp. Ta là người hồn điện, nếu ngươi giết ta, hồn điện tuyệt đối sẽ không bỏ qua các ngươi. Nhìn thấy Mỹ Đỗ Toa chặn đường, tốc độ thiết hộ pháp vội vàng chậm lại, lạnh lùng nói. Giờ phút này hắc vụ lượng lờ xung quanh thiết hộ pháp mỏng đi rất nhiều, hơi thở giống như Tiêu Viêm cực kỳ uể oải. Hiển nhiên, một kích lúc trước của Mỹ Đỗ Toa khiến cho vị cường giả hồn điện này bị thương nặng. Ánh mắt Mỹ Đỗ Toa lạnh lùng lướt qua người thiết hộ pháp, trong mắt hiện ra sự châm chọc, cười lạnh nói, chó cậy nhà, hảo, hảo, ngươi đã không chịu buông tay, bổn hộ pháp sẽ liều chết cùng ngươi. Bị Mỹ Đỗ Toa châm chọc một trận, thiết hộ pháp trống giận, hắc vụ trong cơ thể vội ùa ra, trong khi mọi người ở đây tưởng hắn sắp sửa tung ra một kích trí mạng cuối cùng. Nhưng không, dưới sự che giấu của hắc vụ hắn nhằm hướng chân trời lao đi, ánh mắt trào phúng nhìn thiết hộ pháp chạy trốn, Mỹ Đỗ Toa khẽ lắc đầu, bàn tay mềm nắm chặt, trong lòng bàn tay đột nhiên xuất ra một luồng hấp lực rất mạnh, dưới sự ảnh hưởng của hấp lực tốc độ người trốn phía trước nhất thời chậm lại. Thân hình Mỹ Đỗ Toa chợt động liền xuất hiện phía sau, một chưởng hung hăng đánh lên lưng đối phương, một chiêu đánh trúng, thân hình thiết hộ pháp lại lần nữa lảo đảo vài cái, hắc vụ quanh thần lại hư ảo mỏng đi rất nhiều. Hắn hiện tại, chỉ sợ một cường giả đấu hoàng cũng có thể dễ dàng thu thập, đánh trọng thương thiết hộ pháp, Mỹ Đỗ Toa lúc này mới cười lạnh một tiếng, bàn tay mềm hoa lên, năng lượng thất thải hùng hồn trào ra tạo thành một màn năng lượng bao bọc thiết hộ pháp lại. Năng lượng thất thải giống như một cái gông phong tỏa thiết hộ pháp, mặc hắn dãy dụa như thế nào đều không thể đánh vỡ màn năng lượng này. Bởi vậy, chỉ có thể ở bên trong tức giận rít gào, bàn tay mềm mang theo màn năng lượng, thân hình Mỹ Đỗ Toa chợt động, sau vài cái chớp động xuất hiện trước người Tiêu Viêm, người này thương thế quá nặng, cơ hồ không còn sức phản kháng. Ngươi so với hắn tốt hơn rất nhiều. Đem màn năng lượng để trước người, Mỹ Đỗ Toa nhìn thiết hộ pháp trong đó, nhẹ giọng nói. Nhìn thấy người kia không thể chạy thoát, Tiêu Viêm cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Phí tâm lớn như vậy, rốt cục thì đem tên giả hỏa hồn điện này bắt được, không nghĩ tới, tên này bị thương nặng như vậy mà vẫn còn khí lực gào rống. Mỹ Đỗ Toa có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua thiết hộ pháp trong màn năng lượng, lông mày đen khẽ nhíu, bàn tay mềm nắm chặt nhất thời màn năng lượng nhanh chóng co rút lại, cuối cùng dính vào thân thể thiết hộ pháp. Nhất thời một tràng thanh âm suy suy vang lên không ngừng. Thiết hộ pháp ở trong đó cũng phát ra tiếng rên thảm thiết, theo năng lượng thất thải ăn mòn, hắc vụ xung quanh thân thiết hộ pháp càng ngày càng loãng, một lát sau hoàn toàn tiêu tán. Sau khi hắc vụ xung quanh thân tiêu tán hết, bản thể thiết hộ pháp cuối cùng cũng hiển lộ ra. Bên trong màn năng lượng, một đạo linh hồn hư ảo chậm rãi phiêu đãng. Bất quá, hiện giờ đạo linh hồn này hư ảo dường như trong suốt, tự hồ đã rơi vào trạng thái trọng thương nghiêm trọng, mà khi Tiêu Viêm cùng Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy bản thể cường giả hộ pháp hồn điện liền sững sờ đương trường, linh hồn thể. Tiêu Viêm có chút líu lưỡi nhìn linh hồn thiết hộ pháp suy yếu, ai cũng không ngờ tới, hộ pháp hồn điện có thể đấu ngang tay cường giả cấp bậc đấu tông cư nhiên lại là một đạo linh hồn thể, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ bắt lộn? Mỹ Đỗ Toa cũng cực kỳ kinh ngạc nói, hẳn là không phải. Sắc mặt Tiêu Viêm ngưng trọng lắc đầu, nói, hồn điện vì hồn vinh danh. Hơn nữa mục tiêu săn bắt là một ít linh hồn thể cường hãn, tổ chức thần bí như vậy nên có quan hệ rất lớn đến linh hồn một ít cường giả hồn điện, bản thể hẳn là linh hồn thể, tỉ như, tên vụ hộ pháp lần trước từ đầu đến cuối, hắn cũng không hiển lộ qua bản thể dưới hắc vụ, nghe Tiêu Viêm đoán như vậy, lông mi Mỹ Đỗ Toa nhíu lại, nói, ngươi nói là, hồn điện dùng linh hồn thể đối phó linh hồn thể, rất có khả năng này, bình thường đấu khí đối với linh hồn thể cũng không thể tạo thương tổn trí mạng. Mà muốn bắt hoặc đối phó linh hồn thể, người đi săn tốt nhất nên là linh hồn thể. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng trọng nói, các ngươi giết ta, hồn điện sẽ không bỏ qua các ngươi. Thiết hộ pháp ánh mắt hung ác nhìn Tiêu Viêm hai người. Mặc dù hiện giờ rơi vào trong tay người, khẩu khí vẫn hung hãn như lúc trước, yên tâm, ta sẽ chiếu cố ngươi,
có rất nhiều thứ ta muốn biết từ trên người ngươi a. Bàn tay Tiêu Viêm tiến vào màn năng lượng, không e ngại chút nào sờ soạn linh hồn Thiết Hộ Pháp, cười híp mắt nói, nhìn Tiêu Viêm có hành động lớn mật như vậy, trong mắt Thiết Hộ Pháp nhất thời hiện một chút âm trầm, cong ngón tay búng ra, một đạo xiềng xích nhỏ màu đen quỷ dị hiện lên, sau đó nhắm bàn tay Tiêu Viêm mạnh mẽ đâm tới. Thấy Thiết Hộ Pháp cử động như vậy, Tiêu Viêm hừ lạnh một tiếng, cong ngón tay búng ra, một ngọn lửa vô hình đột nhiên xuất hiện trên lòng bàn tay bắn tới linh hồn Thiết Hộ Pháp, Vẫn Lạc Tâm Viêm lướt qua, cuối cùng trực tiếp đánh lên linh hồn Thiết Hộ Pháp, ngọn lửa vô hình hơi dính lên linh hồn Thiết Hộ Pháp, khói trắng nồng đậm cùng thanh âm suy suy vang lên không ngừng, chợt một tiếng thét thê lương chói tai từ trong miệng hắn vang lên, chết tiệt, đây là loại hỏa diễm gì, sao lại có thể làm thương tổn linh hồn. Nhìn thấy Thiết Hộ Pháp kêu trên đau đớn khi bị Vẫn Lạc Tâm Viêm đun đốt, lúc này Tiêu Viêm mới gật đầu cười. Xem ra Vẫn Lạc Tâm Viêm quả nhiên có thể trực tiếp làm thương tổn linh hồn, tuy nói chỉ cần lực lượng linh hồn hoặc đấu khí đạt tới trình độ nhất định cũng có khả năng làm thương tổn linh hồn, nhưng không thể nghi ngờ, Vẫn Lạc Tâm Viêm mới là loại vũ khí khiến linh hồn thể kiên kỵ thậm chí e ngại nhất. Bị Vẫn Lạc Tâm Viêm đốt cháy, Thiết Hộ Pháp vốn đang bị trọng thương lại càng thêm nặng hơn. Trạng thái linh hồn tựa như trong suốt, xem ra tùy thời có thể hóa thành một đạo hư vô. Nhìn thấy Thiết Hộ Pháp sắp bị hóa thành hư vô, Tiêu Viêm vung tay lên, ngọn lửa Vẫn Lạc Tâm Viêm chậm rãi tiêu tán, lấy một bình ngọc từ trong nạp giới, tay khẽ vẫy, một luồng hấp lực trực tiếp đem linh hồn Thiết Hộ Pháp nhét vào trong bình ngọc, sau đó ngón tay vần quanh bên bình ngọc, cuối cùng dùng hỏa diễm niêm phong miệng bình lại, trước hết để hắn ở trong này, sau khi giải quyết chuyện nơi đây, sẽ tìm một ít tin tức liên quan đến hồn điện, đem bình ngọc cất vào trong nạp giới, Tiêu Viêm lúc này mới thở một hơi nhẹ nhõm. Chỉ cần bắt được người này, như vậy mục đích lần này đã đạt được, hơn nữa, biết một ít cường giả hồn điện có thể là linh hồn thể, như vậy Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay Tiêu Viêm, về sau giải quyết mấy tên kia cũng dễ dàng hơn, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt tươi cười của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa nhíu mày hỏi, ha ha, chỉ là đấu khí trong cơ thể tiêu hao quá nhiều mà thôi, không có thương thế gì, chỉ cần tĩnh dưỡng liền có thể khôi phục. Tiêu Viêm cười cười, ánh mắt dừng trên người Mỹ Đỗ Toa, nhẹ giọng nói, đa tạ, nếu không phải ngươi làm cho hắn tiêu hao quá lớn, ta cũng không có khả năng dễ dàng chế phục hắn như vậy. Dưới ánh mắt của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa lại hơi hơi nghiêng đầu, tùy ý nói, nghe vậy, Tiêu Viêm bất đắc dĩ lắc đầu, nếu không phải nhờ Mỹ Đỗ Toa trì hoãn, hắn làm sao có thời gian thi triển phiên hải ấn nửa chính nửa sống kia chứ? Trong lòng như vậy nghĩ, Tiêu Viêm vừa muốn nói chuyện, sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bắn thẳng về phía không gian lao lung màu nâu tím rất lâu chưa từng có chút động tĩnh kia. Nơi đó, bỗng nhiên có một ít dao động khác thường, phải phân thắng bại sao? Con mắt chăm chú nhìn mảnh không gian kia, tâm tình Tiêu Viêm đột nhiên khẩn trương hẳn lên. Tại chân trời phía xa xa, một lồng giam thật lớn màu tím nhạt phiêu phù trên không. Trong giây lát xuất hiện một cổ dao động dị thường, chỉ thấy không gian bao phủ tại bốn phía lao lung đang vặn vẹo, đột nhiên nổi lên tầng tầng sóng gợn. Chỉ sau một lát không gian vặn vẹo càng lúc càng nhỏ, rồi chậm rãi phục hồi hoàn toàn như cũ, mà làn khói độc màu tím nhạt đang bao phủ tràn ngập xung quanh bức tường không gian vừa bị biến mất nhất thời không bị trói buộc nữa tràn ngập ra khắp nơi. Nhìn thấy làn khói tím nhạt có độc khuếch tán trong không khí, sắc mặt đám người Tiêu Viêm đều thay đổi. Mặc dù làn khói tím nhạt còn ở khoảng cách khá xa, nhưng vẫn khiến cho bọn họ có một cảm giác khác thường, nếu để nó khuếch tán tự do như vậy, chỉ sợ tất cả sinh linh trên ngọn núi này đều sẽ chết ở trong độc khí. Tuy nhiên, trong khi đám người Tiêu Viêm tính toán lui lại thì làn khói độc đang khuếch tán ra đột nhiên ngưng lại, giống như từ trung tâm truyền đến một cổ hấp lực cuồng mãnh, đem khói độc chung quanh điên cuồng hút quay trở lại. Khói độc tím nhạt lùi lại tốc độ cực nhanh, vẻn vẹn chỉ trong vài cái chớp mắt. Theo khói độc đang tràn ngập đã lui lại hết hai đạo thân ảnh ẩn giấu trong đó rốt cuộc cũng hiển lộ ra trước tầm mắt mọi người. Tiểu Y Tiên đứng lăng không, phiêu phù phía trên bầu trời, hai tròng mắt màu tím đậm cùng màu xám phóng thích ra một chút ánh mắt sắc bén, nhìn qua vô cùng quỷ dị, trên thân thể đầy vết máu, thậm chí, trên cánh tay vẫn còn có vài vết thương dữ tợn dài khoảng chừng nửa thước. Đối diện với Tiểu Y Tiên cách đó không xa, lão Hạc Tất Nham có vẻ cực độ chật vật, cả người máu tươi đầm đìa. Trên thân thể có nhiều vết máu giăng khắp nơi tựa như một họa quyển đầy cảnh huyết tinh, hai càn huyết sắc thật lớn hiện giờ một cái đã bị đứt gãy, máu tươi theo chỗ gãy không ngừng chảy ra kết hợp với khuôn mặt tái nhợt dữ tợn, nhìn qua thật là có chút ma quái, vô cùng dữ tợn. Xem hai người thương thế như vậy, hiển nhiên,
Lúc trước trong không gian khói độc tím nhạt đã phát sinh chiến đấu kịch liệt hung ác hơn xa trận chiến giữa Mỹ Đỗ Toa và Thiết Hộ Pháp. Bất quá, xem hơi thở song phương, tự hồ Hạt Tất Nham bị thương nghiêm trọng hơn. Hai người hiện thân tất nhiên làm cho tất cả các cuộc chiến phía dưới đình chỉ hết. Vô số ánh mắt động trên hai người. Hiện giờ vị Thiết Hộ Pháp thần bí kia đã rơi vào tay Tiêu Viêm, Vạn Hạt Môn chỉ còn trông cậy vào lão tổ tông Hạt Tất Nham mà thôi. Hạt lão quái, xem ra huyết hồn quyết của ngươi cũng không lợi hại như trong tưởng tượng của ta a. Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng khẽ nâng bàn tay mềm, mút một giọt máu tươi trên đó, mắt chợt liếc nhìn sang Hạt Tất Nham ở phía đối diện, điềm nhiên nói, ngươi chẳng qua dựa vào lực lượng ách nan độc thể mà thôi, làm gì kiêu ngạo dữ vậy? Nếu không có ách nan độc thể, bằng thiên phú của ngươi, bằng chừng ấy tuổi, căn bản còn không có tư cách đối thoại cùng lão phu. Hạt Tất Nham nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cũng không ngờ đem ách nan độc thể hoàn toàn cởi bỏ, Tiểu Y Tiên lại có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như thế, thậm chí ngay cả huyết hồn quyết đại thành của hắn cũng khó có thể địch nổi. Ánh mắt Tiểu Y Tiên nhàn nhạt quét nhìn hắn một cái, được làm vua thua làm giặc, chỉ có kẻ thất bại mới đi viện cớ này nọ. Nàng cố nhiên dựa vào ách nan độc thể mới có thực lực như vậy, nhưng được ách nan độc thể cũng khiến nàng mất đi rất nhiều. Bất quá ngươi cũng không cần đắc ý, ách nan độc thể mỗi một lần bùng nổ sẽ làm cho ngươi càng nhanh đến giai đoạn hoàn toàn không khống chế được nó. Nhìn bộ dáng của ngươi không bao lâu nữa sẽ đi rơi vào tình trạng này, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tới thu thập ngươi. Hạt Tất Nham âm thanh cười lạnh nói, trực tiếp giải quyết luôn hắn đi, không cần nhiều lời nữa. Ngay khi sắc mặt Tiểu Y Tiên trở nên lạnh lẽo hơn thì một tiếng cười từ phía dưới truyền đến, chợt ba đạo thân ảnh thoáng hiện bay tới bên cạnh Tiểu Y Tiên, rõ ràng là Tiêu Viêm, Tử Nghiên, Mỹ Đỗ Toa ba người. Ánh mắt quét qua Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên cùng Hạt Tất Nham đều là ngẩn ra. Ánh mắt nâu tím quỷ dị thoáng lộ ra một chút vui sướng, sau đó sắc mặt trong giây lát trở nên dị thường khó tin nhìn lại, thu thập xong tên kia rồi ư. Cảm nhận hơi thở Thiết Hộ Pháp tựa hồ tiêu thất hoàn toàn, Tiểu Y Tiên kinh hỉ hỏi, ân. Mỹ Đỗ Toa khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạt Tất Nham, nói, xem ra ngươi cũng không thể giải quyết xong hắn a, cần ta ra tay hay không, trong cơ thể hắn đã bị ta đánh vào ách nan độc huyết, hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Dường như không muốn thua Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên trực tiếp lắc lắc đầu, đạm nhiên nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng ngẩn ra, ngẩn đầu, ánh mắt lướt qua Hạt Tất Nham phía đối diện, quả nhiên phát hiện sắc mặt lão gia hỏa này có chút quỷ dị, nhìn bộ dáng hàm răng cắn chặt của hắn tự hồ đang vận toàn lực đuổi ách nan độc huyết ra khỏi cơ thể. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Giỏi lắm, thật sự không nghĩ tới tên kia cũng chịu kết cục rơi rụng như vậy. Hắc hắc. Bất quá các ngươi thật là can đảm, cư nhiên dám động thủ với hắn, mặc kệ các ngươi có lý do gì, ngày sau chỉ sợ sẽ không được an bình. Hạt Tất Nham đầu tiên cả kinh, sau đó ánh mắt hiện vẻ tàn nhẫn cười nói, không chỉ hắn, môn chủ Vạn Hạt Môn Hạt Sơn cũng cùng chung kết cục đó. Tiêu Viêm nhún vai, mỉm cười nói, nghe vậy, da mặt già nua Hạt Tất Nham đột nhiên rung lên, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Tiêu Viêm, khàn giọng nói, là ngươi làm. Tiêu Viêm không nói gì chỉ gật gật đầu. Đối với ánh mắt quán độc kia của hắn cũng không thèm quan tâm, nhìn thấy Tiêu Viêm gật đầu, trong mắt Hạt Tất Nham vẻ oán độc càng sâu. Nhưng không đợi hắn đáp lời, Tiểu Y Tiên một bên không kiên nhẫn phất phất tay, bàn tay mềm nhanh chóng kết xuất một cái thủ ấn. Theo thủ ấn Tiểu Y Tiên kết động, ách nan độc huyết trong cơ thể Hạt Tất Nham, nhất thời vang lên một tiếng thình thịch rồi nổ tung ra, cuối cùng hóa thành vô số sợi tơ xâm nhập vào máu toàn cơ thể. Trong khi ách nan độc huyết tan vào trong máu Hạt Tất Nham, thân thể hắn đột nhiên rung lên, ngay cả da tay cũng biến sang màu tím nhạt, nhìn qua có chút giống người màu tím. Hàm răng Hạt Tất Nham cắn chặt, liều mạng thúc giục đấu khí trong cơ thể, nhưng độc huyết đã xâm nhập trực tiếp vào trong máu. Dưới sự tuần hoàn, cơ hồ làm cho mỗi bộ vị thân thể hắn đều bị độc huyết xâm chiếm. Hiện giờ, nếu bản thân ở trạng thái đỉnh cao, Hạt Tất Nham tất nhiên sẽ có biện pháp đẩy chất độc nhiễm vào máu này ra khỏi cơ thể. Nhưng vì cùng Tiểu Y Tiên trải qua một phen sinh tử đại chiến, đấu khí trong cơ thể tiêu hao rất nghiêm trọng, nên muốn đuổi đi độc huyết lại lực bất tòng tâm. Theo ách nan độc huyết nhanh chóng lan rộng ăn mòn, miệng Hạt Tất Nham phát ra từng tiếng ho khan, mỗi lần ho khan máu tươi không thể khống chế từ trong miệng trào ra làm ướt cả áo. Ta thấy thực lực Hạt lão quái hiện giờ sẽ không thể chống lại tốc độ ách nan độc huyết ăn mòn rồi. Tiểu Y Tiên đạm mạc nhìn Hạt Tất Nham đang không ngừng phun máu, chậm rãi nói, giỏi cho ách nan độc thể. Quả nhiên khủng bố, khụ. Lão phu hôm nay, khụ,
xem như chân chính được biết qua. Hạc Tất Nham ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Y Tiên, trong khi nói máu tươi không ngừng trào ra khiến cho âm thanh của hắn có chút làm người nổi gai ốc. Khắp chân trời, giờ phút này lặng ngắt như tờ, ai cũng có thể nhìn ra, giờ phút này Hạc Tất Nham đã là một tên cùng đường mạt lộ, mà chỉ cần hắn ngã xuống, như vậy toàn bộ Vạn Hạc Môn liền mất đi cây trụ chống đỡ cuối cùng. Hắc hắc, lão phu hôm nay có lẽ quả thật khó thoát khỏi một kiếp, bất quá, muốn lão phu chết, các ngươi cũng phải trả giá đại giới. Hạc Tất Nham đột nhiên hướng về phía đám người Tiêu Viêm lộ ra bộ mặt tàn nhẫn dữ tợn. Gậy trong tay hắn vẽ lên một đường trên hư không, chỉ thấy giờ phút này máu trong cơ thể hắn giống như đang sôi trào, một đám bọt máu xuất hiện trên da tay, bên trong còn có thể thấy máu loãng bốc lên. Bộ dáng khủng bố như vậy làm người ta nổi gai ốc, trong lòng bỗng cảm thấy từng trận hàn ý. Nhìn bộ dáng Hạc Tất Nham như vậy, đám người Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên cũng cả kinh. Cẩn thận, hắn muốn tự bạo. Mỹ Đỗ Toa trầm giọng quát, trên gương mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng, một gã đấu tông cường giả tự bạo, uy lực quả thực khủng bố cực độ. Thanh âm Mỹ Đỗ Toa vừa mới thốt ra, bọt máu trên thân thể Hạc Tất Nham cũng càng lúc càng lớn, đến khi thân thể bành trướng cực hạn thì một đạo thanh âm thình thịch vang lên. Nghe thanh âm này, đám người Tiêu Viêm vừa muốn lui lại, thì thân thể Hạc Tất Nham lại quỷ dị thu nhỏ lại, tự bạo trong dự liệu của mọi người vẫn chưa xuất hiện. Đang lúc bọn họ kinh ngạc, trên khuôn mặt Hạc Tất Nham lại một lần nữa lộ ra nụ cười dữ tợn, một thân máu nổ tan, chợt miệng hắn cố há ra thật to, ngửa đầu ra sau, rắc rắc, bọt máu nhanh chóng nổ tung, Hạc Tất Nham phun mạnh một hơi, một đạo hắc quang từ trong miệng bạo xuất ra trong nháy mắt, đạo quang mang màu đen này thể tích không lớn bằng khoảng ngón tay cái, nhưng tốc độ gần như có thể trực tiếp xuyên thấu không gian, thậm chí tia sáng này vừa từ trong miệng Hạc Tất Nham phun ra đã bắn ra xa hơn trăm thước đến trước mặt đám người Tiểu Y Tiên. Với tốc độ nhanh hơn tia chớp này, đám người Tiêu Viêm chắc chắn không có thời gian để né tránh. Nhìn Hạc Tất Nham phát ra một kích liều mạng, Tiểu Y Tiên cùng Mỹ Đỗ Toa cũng có chút trở tay không kịp, tại thời khắc mấu chốt chỉ kịp đem đấu khí trong cơ thể vận chuyển xung quanh cơ thể, hình thành một màn đấu khí cực độ cường hãn phòng ngự trước thân thể mình. Các nàng vừa tạo thành màn phòng ngự xong, đạo quang mang màu đen đang lao đến chuẩn bị công kích lên màn phòng ngự thì ngoài dự đoán của mọi người bỗng nó chuyển hướng nhằm phía Tiêu Viêm dữ dội lướt đến. Mục tiêu công kích Hạc Tất Nham lần này không phải Tiểu Y Tiên, mà là Tiêu Viêm. Các lão thông cảm hôm nay ta say nên thế này thôi, tối mai sẽ có thêm một chương. Nhìn hắc mang bất ngờ đổi hướng, làm cho Tiêu Viêm có chút thất thần, cảm thụ được năng lượng khủng bố bên trong hắc mang, da đầu không khỏi có chút tê dại. Thế công của hắc mang cực nhanh, dù là Tiêu Viêm cũng khó có thể phản ứng kịp thời, bất quá trong lúc cấp bách, đấu khí trong cơ thể tự động vận chuyển mà tràn ra bên ngoài thân thể. Đấu khí vừa tuôn ra, hắc mang cũng vừa tràn tới, mang theo một mùi tanh thối khiến người khác buồn nôn, hung hăng đánh vào màn đấu khí hộ thể xung quanh Tiêu Viêm. Vừa chạm vào nhau, đấu khí nóng cháy màu lục sắc, như băng tuyết gặp phải mặt trời, cấp tốc tiêu tán, gần như ngay lập tức, đấu khí hộ thể bị hắc mang mạnh mẽ xé ra, cuối cùng không chút khách khí mà hung hăng đánh vào thân thể của Tiêu Viêm. Lúc va chạm vào, không hề sinh ra chút lực lượng nào, nhưng mà hắc mang lại như một loại chất lỏng, trong nháy mắt biến mất trên da của Tiêu Viêm. Từ lúc làn hắc mang phá vỡ đấu khí hộ thể, đến lúc tiến vào thân thể Tiêu Viêm, xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi, đợi đến lúc hắn tinh thần hồi phục lại, thì làn hắc mang đã đi vào trong thân thể, mà ở chỗ bị xâm nhập vào, lưu lại một hắc ban bằng ngón cái. Phục hồi lại tinh thần, Tiêu Viêm trước tiên sờ vào khối hắc ban ở trên ngực, vừa cúi đầu nhìn xuống, thì kinh ngạc phát hiện, từ khối hắc ban kia, đang lan ra những tia hắc tuyến. Mà những bộ vị bị tia hắc tuyến lan đến, đều là những huyệt vị cùng với kinh mạch trọng yếu. Khi nhìn thấy cảnh này, Tiêu Viêm sắc mặt nhất thời thay đổi, rồi đột nhiên ngẩng đầu lên, quay về phía Hạc Tất Nham quát lên, ngươi đã làm cái gì? Khặc khặc, từ lúc Hạc Tất Nham phun ra màn hắc mang, thì như già thêm mấy tuổi, xuất hiện tóc bạc ở trên đầu, nếp nhăn chồng chất lên nhau mà hiện lên, mặc dù là biến thành bộ dáng như vậy, nhưng mà ở bên trong con mắt vẫn đục, vẻ oán độc không giảm bớt mà càng thêm đậm. Tiểu tử, người giết nhiều người của Vạn Hạc Môn như vậy, lão phu sao có khả năng bỏ qua cho ngươi? Nhìn thấy vẻ mặt oán độc của Hạc Tất Nham, sắc mặt của Mỹ Đỗ Toa cùng Tiểu Y Tiên đột nhiên thay đổi, thân hình chất lóe lên, sau đó xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Viêm, vội vàng xem xét, không có việc chứ. Bàn tay nhỏ nhắn của Mỹ Đỗ Toa ở trên người Tiêu Viêm tìm tòi, thành âm có chút lo lắng nói, một kích kinh khủng lúc trước của Hạc Tất Nham, tuyệt đối không phải là phô trương thanh thế. Lấy thực lực hiện tại của Tiêu Viêm,
nếu bị đánh trúng, kết quả tất nhiên là sẽ không tốt. Tiêu Viêm lông mày nhíu lại, tâm thần cấp tốc ở trong thân thể xem xét, nhưng lại không phát hiện chỗ nào có điểm không thích hợp. Tiêu Y Tiên gương mặt cũng có chút ngưng trọng, ánh mắt ở trên người Tiêu Viêm lướt qua, chợt như phát hiện cái gì đó, bàn tay nhỏ nhắn xé y phục của Tiêu Viêm, nhất thời, ba người đều nhìn thấy, trên ngực có một hắc bang và những tia hắc tuyến đang lan ra một cách quỷ dị. Đây là cái gì? Vừa nhìn thấy việc này, Mỹ Đỗ Toa nhất thời ngẩn ra, vội vàng hỏi, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào cái hắc bang quỷ dị, Tiểu Y Tiên cũng vào một ngụm lương khí, cắn răng nói, dĩ nhiên là ma độc bang, cái lão vương bát này, thật là độc ác a, ma độc bang. Là cái gì? Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa cùng Tử Nghiên ở bên cạnh vội vàng hỏi, ở Xuất Vân Đế Quốc có một loại chiêu thức thâm độc, có thể đem độc đấu khí toàn thân ngưng tụ lại một chỗ, bắn vào trong thân thể của địch nhân, cuối cùng hình thành một khối hắc bang. Khối hắc bang này sẽ không ngừng sinh ra những đường độc tuyến, mà những đường độc tuyến này nối với mỗi huyệt vị trên thân thể, người bị trúng chiêu này, kinh mạch trong cơ thể sẽ nhanh chóng thối rữa, cuối cùng nhận vô tận thống khổ, mà chậm rãi chết đi. Âm thanh của Tiểu Y Tiên tràn ngập lừa giận, bất quá một khi đã thi triển ra chiêu này, thì người thi triển vì đấu khí bị phân tán theo chiêu thức, mà suốt đời biến thành một phế nhân. Nghe được lời Tiêu Y Tiên nói, Tiêu Viêm sắc mặt kịch biến, đấu khí ở trong cơ thể một lần nữa cấp tốc vận chuyển, sau đó không chế tâm thần một lần nữa ở trong cơ thể đảo qua, nhưng mà vẫn như cũ không hề phát hiện ra một khối ma độc bạn đến cùng là đang ở địa phương nào, làm thế nào có thể đem nó hóa giải. Mỹ Đỗ Toa sắc mặt âm trầm một cách đáng sợ, không gian ở xung quanh thân thể, không ngừng rung động mãnh liệt, hiển nhiên, trong lòng nàng lúc này, đã không thể giữ được bình tĩnh nữa. Nếu là một đấu vương bình thường thi triển ma độc bang, ta có thể giải trừ. Bất quá cái này là của lão tạp mau hạt tất nham kia cũng là một đấu tông cường giả, dù là ta, muốn giải trừ được, cũng cực kỳ khó khăn. Tiểu Y Tiên chần chờ một lúc, rồi có chút xấu hổ nói, oanh, Tiểu Y Tiên vừa nói xong, sát khí ngập trời từ Mỹ Đỗ Toa bạo phát ra, cảm nhận cổ sát khí nồng nặc này, với định lực của Tiểu Y Tiên, cũng không nhịn được mà biến sắc. Lão tạp mau, đem giải dược giao ra đây. Mái tóc dài không có gió mà nhẹ nhàng tung bay, thân hình Mỹ Đỗ Toa chợt lóe lên, sau đó xuất hiện ở bên cạnh Hạ Tất Nham với vẻ mặt oán hận, bàn tay nhỏ nhắn trực tiếp kẹp lấy yết hầu, âm thanh đầy âm trầm như từ cửu u truyền đến. Hắc hắc, khi đã thi triển ra ma độc bang, lão phu cũng chẳng sống được không lâu nữa, có thể làm cho tiểu tử này đi theo ta, vậy cũng xem như là không cô đơn. Nhìn Mỹ Đỗ Toa trong mắt đầy sát ý, Hạ Tất Nham cười khan nói, Mỹ Đỗ Toa gương mặt lạnh giá, bàn tay nhỏ nhắn trực tiếp cầm lấy cánh tay của Hạc Tất Nham, sau đó bỗng nhiên xé ra, tiên huyết tung tóe khắp bầu trời, sau đó lại nắm lấy cánh tay kia, tiếp tục xé rách ra, nói, hay không nói. Không có tay, thì còn chân, ta cũng có thể giúp ngươi mổ bụng lấy dạ dày ra, tiện tay đem cánh tay vứt đi, âm thanh của Mỹ Đỗ Toa vẫn băng lãnh như trước không hề có tình cảm, đau nhức làm cho trong miệng Hạc Tất Nham phát ra những âm thanh tê tê, trên trán cũng đầy mồ hôi lạnh. Bất quá hắn vẫn như cũ cắn chặt hàm răng, âm thanh kịch liệt nói, ha ha, để cho hắn bồi tiếp với cùng lão phu a, các người có phải rất tức giận? Ha ha, ta chính là muốn loại hiệu quả này, trong con ngươi của Mỹ Đỗ Toa tràn ngập hàn ý, một cước đá Hạc Tất Nham lên, nhất thời tiếng xương cốt bị gãy vang lên, ngươi đã ngoan cố, ta liền cho người biết ngươi càng coi trọng tiểu tử kia, ha ha, thì ngươi càng thống khổ, ca, ca. Sát ý của Mỹ Đỗ Toa gần như chuyển thành thô bạo, nàng vung mũi chân lên, nhất thời đầu gối của Hạc Tất Nham cũng vỡ ra, hai chân uốn thành một vòng cung quỷ dị, toàn bộ thân thể, bây giờ đã không giống như là của con người nữa. Bị Mỹ Đỗ Toa ra tay hành hạ độc ác như vậy, Hạc Tất Nham hơi thở ngày càng suy yếu, bất quá trên khuôn mặt ý cười càng thêm đậm hơn. Nhìn thấy khuôn mặt đang cười của hắn, Mỹ Đỗ Toa sát ý lần nữa bạo dũng, âm thanh âm lãnh nói, sau khi người chết, ta sẽ đem tất cả người của Vạn Hạc Môn chôn cùng ngươi, dù còn lại một chó, cũng tuyệt đối không bỏ qua. Trong lời nói của Mỹ Đỗ Toa đầy sát ý lành lạnh, rốt cục gương mặt đang cười của Hạc Tất Nham cũng cứng lại. Một lát sau, chậm rãi nhắm mắt nói, ngươi muốn như thế nào liền làm như vậy a, ma độc bang, mặc dù ta là người thi triển, nhưng cũng không có biện pháp giải trừ, cho nên ta cũng không có cái gì giải dược. Phốt, kiên nhẫn mỏng manh trong lòng, rốt cục cũng bị sát ý phô thiên cái địa lấn áp. Trong mắt Mỹ Đỗ Toa đầy sát khí, bàn tay nhỏ như lưỡi dao, trực tiếp cắm vào trong lòng ngực của Hạc Tất Nham, bàn tay nhỏ bỗng nhiên nắm chặt lại, trái tim bên trong,
lập tức bị chấn nát, trái tim bị chấn nát, sinh cơ trong mắt Hạc Tất Nham nhanh chóng biến mất, một lát sau liền biến thành một cổ thi thể băng lãnh, chậm rãi rút bàn tay lại, đem thi thể Hạc Tất Nham tùy ý vứt đi, tóc dài phía sau Mỹ Đỗ toa lay động, tiên huyết đầm đìa trên bàn tay, nhìn bộ dáng như vậy, thật giống như từ địa ngục đi ra, đem Hạc Tất Nham đánh chết, nhưng sát khí trong cơ thể Mỹ Đỗ toa tràn ra không giảm mà lại tăng, đôi mắt xinh đẹp, chậm rãi dời xuống phía Vạn Hạc Môn phía dưới, sát ý tận trời, làm cho mọi người trong Vạn Hạc Môn như rơi vào hầm băng. Ngay khi Mỹ Đỗ toa trong đôi mắt đã đỏ sậm chuẩn bị không kiên kỵ gì mà tàn sát, thì một tiếng quát bất đắc dĩ vang lên. Thải Lân, trở về, nghe tiếng quát quen thuộc, Mỹ Đỗ toa thân thể mềm mại ngừng lại, đôi mắt đỏ sậm mới giảm bớt một chút, hơi lưỡng lự một chút, rốt cục cũng xoay người hướng về phía Tiêu Viêm bay qua, nhìn thấy Mỹ Đỗ toa, cắn chặt răng đứng trước mặt, Tiêu Viêm cũng cười khổ thở dài một tiếng, lấy từ trong nạp giới ra một mảnh vải, đem tiên huyết trên bàn tay nhỏ lau sạch đi, đi. Ta mang ngươi quay về Gia Mã Đế Quốc, nếu như Cổ Hà không thể giúp ngươi giải độc, ta liền mang ngươi đi đến đại lục tìm người có năng lực giúp ngươi giải độc. Trở tay nắm lấy tay Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ toa đột nhiên nói. Nghe vậy, Tiêu Viêm ngẩn ra, nhìn dung mạo bị gia huyền thú che lấp, trong lòng sinh ra một chút cảm động, nàng dĩ nhiên vì mình mà làm như vậy. Am hiểu về dùng độc nhất là ở chỗ này, còn đi nơi nào để tìm người nữa. Tiêu Viêm khẽ cười một tiếng, đem mảnh vải vứt bỏ. Nghiêng đầu nhìn về phía Tiểu Y Tiên, nói, thứ này, thật không có phương pháp phá giải. Tiểu Y Tiên mày liễu nhíu lại, trầm ngâm trong chốc lát, rồi chán nản lắc đầu, nói, đấu tông cường giả thi triển ra ma độc ban, ta thật sự không có năng lực giải trừ, trừ phi có thể tìm được một cường giả cao hơn người thi triển một bậc, thì có thể khả năng giải được, người giải trừ cao hơn một bậc. Vậy không phải là một đấu tông cường giả trong truyền thuyết sao? Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng nhíu chặt lông mày lại, nói. Tiểu Y Tiên khóe miệng có chút cay đắng gật đầu, nhìn thấy Tiêu Viêm đang nhíu chặt lông mày, chần chờ một chút, rồi chậm rãi nói, ma độc ban tùy rằng thâm độc, nhưng cũng không phải tất cả đều xấu, trong đó có ẩn chứa đấu khí cả đời của Hạc Tất Nham, nếu ngươi có thể đem nó phá giải, như vậy lượng đấu khí khổng lồ kia, sẽ là của ngươi nhưng đương nhiên, điều kiện tiên quyết là người phải đem nó phá giải trước. Nghe vậy, Tiêu Viêm nhất thời cười khổ một tiếng, bây giờ bảo toàn sinh mệnh mới là chuyện then chốt nhất. Ai mà đi quản trong ma độc bang có ẩn chứa đấu khí suốt đời của một gã đấu tông cường giả chứ? Ma độc bang này khi nào thì phát tác? Trầm ngâm trong chốc lát, Tiêu Viêm hỏi về vấn đề quan trọng nhất. Tiểu Y Tiên lần thứ hai chần chờ, một lát sau, rồi bất đắc dĩ thấp giọng nói. Nửa năm, nghe Tiểu Y Tiên nói ra thời gian. Tiêu Viêm cũng cảm thấy phiền não, nửa năm thôi sao, hắn biết đi đến nơi nào để tìm đấu tông cường giả mà phá giải ma độc bang đây. Có điều huynh đừng lo lắng. Ta tuy không thể phá giải hoàn toàn được ma độc ban, nhưng lại có biện pháp làm cho thời gian nó phát tác chậm hơn rất nhiều. Nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên khẽ ấp úng, xấu hổ nói, nếu không phải nàng mời Tiêu Viêm tới, thì đã không gặp phải sự tình này, hơn nữa khi xảy ra chuyện, nàng lại không có khả năng giúp đỡ hắn được nhiều. Nghe vậy, Tiêu Viêm lúc này mới thoáng thở dài, nghiêng đầu nhìn vẻ mặt của Mỹ Ổ Toa vẫn đang nghiến răng cau có như cũ, không khỏi buồn cười, yên tâm đi. Không có việc gì đâu, nói không chừng khi phá được cái ma độc ban này, lại giúp cho thực lực của ta tinh tiến thêm thì sao? Đối với việc này ngay cả Tiêu Viêm cũng không có bao nhiêu lo lắng, thì Mỹ Ổ Toa tự nhiên cũng không để trong lòng. Nhưng mà nghĩ lại, nàng cũng không có biện pháp gì hơn, chỉ có thể quay đầu lạnh lùng liếc Tiểu Y Tiên, nếu như người kia đem Hạc Tất Nham giải quyết sớm một chút, thì cũng không nhân chuyện phiền toái như thế này. Đối với ánh mắt băng giá của Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên cũng chẳng thèm mở miệng phản bác, việc Tiêu Viêm trúng độc, đích xác là có quan hệ không nhỏ cùng với nàng. Được rồi, trước hết đem chuyện ở đây giải quyết đã, sau đó hãy nghĩ cách phá giải ma độc ban. Tiêu Viêm nhìn thấy tình thế của hai nàng lúc này, sợ rằng lại xảy ra đánh nhau, nên vội vã cười to. Vâng. Tiểu Y Tiên gật gật đầu, thân hình khẽ động, từ trên trời bay xuống. Cường giả Vạn Hạc Môn hôm nay tử thương hầu hết, nên Vạn Hạc Môn đã không còn lực chống cự. Bị độc tông chiếm đoạt, chỉ là việc trong sớm muộn mà thôi. Nhìn theo bóng lưng của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm lúc này mới nghiêng đầu qua Mỹ Ổ Toa, khẽ nói, việc này không thể trách cô ấy, ta vì hồn điện mà đến, gặp phải chuyện này, cũng là việc ngoài dự đoán thôi. Chăm chú nhìn vẻ mặt của Tiêu Viêm, Mỹ Ổ Toa thở dài, khẽ gật đầu, chợt thấp giọng, ngươi hiện tại có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Tiêu Viêm cảm giác trong cơ thể một chút, nhíu mày, hình như cái này chỉ cần không phát tác, tịnh không có vấn đề gì,
mà nếu phát tác, cũng sẽ như lời của tiểu y tiên, một khắc là trí mạng, vậy ngươi dự định thế nào? Mỹ ổ toa lần nữa gặn hỏi, cường giả đấu tôn, đâu phải dễ dàng tìm được, hơn nữa dù là tìm được rồi, thì cũng đâu phải tự dưng mà giúp người khác phá giải ma độc ban. Nhìn loại độc công này cũng đoán được, muốn phá giải, thế nào cũng phải tốn không ít công sức. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, trước tiên đem chuyện này giải quyết rồi bàn sau. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng có chút bất đắc dĩ nói, thấy thế, Mỹ ổ toa cũng chỉ đành thở dài, đôi mắt nhìn về phía Vạn Hạc Môn, trong con ngươi sát ý thoáng hiện. Sau khi thanh trừ tàn dư, Vạn Hạc Môn xem như đã xóa tên khỏi đế quốc xuất vân. Từ nay về sau, độc tông có thể nói là đã trở thành lực lượng độc bá tại đế quốc này, khó có thế lực nào có thể tranh chấp. Đại chiến kết thúc, tiểu y tiên mang theo ba người Tiêu Viêm, ly khai khỏi Thiên Hạc Sơn, hướng về phía Thiên Độc Thành. Thiên Độc Thành là tổng bộ của độc tông, mà đã là tổng bộ thì nơi này tự nhiên đặc biệt xâm nghiêm, dù là cường giả đấu hoàng, cũng tuyệt đối không có khả năng vô thanh vô tức mà đi vào. Điều này, trong mấy năm gần đây, đã được chứng minh không biết bao nhiêu lần. Sâu bên trong tổng bộ độc tông, có một vùng núi cây cối tươi tốt, trong vùng núi này có một ngọn núi đá là cấm địa của độc tông. Bình thường chỉ có một mình tiểu y tiên mới có thể tiến vào, phạm vi xung quanh núi đá, có vô số trạm gác ngầm rải khắp, nếu muốn đi vào trong núi, dù là một con ruồi, cũng phải bị vô số ánh mắt quét qua xem là ruồi đực hay ruồi cái, rồi mới có thể bay vào. Ở trong núi, quái thạch san sát, trồng đủ loại kỳ hoa độc thảo, phát tán độc hương nhàn nhạt, lượn lờ trên núi, hình thành một màn chướng khí, dù là đấu vương cường giả, cũng không dám túy ý hít vào. Trong quái thạch, thỉnh thoảng cũng có một ít độc trùng độc xà ẩn hiện. Những thứ này, ở bên ngoài đều là độc vật quý hiếm, nhưng mà ở đây, lại có rất nhiều. Sự tích lũy của độc tông, quả nhiên danh bất hư truyền. Ở vị trí trung tâm, có một đám hắc thạch tạo thành một cái ao nhỏ, xung quanh ao, có bốn đầu mãng xà cực lớn bằng đá mở banh miệng phun chất độc. Từng đạo dịch thể đen kịt, từ đó không ngừng tràn ra, chảy vào trong ao. Nước một màu đen kịt, mắt thường căn bản là không thể nhìn thấy đấy, thậm chí là linh hồn lực lượng, cũng khó mà dò xét được. Trên không trung, vũ khí quanh quẩn ẩn hiện, nhìn những vũ khí này, rõ ràng cũng là kịch độc. Bên cạnh thạch trì, có ba bóng người thước tha đứng. Ánh mắt của các nàng lúc này, đang chăm chú nhìn vào nửa thân trên trần truồng của thanh niên trong ao. Ngươi nói độc thủy trong ao sẽ không gây tổn thương gì cho Tiêu Viêm sao? Mỹ đổ toa nhìn vào màu nước đen kịt trong ao, cẩn thận hỏi, ao độc thủy này là do ta phối chế các loại độc vật cùng độc trùng thượng đẳng mới tạo ra. Độc tính trong đó dung hợp với nhau, sinh ra một loại năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Tiểu y tiên ngồi thấp xuống, bàn tay khẽ chạm vào mặt nước mà nếu người bình thường chạm vào, đều sẽ bị độc tính ăn mòn thối rữa, nhẹ nhàng nói, có điều độc thủy dù sao cũng là độc thủy. Trong đó ẩn chứa chất độc cực mạnh, lại chính là thứ mà Tiêu Viêm cần. Bên trong cơ thể huynh ấy có ma độc ban, nếu ở trong ao tu luyện, lại phối hợp với hướng dẫn của ta, có thể dĩ độc trị độc, áp chế ma độc ban, kéo dài thời gian phát tác. Nghe vậy, song nhãn long lanh của Mỹ đổ toa liếc về phía Tiêu Viêm mắt đang nhắm nghiền, người kia bây giờ, tự hồ cũng không có điểm nào bất thường, lúc này mới nhẹ nhàng thở dài. Tiểu y tiên chậm rãi di chuyển xung quanh ao, đôi mắt tím biết nhìn về phía cái bớt đen trên ngực Tiêu Viêm, lúc này quanh cái bớt đã xuất hiện một vài chấm nhỏ màu đỏ, những chấm nhỏ đó đang áp chế ma độc ban. Nhìn thấy cảnh này, tiểu y tiên cũng nhẹ nhàng thở ra, chợt ánh mắt chuyển về hướng đỉnh đầu Tiêu Viêm, nhìn làn sương trắng nhàn nhạt bốc lên, lại cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng từ người Tiêu Viêm đang chậm rãi lan tỏa, nhẹ nhõm, tình huống so với ta tưởng tượng còn tốt hơn. Trong cơ thể huynh ấy có dị hỏa, tuy không có khả năng phá giải hoàn toàn ma độc ban, nhưng cũng có một chút tác dụng ngăn trở. Phối hợp với độc thủy trong ao, khả năng áp chế ma độc ban so với dự kiến ban đầu có lẽ sẽ lâu hơn một chút. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiên cũng an tâm hơn, trầm ngâm một lúc, rồi nói, như vậy, giờ đã thành công rồi sao? Tiểu y tiên hơi lắc đầu, nói, độc thủy chỉ tiến vào trong cơ thể Tiêu Viêm thôi, mà như vậy vẫn chưa đủ, còn phải thông qua dẫn đạo, mới có thể triệt để áp chế ma độc ban. Vậy ngươi còn chần chờ gì nữa? Nhanh làm đi chứ. Mỹ đổ toa cau mày lại, tự hồ bất mãn đối với sự chần chờ của tiểu y tiên. Nghe vậy, tiểu y tiên liền biểu môi, muốn cãi lại, nhưng sợ đánh thức Tiêu Viêm, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, thục dục cái gì chứ? Muốn dẫn đạo phải chờ đợi đúng thời cơ, đứng đó lo lắng suông thì có lợi ích hay sao, vậy hiện tại thời cơ đến chưa?
Mỹ Đỗ Toa cũng sợ quấy rầy Tiêu Viêm, tuy rằng trong lòng không ưa gì Tiểu Y Tiên, nhưng cũng không dám cùng nàng đấu khẩu. Bị Mỹ Đỗ Toa thúc giục, Tiểu Y Tiên cũng có thể bất đắc dĩ gật đầu, chợt như nghĩ đến việc gì đó, gương mặt đột nhiên ửng hồng mê người, hàm răng cắn vào môi đỏ mọng, xấu hổ, các ngươi phải đi ra trước đã, chờ ở ngoài thạch lâm ấy. Nghe vậy, nhất thời hai mỹ nhân một lớn một nhỏ đều quay đầu hồ nghi nhìn Tiểu Y Tiên. Mỹ Đỗ Toa khoanh tay lại, thản nhiên, không muốn cho người ta nhìn thấy cái gì à, ta không đi, ta phải ở chỗ này bảo đảm sự an toàn của Tiêu Viêm, ai mà biết ngươi sẽ giở trò gì chứ, ngươi. Nghe được mấy lời hồ nghi này của Mỹ Đỗ Toa, Tiểu Y Tiên liền tức giận, bất quá lại nhìn về phía đôi mắt đang nhắm chặt của Tiêu Viêm trong ao, chỉ có thể cắn răng, ấm ức, quên đi, tùy các ngươi, muốn ở lại thì cứ ở lại. Vừa nói xong, Tiểu Y Tiên đứng lên, chần chờ một chút, cuối cùng khẽ cắn môi, cánh tay nhỏ bỗng nhẹ nhàng cởi cúc áo, dưới ánh mắt kinh ngạc của Mỹ Đỗ Toa và Tử Nghiên, một thân thể trần truồng, trắng nõn mềm mại, cứ như vậy lồ lộ hiện ra. Thấy hành động của Tiểu Y Tiên, gương mặt của Mỹ Đỗ Toa cũng không nhịn được đỏ ửng lên cực kỳ hiếm thấy. Nàng ta ho nhẹ một tiếng, tỏ vẻ như không nhìn thấy gì, xoay người sang chỗ khác, kéo Tử Nghiên đang nhìn trộm bên cạnh, bước thẳng về phía thạch lâm bên ngoài. Hắc hắc, chưa chắc đã to hơn ta khi ta lớn lên nha. Bị Mỹ Đỗ Toa kéo đi, Tử Nghiên cười hí hửng, mà nghe được mấy lời này, Mỹ Đỗ Toa lại vội vàng bước nhanh hơn. Tiểu Y Tiên bên cạnh ao, trên gương mặt đầy vẻ tức giận, có điều hai người kia đã biến mất, nàng cũng chỉ đành nghiến răng oán hận. Thu hồi ánh mắt, cặp chân ngọc ngà của Tiểu Y Tiên đã nhẹ nhàng bước tới độc trì. Hình dáng nàng lúc này, rất giống một mỹ nhân ngư, cực kỳ động lòng. Có điều, ngay khi nàng chuẩn bị tiến vào ao, thì đột nhiên cảm thấy cái gì đó, đôi mắt bỗng nhiên nhìn lên, thì ra người trong ao cũng đang mở bừng đôi mắt sáng trưng, vô cùng kinh ngạc. Hai ánh mắt thẳng thốt nhìn nhau, gương mặt Tiểu Y Tiên trong nháy mắt đã nóng rực lên. Trong hồ nước nóng, khói sương bốc mờ mịt, hai luồng ánh mắt nhìn chăm chăm vào nhau. Phải một lát sau, Tiêu Viêm mới định thần lại, nhìn hai má của Tiểu Y Tiên đã đỏ hồng lên, hắn khẽ ho khan, ánh mắt vội vàng dời đi. Tiếng ho xấu hổ của Tiêu Viêm cũng đã khiến Tiểu Y Tiên từ trong mê muội thẹn thùng trở về thực tại. Lập tức thân thể trắng trẻo mềm mại mà trần trụi, uyển chuyển như tiên dáng trần kia đã nhẹ nhàng trầm mình xuống dưới hồ đá. Cái hình dáng mê người, khơi gợi trong đầu Tiêu Viêm biết bao liên tưởng nóng bỏng, cuối cùng cũng đã được bao phủ lại bởi làn nước tối đen trong hồ. Nhìn thấy từng gợn sóng ì ạt vỗ trong hồ đá, Tiêu Viêm cũng rất ngượng nghịu. Việc này đúng ra không liên can gì đến hắn, đấu khí trong cơ thể vừa vận chuyển xong, mới mở mắt ra ai ngờ đã trông thấy một màn này cơ chứ. Róc rách, trong lúc Tiêu Viêm còn đang bối rối, ở trước mặt cách đấy không xa, nước hồ khẽ sao động, một khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp từ từ hiện ra. Tiểu Y Tiên lúc này chỉ ló đầu ra khỏi mặt nước, còn toàn bộ thân thể hấp dẫn vô song ấy vẫn đang được che giấu trong làn nước tối mờ mờ. Ló đầu ra khỏi mặt nước, hai má của Tiểu Y Tiên ửng hồng, lộ rõ dáng dấp của một tiểu mỹ nhân đang e thẹn. Nếu người của Độc Tông mà nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ cả tông phái sẽ đều kinh ngạc mà té ngồi ra đất tại chỗ. Tình huống này, không một ai có thể nghĩ ra được, một cô gái hung danh nổi tiếng cả đế quốc xuất vân, chỉ nghe tên đủ khiến bao người sợ mất mật, thiên độc nữ cao cao tại thượng của Độc Tông, lại tỏ ra thẹn thùng quyến rũ đến như vậy. Khụ, này! Việc này! Cô tại sao phải làm thế? Tiêu Viêm xấu hổ nhìn Tiểu Y Tiên, ánh mắt lộ vẻ trách móc, ho khan. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cũng không biết nói gì, trừng mắt nhìn Tiêu Viêm, tức giận, làm thế này để làm gì? Không phải để giúp huynh áp chế ma độc bang hay sao? Tiêu Viêm cười khang, từng ý nghĩ lướt qua thật nhanh. Nhưng dù thế nào trong lúc nhất thời hắn cũng có chút bối rối khó xử, bởi trong tình huống cùng với một cô gái trần truồng tắm chung một hồ, nhất định ai cũng sẽ nảy sinh những suy nghĩ không đứng đắn. Nhìn thấy bộ dáng xấu hổ lúng túng hiếm thấy ở Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên bỗng cảm thấy trong lòng chợt ấm áp, khúc khích cười. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tươi cười như hoa nở, Tiêu Viêm sững cả người. Nụ cười của cô ấy quả là độc nhất vô nhị, ôn nhu như hải đường, rực rỡ tựa hướng dương, giống hệt năm nào ở trấn Thanh Sơn, lay động lòng người. Cô cười thật là xinh đẹp. Tiêu Viêm thì thào. Tiểu Y Tiên ngẩn ngơ, mi mắt chợt cụp xuống, cánh tay tinh tế trắng như ngọc từ từ lộ ra, tùy ý co duỗi khoát nước, nhẹ nhàng tỉ tê. Ở đế quốc xuất vân này, ai cũng gọi muội là thiên độc nữ. Sau này cũng vậy, một khi cái tai họa ngầm từ ách nan độc thể này còn tồn tại, muội vĩnh viễn không thể tiếp xúc với bất kỳ ai. Thời gian bùng nổ của chất độc trên thân thể càng ngày càng ngắn dần,
mà tác động đối với người thân bên cạnh, thương tổn mang lại đã càng kinh khủng hơn. Nhìn nét môi hằn đầy cay đắng của Tiểu Y Tiên, Tiêu Viêm than thầm rồi nói, yên tâm đi, ta sẽ cố hết sức giúp cô khống chế ách nan độc thể, chỉ cần tìm được những thứ kia, chắc chắn đến lúc đó giải quyết vấn đề khống chế hoàn toàn ách nan độc thể, cũng đơn giản thôi. Tiểu Y Tiên lại mỉm cười, tinh thần chợt mạnh mẽ phấn chấn hẳn lên, cánh tay nhỏ vũ động, giống như mỹ nhân ngư đang múa, chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Viêm. Đôi mắt tím biết diễm lệ tuyệt trần nhìn chằm chằm vào mảnh ma độc ban trên ngực hắn, khẽ gật đầu, tốc độ khuếch tán của ma độc ban đã chậm đi rất nhiều, với năng lượng của hồ nước độc này, hiệu quả hình như không thể rõ ràng như vậy. Ha ha, trong cơ thể ta có ba loại dị hỏa cùng tồn tại, kịch độc bình thường đối với ta, vốn là có tác dụng không lớn. Ma độc ban mặc dù không nằm trong số này nhưng ít ra ba loại dị hỏa cũng có thể tạo ra trở ngại với nhất định đối với nó. Tiêu Viêm cười to, dị hỏa quả nhiên thần kỳ, ngay cả ma độc ban của đấu tông cường giả cũng có thể áp chế. Không hổ danh sở hữu lực lượng cực mạnh trên đại lục, khiến bao người phải thèm nhỏ dãi. Tiểu Y Tiên kinh dị thán phục gật đầu, rồi trầm ngâm, nhưng mà như vậy vẫn chưa đủ, kế tiếp, muội sẽ dùng thân thể của mình làm vật dẫn. Đem độc tố trong ao thông qua cơ thể của muội tiến hành khống chế, đối với ma độc ban tiến hành triệt để áp chế mới được. Như vậy, có thể tranh thủ đủ thời gian cho huynh đi tìm cường giả đấu tôn mà giải độc. Tiêu Viêm gật đầu, một khi đã như vậy, làm phiền cô vậy, huynh còn khách khí như vậy sao? Tiểu Y Tiên oán trách nhìn chăm chú Tiêu Viêm, hai má lại đỏ ửng lên, giọng như hơi thở, huynh nhắm mắt lại cho muội, không có lệnh của muội, cấm mở ra đó. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng hiểu được, cười khổ, đôi mắt cũng chậm rãi khép kín lại. Nhìn thấy Tiêu Viêm đã nhắm mắt, Tiểu Y Tiên mới thở phào một hơi, bàn tay mềm mại giả vờ quơ quơ ở trước mặt hắn, rồi bặm chiếc môi đỏ mọng, mới chậm rãi đứng dậy. Một tòa thiên nhiên trong ngọc trắng ngà, từ trong hồ uyển chuyển lộ dần ra, từng dòng nước thuốc đen nhánh cũng theo đường cong mê người chậm rãi chảy xuôi xuống, rơi tí tách xuống mặt hồ, tạo nên từng vòng gợn sóng cong tròn sao động. Thân thể nàng không một chút che đậy, hoàn toàn trần trụi đứng trước mặt của Tiêu Viêm, dù hắn vẫn nhắm tịt hai mắt, nhưng Tiểu Y Tiên lại cảm thấy khuôn mặt của mình đang bừng bừng như thiêu đốt, nóng bỏng đến dọa người. Tiểu Y Tiên hít sâu vài hơi, mạnh mẽ đem cảm giác khác thường đang sôi trào ở trong lòng đè nén lại. Hai tay của nàng liền kết thành ấn, một cổ hấp lực nhàn nhạt từ trong cơ thể tán phát ra, lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng làm trung tâm, trên mặt ao xuất hiện một cái lốc xoáy nho nhỏ. Nó xoay tròn càng lúc càng nhanh, hút từng luồng độc chất đen như mực, nhỏ li ti, rồi tan biến trên thân thể Tiểu Y Tiên. Sau đó dưới sự khống chế của nàng, xuyên qua thân thể, cuối cùng ngưng tụ ở trên đầu ngón tay thon dài. Ngón tay vốn tinh tế trắng như ngó sen lúc này đã hóa thành đen kịt, vẻ mặt của Tiểu Y Tiên đầy tập trung, đầu móng tay cái khẽ ấn vào nơi đen nhất trên ngón tay trỏ của nàng. Móng tay vừa ấn vào, tại đầu ngón tay, một giọt máu đỏ sẫm khác thường lập tức hiện ra. Giọt máu xuất hiện, nhưng không hề rơi xuống, mà bám chặt tại đó. Lung linh tỏa sáng chói lọi như một viên ngọc bằng máu, nhìn giọt máu này, Tiểu Y Tiên càng thêm chăm chú. Nó là ách nan độc huyết trong cơ thể, độc tính cực kỳ khủng khiếp, với thực lực đấu tông của Hạt Tất Nham mà cũng phải chết bởi thứ này, đủ để thấy sức công phá mãnh liệt của nó. Chậm rãi thở ra, tinh thần của Tiểu Y Tiên cực kỳ tập trung. Một lát sau, ngón tay nhỏ nhắn chậm rãi di động rồi dừng lại ngay chỗ ma độc ban trên ngực Tiêu Viêm, nàng thoáng chần chờ. Chợt mạnh mẽ cắn răng, bàn tay mềm mại hoa lên, ngón tay của Tiểu Y Tiên lay động, chỉ thấy từng sợi tơ màu đen nhỏ li ti từ trên đầu ngón tay phóng ra, cực kỳ xảo diệu mà quấn quanh vị trí ma độc ban, hình thành một ký hiệu kỳ lạ. Mà trong khi sợi tơ độc màu đen kia không ngừng phun ra, hạt châu ách nan độc huyết cũng kèm theo một tia máu lấp lánh mà xen kẽ theo vào. Theo sợi tơ màu đen quấn quanh, ma độc ban dường như cũng cảm nhận được gì đó. Vô số điểm kịch độc cũng đột nhiên bạo xuất thành những đường cong, giống vô số mũi tên nhọn, bắn ra bọc lấy chung quanh ký hiệu. Hừ, nhìn thấy ma độc ban có biến hóa, Tiểu Y Tiên hừ lạnh, tốc độ lay động của đầu ngón tay đột nhiên tăng lên, ký hiệu màu đen càng lúc càng rõ ràng hơn. Ma độc ban đang công tới đụng phải ký hiệu đen dày đặc đó, liền bắn ngược trở lại. Nhìn thấy ma độc ban định ăn mòn phong ấn thất bại, Tiểu Y Tiên cũng thở phào một hơi. Nhưng khi ký hiệu phong ấn sắp hoàn thành thì ma độc ban đột nhiên lại phun ra một luồng kịch độc đen thẫm to bằng ngón tay cái mạnh mẽ tràn đến. Nhìn thấy công kích mãnh liệt này của ma độc ban, Tiểu Y Tiên liền biến sắc, tốc độ của ngón tay đã nhanh lại trở nên gấp gáp hơn, càng về sau thì chỉ có thể trông thấy từng đạo tàn ảnh mờ nhạt lưu lại.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Luồng chất độc màu đen trong nháy mắt đã đụng vào ký hiệu phong ấn, nhưng vẫn chưa hề bị bắn ngược trở về. Bên trong luồng chất độc này như hàm chứa một lượng đấu khí khổng lồ, dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của nó, luồng chất độc màu đen cuối cùng đã mạnh mẽ xé toạc ký hiệu phong ấn, giống như một con mãng xà dũng mãnh phóng mạnh đi, hung hãn lao vào những tầng ký hiệu phong ấn ngoài cùng. Tiểu Y Tiên đang nghe truyện trên TV audio CV lạnh lùng nhìn lớp lớp ký hiệu bị kịch độc xé rách. Ngay khi nó sắp hoàn toàn đột phá thì Tiểu Y Tiên lại mạnh mẽ bấm ngón tay, ách nan độc huyết nhoáng lên lấp lánh, phúng ra vài tia máu đỏ sẫm lên trên ký hiệu. Có thêm ách nan độc huyết phụ vào, ký hiệu phong ấn nhất thời bừng lên một màu đỏ sẫm, vô số hắc tuyến ngọ ngoại, hình thành nên một thế thiên la địa võng. Vút, kịch độc mạnh mẽ đụng vào vô số mạng lưới đỏ sẫm ở phía trên, càng lao sâu vào thì tốc độ càng chậm. Cuối cùng, sau mấy lần vùng vẫy, tưởng chừng sắp hoàn toàn đột phá được ký hiệu phong ấn thì đột nhiên cứng đờ, rồi dừng lại. Tuy vậy Tiểu Y Tiên vẫn không hề ngừng nghỉ. Ngón tay tiếp tục co duỗi, định đem ký hiệu phong ấn này hoàn toàn đóng lại. Nào hay khi thủ ấn vừa động thì kịch độc vốn đang nằm yên bỗng như pháo kích, hơi lui lại, rồi vài tiếng xì xì kỳ lạ vang lên. Đột ngột một sợi tơ độc bén nhọn mảnh mai bắn ra xé toạc tầng ký hiệu phong ấn ngoài cùng phóng đi. Ngay khi tia hắc tuyến nhỏ xíu kia vừa đột phá, thủ ấn của Tiểu Y Tiên cũng hoàn thành trong nháy mắt. Ký hiệu phong ấn chung quanh ma độc ban lóe lên những luồng ánh sáng đỏ sậm, đem nó phủ kín lại. Khi đã hoàn tất ký hiệu phong ấn, Tiểu Y Tiên cũng phát hiện tia kịch độc mong manh chạy thoát, lập tức cau mày. Trong lúc nàng đang tính toán dùng phương pháp gì để đem tia kịch độc màu đen chạy thoát này phá hủy, thì kinh ngạc nhận ra, nhiệt độ cơ thể Tiêu Viêm cũng đang tăng dần lên. Xung quanh tia kịch độc nhỏ bé đang cấp tốc bỏ chạy, mơ hồ xuất hiện một màn lửa màu xanh lục. Màn lửa này đã mạnh mẽ bao bọc sợi tơ độc đó lại, bộ dáng như muốn luyện hóa nó vậy. Mà khi ngọn lửa xanh lục cháy bùng lên, tia kịch độc liền vùng vẫy kịch liệt, tự hồ luồng đấu khí khổng lồ trong đó cũng bắt đầu có phản ứng. Huynh ấy muốn luyện hóa tia ma độc này thành đấu khí của mình sao? Nhìn thấy cảnh tượng đó, Tiểu Y Tiên vô cùng kinh dị, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm. Tình huống này, dù dị hỏa của Tiêu Viêm không có khả năng đem toàn bộ ma độc ban luyện hóa thì với một ít tia ma độc chạy loạn này, vẫn thừa năng lực đối phó. Mặc dù lượng ma độc này cực nhỏ, nhưng trong đó lại ẩn chứa toàn là đấu khí tinh túy. Nếu có thể luyện hóa được liền có thể thúc đẩy thực lực tăng lên không ít. Huynh lá gan quả thật không nhỏ, hỏa diễm xanh biết hừng hực thiêu đốt. Nhiệt độ nóng cháy khủng khiếp khuếch tán ra xung quanh, làm cho cơ thể Tiêu Viêm giống như một cái lò lửa sôi trào. Cũng may lưu ly liên tâm hỏa đã bị Tiêu Viêm luyện hóa, hoàn toàn khống chế, vì vậy loại nhiệt kinh hồn này đối với Tiêu Viêm hoàn toàn không có chút ảnh hưởng. Nói chung bất cứ ai sở hữu dị hỏa trong cơ thể đều không sợ bị lửa thiêu đốt. Bên trong ngọn lửa xanh rờn, một sợi tơ đen tối bằng năng lượng giống như một con rắn nhỏ đang kịch liệt vùng vẫy. Mỗi một lần quay cuồng, màu đen trên thân nó dưới sự thiêu đốt của lưu ly liên tâm hỏa lại tiêu tán đi một chút. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm. Mặc dù tốc độ tiêu tán này cực kỳ chậm chạp, nhưng dưới tình huống không có thêm năng lượng bổ trợ, sớm muộn màu đen trên sợi tơ năng lượng đó cũng sẽ triệt để bị thiêu đốt hóa thành hư vô. Chỉ cần sợi tơ này mất đi kịch độc đen kịp kia, thì tất cả đấu khí tinh túy mà ma độc đang ẩn chứa, sẽ được Tiêu Viêm thoải mái hấp thu. Trở thành vật đại bổ khiến cho thực lực của hắn tăng tiến không ít. Tâm thần của Tiêu Viêm gắt gao chăm chú nhìn vào sợi tơ kịch độc đen kịp kia, lòng thầm cười lạnh. Nếu là ma độc bang thì với thực lực hắn bây giờ, chính xác là chưa dám chọc đến, nhưng tí ti độc chất này, lại dưới tình huống không có gì hỗ trợ, thế mà cũng dám chạy lung tung. Phải chăng là coi thường hai loại dị hỏa dung hợp thành lưu ly liên tâm hỏa trong cơ thể mình, cho rằng không có chút uy hiếp nào với nó, tâm thần chăm chú nhìn vào màu sắc đen kịt của sợi tơ độc kia đang nhạt dần, Tiêu Viêm đối với cái gọi là ma độc bang, cũng có chút kinh dị. Thứ này theo lời Tiểu Y Tiên nói, cực kỳ âm độc, với thực lực đấu hoàng hiện tại của hắn đúng là rất khó phá giải. Nhưng khi thấy phần nào hiệu quả của lưu ly liên tâm hỏa đối với ma độc bang, hắn liền có suy nghĩ, thì ra hắn hoàn toàn không phải không có lực chống đỡ. Hai loại dị hỏa cùng dung hợp tạo thành lưu ly liên tâm hỏa, thật sự có thể đem độc tính của ma độc bang luyện hóa. Mặc dù tốc độ cực kỳ chậm chạp, điều kiện tiên quyết lại là chỉ được luyện hóa một số lượng ma độc cực ít. Nhưng dù sao, lưu ly liên tâm hỏa ít nhất cũng có thể luyện chế nó. Bởi vậy, Tiêu Viêm trong lòng tự có suy đoán, nếu lưu ly liên tâm hỏa lại có thể tiếp tục dung hợp với một loại dị hỏa nữa, đến lúc đó,
luyện hóa nguyên khối ma độc ban chắc chắn không phải là chuyện quá khó. Đương nhiên muốn tiếp tục dung hợp một loại dị hỏa nữa vô cùng khó khăn, không kém gì đi tìm một cường giả đấu tôn nhờ giải độc hộ. Đấu khí đại lục này to lớn như vậy, tất nhiên dị hỏa cũng cực kỳ thưa thớt. Nếu tìm được một loại thì đúng là một việc cực kỳ may mắn, hơn nữa cứ xem như là tìm được rồi, đem nó luyện hóa cũng là việc cực kỳ khó khăn. Dị hỏa thực sự không phải vật chỉ dành riêng cho luyện dược sư. Một số người tu luyện đấu khí thuộc tính hỏa, hay là một vài cường giả nào đó có thủ đoạn đặc thù, luyện hóa được dị hỏa, đều có thể sử dụng nó. Mà trên đấu khí đại lục này, cường giả có năng lực luyện hóa dị hỏa cũng không ít, ai lại không có tâm với dị hỏa, không thèm nhỏ cả giải chứ. Một khi có tin tức của dị hỏa truyền ra, chỉ sợ cái lợi trước mắt sẽ khiến vô số cường giả ùn ùn kéo đến tranh đoạt. Nếu như muốn từ trong hỗn loạn mà cướp đoạt với vô số cường giả, đánh bại hết thảy để thuận lợi lấy được dị hỏa, thật sự là một việc vô cùng khó khăn. Nhớ ngày đó, Tiêu Viêm để có được Vẫn Lạc Tâm Viêm, ước chừng đã phải mòn mỏi nằm chờ tại học viện Già Nam gần một năm, mới có cơ hội, thừa dịp học viện Già Nam cùng cường giả Hắc Giác Vực đại chiến mà lấy đi Vẫn Lạc Tâm Viêm. Chưa kể đến còn phải trả giá bằng một phen sinh tử, dãy dụa giữa sự sống và cái chết. Bởi vậy, muốn tìm một loại dị hỏa, rồi lại còn phải dung hợp một lần nữa, độ khó sẽ không kém hơn so với việc đi tìm một cường giả đấu tôn. Đương nhiên, nếu nói đến loại dị hỏa thứ ba, đúng là trong cơ thể Tiêu Viêm cũng có. Đó chính là cốt linh lãnh hỏa mà Dược Lão lưu lại. Nhưng dị hỏa này có linh hồn ấn ký của Dược Lão, nếu không phải linh hồn của Dược Lão tiêu tán dần, muốn dung hợp, thì cần phải quét sạch ấn ký ở bên trong đi. Mà chuyện này, Tiêu Viêm tuyệt đối không muốn. Bởi hắn còn trông cậy vào cốt linh lãnh hỏa mà cảm ứng được sinh tử của Dược Lão. Tuy Dược Lão từng nói, nếu dấu lửa in trên trán hắn bị tiêu tan, thì Tiêu Viêm có thể đem cốt linh lãnh hỏa luyện hóa dung hợp. Nhưng hôm nay, dấu lửa đó vẫn như cũ chưa từng phát ra nhiệt độ bất thường gì. Hơn nữa, lấy tính cách của Tiêu Viêm, dù dấu lửa in trên trán có biến mất, cũng khó có thể không cố kỵ gì mà đem nó cắn nuốt luyện hóa. Vì nếu thật sự chuyện đấy xảy ra, sẽ là tình huống mà hắn không nguyện nhìn thấy nhất. Khi Tiêu Viêm đang bị cuốn theo những ý niệm trong lòng thì ở bên trong ngọn lửa xanh biếc, vẻ ngoài đen kịt của sợi tơ ma độc đã nhạt đi khá nhiều, thậm chí mơ hồ đã có thể thấy một loại đấu khí tinh thuần như chất lỏng nhu nhuyễn sền sệt ở bên trong đó. Không hổ là vật âm độc ngưng tụ đấu khí cả đời của cường giả đấu tông, có thể ở trong ngọn lửa chống cự lâu như vậy. Nhìn vẻ ngoài của ma độc vẫn còn sót lại một ít màu đen kịt như cũ, trong lòng Tiêu Viêm không khỏi thở dài, tâm thần cố gắng thúc giục khiến màn lửa xanh thẳm kia đột nhiên trở nên sáng hơn rất nhiều, nhiệt độ cũng tăng vọt lên. Cứ như vậy thông thả luyện hóa không biết kéo dài đến bao lâu. Tiêu Viêm chỉ biết, để luyện hóa ma độc này, đấu khí trong cơ thể hắn có lẽ đã tiêu hao gần 2/3, từ đó, cũng có thể nhìn ra sự khó khăn trong việc giải quyết ma độc ban. Chỉ một tia nhỏ nhoi thôi, đã khiến Tiêu Viêm lâm vào tình trạng như thế này. Hắn vừa tặc lưỡi than thầm, thì bên trong ngọn lửa xanh đang cháy hừng hực, đột nhiên xuất hiện một cổ đấu khí tinh thuần hùng hồn khiến toàn thân Tiêu Viêm rúng động. Tâm thần vừa chuyên chú lại thì thấy ngay bên trong ngọn lửa đang hừng hực kia, ma độc vốn có màu đen kịt, giờ phút này vẻ ngoài đã biến mất toàn bộ, đổi lại thành màu trong suốt. Từ trong đó, một luồng đấu khí tinh thuần sền sệt từ từ lưu động. Loại đấu khí này vốn tràn ngập độc tính, nhưng bị lưu ly liên tâm hỏa trường kỳ thiêu đốt, luyện hóa. Tất cả tạp chất đều bị khu trục ra, lưu lại chỉ còn năng lượng đấu khí thuần túy. Năng lượng này, chỉ cần có được thì bất kỳ ai cũng đều có thể đem nó hấp thu mà không hề có tác dụng phụ. Quần lửa xanh biếc từ từ tán đi, nhưng mà để bảo đảm an toàn vẫn có một đoàn trôi lơ lửng ở bên cạnh, tùy thời để Tiêu Viêm sử dụng. Tinh thần lực cẩn thận phát tán ra, cuối cùng nhẹ nhàng chạm một chút vào nguồn đấu khí tinh thuần này. Không nhận thấy có gì nguy hiểm, Tiêu Viêm mới đem tinh thần lực từ từ xâm nhập vào trong đó. Tinh thần lực xâm nhập, hầu như không hề gặp trở ngại. Trong nháy mắt, Tiêu Viêm liền kiểm soát được quyền khống chế nguồn đấu khí tinh thuần này. Mạnh mẽ đè nén niềm vui sướng trong lòng, tâm thần hắn liền xoay chuyển, chỉ huy cổ đấu khí tinh thuần này, dọc theo lộ tuyến của công pháp phần quyết, nhanh chóng vận hành. Nương theo sự tuần hoàn của cổ đấu khí tinh thuần kia, đấu khí trong người hắn cũng xoay chuyển càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, giống như là nổi lên một cơn lốc năng lượng phát ra những âm thanh gào thét kỳ dị. Cơn lốc năng lượng này, đối với Tiêu Viêm không có chút ảnh hưởng xấu nào. Mà ngược lại, nó đi đến đâu, từng giọt đấu khí tinh thuần như chất lỏng sền sệt liền thấm xuống. Những chỗ đấu khí tinh thuần động lại,
một cảm giác thư sướng đến cực điểm từ chỗ sâu kín nhất trong linh hồn của Tiêu Viêm lan ra, làm cho hắn nhịn không được rên rỉ đầy thoải mái, cơn lốc đến nhanh mà đi cũng nhanh. Sau khi chảy ra chừng 30 giọt đấu khí, nó chậm rãi tiêu tán, mà nguồn đấu khí tinh thuần kia cũng dần dần nhạt đi, cuối cùng phân tán ra, lan khắp tứ chi xương cốt, rồi biến mất không còn dấu vết. Bên trong thạch trì, Tiêu Viêm vẫn nhắm nghiền hai mắt. Trong ao nước, mực nước đã hạ xuống đến thắt lưng, độc thủy đen kịt sôi sùng sục, sủi lên từng đám bọt nước. Mỗi lần bọt nước vỡ tung đều tản mát ra một cổ khói độc nồng đậm, bên cạnh thạch trì là hình dáng yêu kiều của Tiểu Y Tiên. Lúc này nàng đã sớm thay đổi quần áo, đôi mắt ôn nhu nhìn vào làn nước độc đen kịt, sâu trong đáy mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, nàng không nghĩ tới dị hỏa trong cơ thể Tiêu Viêm lại khủng bố như vậy, chỉ luyện hóa một sợi ma độc thôi, cũng phát ra nhiệt độ nóng bỏng cỡ này, làm cho nước độc đen kịt cực kỳ trân quý trong ao sôi sùng sục mà bốc hơi bay đi phân nửa. Trong lúc Tiểu Y Tiên đang cảm thấy không biết làm sao, thì Tiêu Viêm vốn đang nhắm mắt trong hồ, thân thể khẽ rung lên, lông mi rung rung rồi chậm rãi mở ra. Khi hai mắt của Tiêu Viêm hoàn toàn mở ra, một luồng khí tức mạnh mẽ hơn hẳn so với trước kia cũng đột nhiên từ trong cơ thể hắn mạnh mẽ phúng ra, khiến cho nước độc trong ao nổi sóng, nước bắn tung gần nửa trượng, áp lực tràn lan ra xung quanh, sau một lát liền chậm rãi lui về, cuối cùng biến mất trong cơ thể Tiêu Viêm. Ánh sáng trong mắt hắn lúc này cũng từ từ thu liễm lại, cảm thụ được lực lượng của Tiêu Viêm có phần mạnh mẽ hơn so với trước kia, Tiểu Y Tiên cũng cảm thấy sung sướng, mỉm cười, mũi chân điểm nhẹ trên mặt nước, lấy một chút điểm tựa, thân hình Tiêu Viêm mạnh mẽ nhảy lên, vững chãi đứng trên bậc đá, hướng về phía Tiểu Y Tiên cười cười, nhìn thấy Tiêu Viêm cứ thế nhảy ra khỏi ao, Tiểu Y Tiên hoảng hồn vội vàng dời ánh mắt đi, sẵn giọng, huynh, hừ, huynh còn không chịu mặc quần áo vào đi, nghe vậy, Tiêu Viêm mới giật mình xấu hổ phát hiện, thì ra hắn vẫn đang còn trần truồng, vội vàng lúng túng lấy đại một bộ quần áo từ trong nạp giới, lúng cuống mặc vào. Đợi cho đến khi Tiêu Viêm mặc quần áo xong, Tiểu Y Tiên mới quay lại, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc rối vương trên trán, gương mặt vẫn còn động lại chút ửng hồng. Nhưng chỉ một lát sau, nàng đã ổn định tâm thần, đôi mắt tím lấp lánh nhìn về phía Tiêu Viêm, cẩn thận đánh giá, rồi tò mò, luyện hóa xong tia ma độc lúc nãy, thực lực của huynh tăng lên nhiều không? Tiêu Viêm khẽ cảm ứng một chút, cười nhẹ, cũng không nhiều, hiện giờ tạm xem như là nhị tinh đấu hoàng đỉnh phong thôi, vậy là đủ rồi. Tăng quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt. Hơn nữa ma độc ban vẫn còn trên cơ thể huynh, sau này khi huynh có đủ năng lực, đem nó hoàn toàn luyện hóa, chỉ sợ thực lực của huynh lúc đó sẽ đột nhiên tăng mạnh. Tiểu Y Tiên tươi cười nói, hình như lúc hai người ở riêng với nhau, nàng được cười nhiều lắm. Tiêu Viêm gật đầu, hắn biết rõ cỡ đấu hoàng, muốn thực lực tăng lên một tinh, khó khăn như thế nào. Rất nhiều người mặc dù chăm chỉ tu luyện cả năm, chỉ sợ vẫn như cũ không tăng lên bao nhiêu, vậy mà luyện hóa chút ít ma độc kia lại có thể khiến hắn tăng lên một tinh, cũng đã ngoài dự liệu, không biết nếu đem nó hoàn toàn luyện hóa, thì có đạt tới đấu hoàng đỉnh phong hay không đây. Bàn tay sờ nhẹ vào ma độc ban trên ngực, Tiêu Viêm cười thầm, đột nhiên hắn nhận ra rằng, cái vật này cũng không quá đáng ghét như mình đã tưởng tượng lúc đầu. Tiêu Viêm kéo áo lên, tay khẽ sờ vào ngực, ánh mắt lướt qua, phát hiện giờ phút này xung quanh ma độc ban đen kịch quỷ dị đã được che kín bởi một đạo ký hiệu. Có lẽ là vì đạo phù văn này mà ma độc ban đang khuếch trương liền bị áp chế bao phủ lại. Đây là phương pháp phong độc mùi học được ở trong quyển độc kinh trước đây chúng ta ngẫu nhiên tìm được nơi sơn động. Hơn nữa trên thân thể huynh còn có dị hỏa tương trợ, vì vậy trong vòng 2 năm ma độc ban sẽ không phát tác, bùng nổ. Nhìn cử động của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói, nói cách khác, trong vòng 2 năm, huynh phải tìm được cường giả đấu tôn đến hỗ trợ giải độc. Nếu không đến lúc đó phong ấn sẽ tự động tiêu tán, ma độc ban sẽ hoàn toàn bộc phát. Nói đến đây, vẻ mặt Tiểu Y Tiên chợt có chút nghiêm trọng, được. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, chưa kể nếu hắn có thể tìm được loại dị hỏa thứ ba, cũng có thể đem ma độc ban này luyện hóa. Dù sao độ khó để có được loại dị hỏa thứ ba kia, so với tìm được cường giả đấu tôn giúp đỡ cũng không kém hơn bao nhiêu. Ai, theo muội được biết, trong đế quốc này, không hề có cường giả đấu tôn tồn tại, thậm chí toàn bộ địa vực Tây Bắc cũng rất khó thấy. Tiểu Y Tiên nhíu đôi mày công phúc, thở dài, loại cấp bậc như cường giả đấu tôn, đã có thể xem như đứng trên đỉnh của kim tự tháp của đấu khí đại lục này. Phóng mắt khắp đại lục, cường giả như vậy, chỉ sợ ít đến mức đếm được trên đầu ngón tay, mà để có những cường giả như thế, thì không thế lực nào không phải là loại hùng mạnh nhất lưu của đại lục, thậm chí là siêu thế lực.
Cùng với mấy gã khổng lồ này so sánh thì bất kể là Độc Tông hay Viêm Minh, đều chẳng thấm vào đâu. Dù sao đế quốc Gia Mã và đế quốc Xuất Vân đều chỉ là một góc vô cùng nhỏ bé của đại lục đấu khí, thậm chí là ở ngay tại khu vực Tây Bắc, hai đế quốc này chỉ sợ cũng không có quyền lên tiếng, từ từ rồi cái gì đến sẽ đến, dù sao không phải còn hai năm đó ư. Tiêu Viêm thầm than, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra không một chút để ý mà tiếp tục cười nói vui vẻ. Nói đến đây trong lòng Tiêu Viêm đột nhiên hiện lên một cái tên quen thuộc. Vị tiền bối này hắn đã từng được nghe sư phụ Dược Lão và đại trưởng lão Tô Thiên của nội viện già Nam nhắc tới, là một cường giả, phong tôn giả, tôn giả, trên đấu khí đại lục, chỉ có cường giả cấp bậc đấu tôn, mới có tư cách xưng hô như thế, vì người có khả năng cùng với Dược Lão năm đó sinh tử chi giao, hiển nhiên phải là một cường giả đấu tôn chân chính, đấu tôn địa vị cực cao, người bình thường dù tìm được, muốn họ ra tay giúp đỡ hay giải độc, là chuyện không có khả năng. Bởi vậy, chuyện này nhất thiết song phương phải có chút giao tình, vì với những cường giả này, nếu không có thực lực hoặc là có năng lực về phương diện nào đó, thì đối phương làm sao lại nguyện ý cùng ngươi kết giao tình chứ? Trừ một ít quan hệ đặc thù ra, phần lớn giao tình đều được tạo thành dựa trên thực lực của hai bên. Điều này dù đầy thực dụng, nhưng sự thật thì vẫn cứ là sự thật. Bởi vậy, nếu thật sự muốn dựa vào lời nói để nhân vật như vậy động tâm, thì có lẽ phải từ người vốn xưng sinh tử chi giao cùng Dược Lão này mà nhờ cậy. Mà theo những lời đại trưởng lão Tô Thiên đã nói, thì phong tôn giả hình như có giao tình rất sâu đậm với Dược Lão. Mặc dù Dược Lão mất tích rất nhiều năm rồi thì lão nhân đó vẫn như cũ, không chết không thôi, bôn ba khắp đại lục mà tìm kiếm cho được tung tích của bạn mình. Từ đó có thể thấy, giữa hai người này có giao tình sâu đậm như thế nào, tuyệt đối vượt xa những gì mọi người tưởng tượng. Vậy nếu có thể tìm được vị phong tôn giả thần bí này, thì bằng vào quan hệ giữa hắn và Dược Lão, có lẽ đối phương sẽ ra tay giúp đỡ. Chỉ là, nghĩ đến đây, Tiêu Viêm nhất thời cau mày. Đại lục đấu khí rộng lớn như thế, hắn đi đâu để tìm được người ấy đây? Chẳng lẽ phải tung tin, nói hắn là đệ tử của Dược Lão, đến lúc đó chỉ sợ phong tôn giả chưa kịp tìm đến, thì bản thân hồn điện vốn đầy rẫy mâu thuẫn với Dược Lão đã tới trước rồi. Hậu quả đó không cần nghĩ cũng biết, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không thông suốt chút nào, Tiêu Viêm đành chán nản lắc đầu, mà Tiểu Y Tiên nãy giờ chăm chú đứng nhìn hắn, hắn cũng không biết phải làm sao, chỉ cười cười, rồi chợt nói, Thải Lân đi đâu rồi, ở bên ngoài. Tiểu Y Tiên mỉm cười, nhẹ nhàng bước đi, thân thể uyển chuyển mềm mại tiến ra ngoài thạch lâm, đi thôi, nếu ma độc bang đã phong ấn, tiếp tục ở lại chỗ này đối với huynh cũng không tốt. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng khẽ gật đầu, nơi đây đâu đâu cũng tràn ngập độc khí. Tuy nói độc khí bình thường vừa vào cơ thể hắn sẽ bị lưu ly liên tâm hỏa thiêu đốt thành hư vô, nhưng mà ở lâu tại nơi đây, xác thật đối với hắn không hề có lợi. Hai người Tiêu Viêm vừa mới đi ra thạch lâm, thì Mỹ Đỗ Toa và Từ Nghiên đang canh giữ ở cửa liền phát hiện, vội vàng chạy tới, nhìn thấy sắc mặt của Tiêu Viêm đã tốt hơn, cả hai cô gái đều thở phào nhẹ nhõm, chế trụ được nó rồi sao? Vừa bước nhanh đến đón, con ngươi hẹp dài của Mỹ Đỗ Toa vừa lướt qua người Tiêu Viêm, thanh âm đầy vẻ quan thiết, Tiêu Viêm gật đầu cười rạng rỡ, ít nhiều đều nhờ vào phương pháp phong độc của Tiểu Y Tiên, nếu không, muốn thu thập cái thứ này, cũng cực kỳ khó khăn. Lời hắn nói cũng không phải là giả, chỉ một tia độc nhỏ xíu, cũng đã làm cho Tiêu Viêm phải tiêu hao đến 2/3 đấu khí trong cơ thể mới có thể luyện hóa hoàn toàn. Nếu là toàn bộ ma độc bang bộc phát, thì sợ rằng đến nửa thành đấu khí thì Tiêu Viêm cũng không có để mà phản kháng. Hơn nữa hắn nói câu này, không nghi ngờ gì là muốn làm cho quan hệ giữa Tiểu Y Tiên và Mỹ Đỗ Toa bớt căng thẳng đi một chút. Hai cô gái này, thật giống như chó với mèo vậy. Vừa thấy mặt nhau đều không nhịn được mà châm chọc gấu ó ngạn xị đến tóe lửa rồi. Sau khi phong ấn, có thể kéo dài thời gian bộc phát của ma độc bang trong bao lâu? Đối với lời nói của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa tỏ vẻ giả lơ, ngược lại đôi lông mày đen nhánh hơi nhíu lại, hỏi đến vấn đề trọng yếu nhất. Nghe vậy, Tiêu Viêm cũng đành bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân này, làm gì cũng chỉ thích trực tiếp và thẳng thừng, nhất châm là kiến huyết, phong ấn có thể duy trì trong vòng 2 năm. Tiểu Y Tiên ở bên cạnh chần chừ hồi lâu, rồi khẽ nói, 2 năm. Đôi lông mày kẻ đen của Mỹ Đỗ Toa nhíu lại, thở dài nói vậy, trong vòng 2 năm, phải tìm cho được cường giả đấu tôn giúp Tiêu Viêm giải độc, nếu không ma độc bang sẽ lại bùng nổ lần nữa, phải, vậy sau 2 năm, ngươi có thể tiếp tục bố trí lại phong ấn được không? Mỹ Đỗ Toa trầm giọng gặng hỏi, chuyện này thì không được rồi, phương pháp phong độc kia chỉ có thể thi triển một lần,
đến lần thứ hai, hiệu quả sẽ không còn bao nhiêu. Tiểu y tiên có vẻ khó chịu, chợt cười khổ nói, cặp lông mày đen nhỏ của Mỹ Đỗ Toa nhíu hẳn lại. Thấy bộ dạng cô nàng này dường như lại muốn trách móc gây gổ, Tiêu Viêm bên cạnh vội vàng chen vào giữa hai người, bất đắc dĩ cắt ngang, hiện tại có căng thẳng cũng đã vô dụng rồi. Tốt nhất là bình tâm tĩnh trí mà ngồi thương lượng với nhau xem, làm thế nào mới có thể tìm được đấu tôn cường giả đi. Tiểu y tiên trước hết nhờ cô sắp xếp cho chúng ta một chỗ nghỉ được không? Thải Lân và Tử Nghiên đại chiến nãy giờ rồi, cũng cần an ổn tĩnh dưỡng. Đối với yêu cầu này, Tiểu y tiên đương nhiên là không cự tuyệt, thấp giọng nói với Tiêu Viêm vài câu, sau đó xoay người rời đi. Bộ dáng như muốn tự mình chuẩn bị chỗ nghỉ cho bọn hắn vậy. Nhìn bóng lưng của Tiểu y tiên đã đi xa, Tiêu Viêm lúc này mới quay qua Mỹ Đỗ Toa nhăn nhó cười, nàng ấy cũng đã giúp chúng ta quá nhiều, cô đừng có tiếp tục gây phiền toái với nàng ấy nữa được không? Đối với lời nói đầy sự cầu cạnh của Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa cũng từ chối cho ý kiến, đôi mắt long lanh nhìn thẳng, hiện tại ngươi muốn làm thế nào? Không phải là định ngồi chờ chết chứ, cần suy nghĩ một chút đã. Nghỉ ngơi một ngày đi, mai sẽ bắt đầu tra hỏi những tin tức về hồn điện trong miệng lão già kia. Tiêu Viêm giang tay đầy bất lực, chợt ngón tay hắn khẽ sờ vào nạp giới, trong con mắt đen sâu thẳm, xẹt ngang một tia hàn quang lạnh lẽo. Lần này hắn lặn lội cấp bách đi đế quốc xuất vân, mục đích chính chỉ vì muốn bắt một người của hồn điện, để từ đó có thể truy ra một chút tin tức liên quan đến hồn điện cũng như dược lão. Nghe vậy, Mỹ Đỗ Toa chỉ chần chừ một chút, rồi đành thở dài gật gật đầu. Trong căn phòng rộng rãi, phảng phất một mùi thơm nhàn nhạt, ngọn đèn không hề chói mắt êm dịu chiếu sáng, xua đi bóng tối chập trùng. Trên giường, hai mắt Tiêu Viêm nhắm chặt, bàn tay kết thành ấn xếp bằng tu luyện. Hắn chậm rãi hít vào năng lượng của thiên địa trong không gian xung quanh. Tu luyện cũng như đi ngược dòng nước vậy, không tiến tất lùi, là một quá trình lâu dài bền bỉ. Muốn trở thành một cường giả để mọi người ngưỡng mộ tôn trọng, tự nhiên cũng phải trả giá bằng rất nhiều mồ hôi và công sức, cố gắng nỗ lực phi thường. Hai làn khói trắng nhàn nhạt, giống như hai con rắn, theo hô hấp của Tiêu Viêm lượn lờ ở giữa mũi, cuối cùng sau một lần hít thở, nhẹ nhàng tiến vào trong cơ thể hắn, trải qua sự luyện hóa mạnh mẽ, đấu khí hùng hồn trong cơ thể, lại dồi dào thêm một chút. Tiêu Viêm tu luyện chừng một giờ, thì lớp sương mù bằng năng lượng nhàn nhạt quay xung quanh chóp mũi của hắn cũng dần dần tiêu tán, mà đôi mắt vốn đang nhắm nghiền, cũng từ từ mở ra, lồng ngực hắn khẽ ép vào, một ngụm trọc khí bị đẩy ra. Sau cử động này, thân thể Tiêu Viêm mới dần thả lỏng, hắn thoáng trầm ngâm, bàn tay lại vén áo lên, ánh mắt đầy phức tạp nhíu chặt nhìn cái ma độc ban quỷ quái, cường giả đấu tôn sao, miệng hắn khẽ thì thào, một lát sau Tiêu Viêm chợt cười khổ một tiếng, cái hy vọng này, vẫn còn đỡ hơn việc cực kỳ khó khăn là đi tìm cho được loại dị hỏa thứ ba để luyện hóa, nhưng nếu có thể dựa vào năng lực của bản thân mà phá giải hoàn toàn ma độc ban, hấp thu lấy chỗ năng lượng kia, thì rõ ràng lợi ích của Tiêu Viêm thu được so với mời người hỗ trợ là tốt hơn rất nhiều. Dị hỏa, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên đầu gối, Tiêu Viêm thì thầm, ánh mắt chầm chầm nhìn thẳng vào ngọn lửa đèn đang lay động, ngón tay đột nhiên cong lại búng vào nạp giới, lập tức mấy tấm bản đồ rách nát tràn ngập hơi thở cổ xưa hiện ra trên bàn tay hắn. Bản đồ này vẻ ngoài rất cũ kỹ, rõ ràng là đã tồn tại một thời gian rất lâu rồi. Ở góc trên tấm bản đồ rách nát, mơ hồ có một đồ hình, nhìn thô sơ giản lược, nhưng rõ ràng là một đóa hoa sen màu đen quỷ dị. Đóa hoa sen đen kịt, ở mặt ngoài mỏng manh một tầng hắc viêm bao phủ, càng xem càng tỏa ra vẻ yêu dị vô cùng. Ánh mắt của Tiêu Viêm gắt gao nhìn chăm chú vào đồ hình đóa hoa sen màu đen kia, tim đập thật mạnh. Hôm nay hắn đã không còn là gã thiếu niên vô tri của năm xưa nữa, bởi vậy hắn mới cực kỳ rõ ràng, đồ hình này là tượng trưng cho một vật cực kỳ khủng bố. Tịnh Liên yêu hỏa, trên bảng bài danh thứ ba, dị hỏa bảng. Trên đại lục được người ta biết đến gồm có 23 loại, mà mỗi một loại dị hỏa xuất hiện đều khiến cho thiên hạ trở nên điên cuồng mà tranh đoạt, bất cứ tin tức gì liên quan đến chúng sẽ làm cho đại lục chấn động kinh hồn, riêng điểm này, lịch sử đã nhiều lần chứng minh, dị hỏa đề tên trên bảng, đều có những đặc điểm riêng biệt, đương nhiên bàn tay ngón dài ngón ngắn, thì dị hỏa cũng có loại yếu loại mạnh tương đương. Loại dị hỏa đầu tiên mà Tiêu Viêm sở hữu được, là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, bài danh thứ 19. Nó ngoài nhiệt độ cuồng bạo nóng bức ra còn có khả năng dẫn động núi lửa phun trào, có điều đến nay Tiêu Viêm còn chưa có thực sự dùng tới hiệu quả này, nên cuối cùng nó có tác dụng như vậy hay không vẫn chưa thể lý giải được, mà loại dị hỏa thứ hai, xếp thứ 14 trên bảng, vẫn là Tâm Viêm. Một loại vô hình chi hỏa,
lực công phá chỉ tương đương với thanh liên địa tâm hỏa nhưng hơn nhiều về phần quỷ dị, mà nó lại sở hữu tính năng quan trọng nhất khiến người ta phải đỏ mắt tranh giành là có thể giúp tăng cường tốc độ rèn luyện đấu khí trong cơ thể của tu luyện giả, đẩy nhanh tốc độ tu luyện lên rất nhiều lần. Còn về phần những dị hỏa cực mạnh xếp trên, Tiêu Viêm cũng đã gặp qua một, là cốt linh lãnh hỏa đứng ở vị trí thứ 11. Dị hỏa này, chỉ riêng nói về lực công kích thôi, đã mạnh mẽ hơn xa hai loại dị hỏa mà Tiêu Viêm nuôi dưỡng trong người, trừ phi hắn dung hợp chúng lại thành lưu ly liên tâm hỏa may ra mới có thể sánh bằng. Còn những loại siêu khủng đằng sau, hắn đến tên còn chưa nghe qua chứ đừng nói là gặp được mà tìm hiểu đặc dị công năng của chúng. Mới ở vị trí thứ 11 thôi mà sức phá hoại của cốt linh lãnh hỏa đã kinh khủng như vậy, thì đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng dị hỏa, Tịnh Liên yêu hỏa uy lực sẽ thông thiên thế nào chứ? Cứ như lời dược lão trước đây, thì Tịnh Liên yêu hỏa này ông cũng chưa nhìn thấy bao giờ, nhiều năm như vậy rồi, một chút tin tức về nó cũng không có. Đẳng cấp đến loại này nghe ra có vẻ mơ hồ giống như không thể tồn tại, chẳng hiểu kẻ tạo nên dị hỏa bản là ai, làm sao lại có thể biết được những thông tin thần bí như vậy về chúng mà sắp xếp phân loại được chứ. Tiêu Viêm thi thoảng được nghe dược lão nhắc qua, năm vị trí đầu tiên của dị hỏa, kỳ thực là loại chỉ có danh tiếng để lại, nào có ai từng thấy bao giờ, chí ít là trong thời đại của lão, tin tức hữu dụng về bọn chúng tuyệt nhiên không xuất hiện. Lấy thân phận thực lực dược trần ngày đó, đã từng kiêu ngạo suy nghĩ sẽ chiếm hữu một trong năm loại này mới thỏa chí bình sinh. Mà kết quả thì sao? Hao tốn vô số thời gian cùng tinh lực, đừng nói là năm loại đầu bảng, ngay cả nhóm 10 cũng chưa từng được thấy mặt mũi ra làm sao. Đành phải hạ thấp độ cao mà dưỡng lấy cốt linh lãnh hỏa bài danh thứ 11 này, cho dù như vậy trong quá trình thuần phục nó, xém chút nữa đã bị phản vệ mà tử vong. Cứ như vậy mà nói, những loại dị hỏa đỉnh cao kia, chưa chắc đã có thể hòa hợp cùng tu luyện giả a. Nhớ tới ngày xưa, trong sơn động nhặt được một đồng tiền cổ sức mẻ ẩn hiện một đóa sen màu đen ấy, dược lão cũng đồng thời nhận ra được lai lịch của nó mà khiếp hãi vô cùng. Ông không hề tưởng tượng nổi, vật mà mình hao tâm tổn trí bấy lâu vẫn không hề tìm ra manh mối nào, lại có thể thấy được ở trong sơn động kỳ bí kia. Lòng thầm điểm qua các loại dị hỏa mà mình biết đến, Tiêu Viêm cũng khẽ thở dài, nhảy xuống giường tới cạnh bàn, thu nhặt những mảnh bản đồ ố vàng cổ xưa rách nát đã được ghép dán lại. Từ mảnh bản đồ đó, dần hiện lên những đường nét mờ nhạt tiếp nối lại với nhau, nhưng dù như thế, với những chỉ dẫn đầy mơ hồ mà tấm bản đồ lộ ra, Tiêu Viêm vẫn không thể có một chút manh mối nào, căn bản vô pháp lần ra được địa điểm được ghi lại trên đó, rốt cuộc là phương nào, bàn tay nhẹ nhàng mân mê bản đồ. Ánh mắt của hắn lúc này đang bị hút về góc trên cùng vẫn còn thiếu khuyết của nó, theo Tiêu Viêm suy đoán, tấm bản đồ này chắc phải có 4 phần, đây mới chỉ 3. Vậy tấm thứ tư nếu tìm thấy, không phải có thể từ đó mà suy ra được nơi hạ lạc của dị hỏa hay sao? Bất quá, nói thì thế thôi, chứ đấu khí đại lục này mênh mông vô tận, muốn tìm ra tấm bản đồ lưu lạc kia chẳng khác nào tìm kim đáy bể, mà cái loại đồ vật như vậy, lại chẳng thể công khai đường hoàng truy kiếm. Cường giả trên đại lục này như mây tập, chẳng phải như đang ở gia mã đế quốc khỉ ho cò gáy này, người bình thường chẳng thể biết nó là cái gì. Bởi vậy, lỡ mà có ai phát hiện ra hắn đang tìm kiếm đầu mối của Tịnh Liên yêu hỏa, thì phiền toái cỡ nào cũng biết, đừng mong những ngày còn lại hắn sẽ được thảnh thơi. Nghĩ tới đây, Tiêu Viêm lại cười khổ. Hắn sở dĩ có được 3 mảnh bản đồ này, phần lớn đều là cơ duyên may mắn, nay lại muốn tìm tấm thứ tư, há dễ dàng vậy ư? Ai, thông tin về đấu khí đại lục của ta còn rất nghèo nàn, mà tin tức của dị hỏa lại càng không thể có. Giờ muốn tìm tấm bản đồ cuối cùng này chẳng biết lần từ manh mối nào đây. Tiêu Viêm cau tít đôi mày, trầm ngâm hồi lâu rồi lẩm nhẩm, xem ra nếu muốn nắm bắt được chút gì đó, thậm chí một tia hy vọng, cũng phải gặp được người thông tuệ dày dạn với đại lục này. Thải Lân và Tiểu Y Tiên ta đều có thể tin tưởng được, khổ nổi, họ cũng chả rành rẽ gì hơn mình. Ai, ngón tay nhịp nhịp lên mặt bàn, hắn lại chìm vào suy nghĩ, cứ như vậy lúc lâu sau, Tiêu Viêm chợt gõ mạnh xuống, hớn hở đứng phắt dậy. Tuét miệng cười, ta làm sao lại quên đi Tô Thiên đại trưởng lão chứ, lão nhân gia thân là nội viện đại trưởng lão của Già Nam học viện, mà nơi đấy vốn nổi danh trên đại lục, làm sao mà không biết những tin tức liên quan đến dị hỏa được. Bây giờ nếu muốn có thông tin hữu ích, hẳn phải quay về gặp ông ấy mới xong. Hơn nữa, dù không có tin gì từ ông, vẫn còn vị đấu tôn viện trưởng thần thần bí bí kia nữa, nếu có thể tìm được ông ta, với mối giao hảo của mình và học viện, biết đâu ngài ấy sẽ ra tay tương trợ mà giải quyết được ma độc bang này của mình chứ. Tiêu Viêm đôi mắt sáng bừng, thở hắt ra, hắn ly khai học viện cũng hơn một năm rồi,
dư hỏa của Vẫn Lạc Tâm Viêm tại Thiên Phần Luyện Khí Tháp hẳn cũng sắp lụi tàn, nếu không kịp quay trở lại giúp bọn họ tu bổ một lần, đại trưởng lão có khi nổi điên mà ăn thịt hắn cũng nên. Xem ra, cần giải quyết nhanh chóng công việc nơi này rồi chạy tới Hắc Giáp Vực thật mau a. Tiêu Viêm khẽ cười lẩm bẩm, Hắc Giáp Vực ở gần trung tâm đấu khí đại lục, mà ở tại đó khả năng có được những tin tức quý báu về dị hỏa rõ ràng cao hơn nhiều so với việc chui rút ở cái gia mã đế quốc chó ăn đá gà ăn sỏi này, cho nên hắn quyết định trở về đó một chuyến. Trong lòng đã có quyết định, Tiêu Viêm cũng trở nên thoải mái rất nhiều, cẩn thận đem tấm bản đồ cất vào trong nạp giới, phất tay thổi tắt ngọn đèn dầu trong phòng, bóng tối liền tràn ngập bao phủ khắp nơi. Ngươi dự định trở về Hắc Giáp Vực sao? Nghe được dự định của hắn, Mỹ Đỗ Toa cũng có chút bất ngờ, ngạc nhiên khẽ hỏi, ừ. Tiêu Viêm gật đầu cười, viện trưởng nội viện cũng là một đấu tôn cường giả, nếu tìm gặp được ông ta, không chừng có thể mời ông ấy ra tay trợ giúp đó. Xì, cái lão gia hỏa kia chỉ thích chơi trò thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi, ta ở nội viện nhiều năm như vậy cũng chỉ gặp lão có một lần á, ngươi đi chắc gì đã tìm được chứ. Tử Nghiên ở bên cạnh bĩu môi, dù sao cũng phải thử xem mới được. Mà không gặp được lão cũng còn đại trưởng lão ở đó, biết đâu lại có thông tin gì hữu ích từ ông ta thì sao, nếu có thể sở hữu thêm một loại dị hỏa nữa, thì ma độc bang này ta sẽ tự giải quyết được rồi, chẳng cần nhờ ai trợ giúp a. Tiêu Viêm cũng không thèm để ý, cười nhạt, vậy cũng được, đi Hắc Giáp Vực quả thật có nhiều hy vọng hơn là nằm than thở một chỗ tại Gia Mã Đế Quốc, có cần ta đi theo không? Mỹ Đỗ Toa suy tư một lát rồi gật đầu hỏi. Tuy có người đi theo sẽ đỡ đần được rất nhiều việc, nhưng mà Viêm Minh và Xà Nhân tộc còn đang yếu ớt vô cùng, ngươi rời khỏi thì khó có ai đảm đương nổi an toàn cho bọn họ, nên lần này đành phiền ngươi ở lại thủ hộ dùng Viêm Minh và tộc nhân của ta. Tiêm Viêm ngần ngừ một chút liền nghiêm nghị nói, bọn Hồn Điện dường như sẽ không từ bỏ ý định đối với Tiêu gia, nếu tất cả cùng đi, một khi bọn chúng tới Gia Mã Đế Quốc này, lại không có cường giả cỡ đấu tông bảo vệ. E rằng Tiêu gia ta lại lâm vào hiểm cảnh vạn kiếp bất phục a. Nghe thấy thế, Mỹ Đỗ Toa mày ngài cau lại, thế nhưng Tiêu Viêm xâm nhập Hắc Giáp Vực trùng trùng nguy hiểm, nàng ta há có thể yên tâm, có điều lời hắn nói quả thật rất đúng, Viêm Minh lúc này, vẫn cần ít nhất một đấu tông cường giả tọa trấn mới được, hay là muội theo huynh đi. Độc tông của Xuất Vân Đế Quốc cũng không còn đối địch nữa, muội rời đi một thời gian ngắn, có lẽ sẽ không có chuyện gì đáng lo đâu, nhìn Mỹ Đỗ Toa bối rối ưu phiền. Tiểu Y Tiên nãy giờ vẫn im lặng đột nhiên lên tiếng, Tiêu Viêm ngẩn ngơ, lại hơi có chút do dự, có Tiểu Y Tiên cường giả cấp đấu tông này đi theo, với hắn quả thật trợ giúp rất lớn, nhưng mà nàng vẫn còn phải coi chừng một đại độc tông a, độc thể của muội cũng không biết khi nào lại bạo phát, lỡ huynh bỏ đi thật lâu, đến lúc đó dù muội có đủ được những tài liệu luyện dược, thì tìm đâu người có thể chế thuốc đây, nhìn hắn vẫn đang còn dùng dằn chưa dứt, Tiểu Y Tiên mềm mại mỉm cười, điều này... Thôi được rồi, đa tạ nàng. Thấy người ta đã nói tới mức này, Tiêu Viêm tự thấy nếu còn nghiền ngẫm e rằng không tốt, ngay lập tức gật đầu, hướng về Tiểu Y Tiên cảm tạ. Dĩ nhiên hắn biết, nàng làm sao lại không có tâm tư bảo hộ hắn được. Nhìn Tiểu Y Tiên tự động đòi theo Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa đành thở dài khe khẽ, ánh mắt nhìn hắn cũng đã nhu hòa đi rất nhiều. Nàng cũng hiểu, thực lực của Tiểu Y Tiên chẳng thua kém mình bao nhiêu, nàng ta đi theo hắn hẳn Tiêu Viêm sẽ không gặp nhiều trở ngại rồi. À, tiểu nha đầu này, ta cũng phải mang theo, để cho mấy lão gia hỏa già nam thấy, rõ ràng là ta không có ngược đãi nàng ta à. Tiêu Viêm quay qua khẽ vỗ vỗ lên đầu Tử Nghiên, khiến nàng sụ mặt né ra một bên. Mỹ Đỗ Toa cười cười gật đầu, Tử Nghiên dù chỉ là đấu hoàng nhưng với lực lượng khủng bố kỳ quái kia, cỡ những tên đấu hoàng bình thường làm sao so sánh được, nên tính thêm tiểu muội muội này, cũng tính là giúp cho Tiêu Viêm không ít. Đã vậy, khi nào thì ngươi rời đi? Mỹ Đỗ Toa nhìn Tiêu Viêm ôn nhu hỏi, ngày mai thôi, còn bây giờ? Tiêu Viêm cười cười, búng tay bắn ra một bình ngọc phong ấn vô hình hỏa diễm bên trong, liếc nhìn nó, trong mắt Tiêu Viêm ẩn hiện chút hàn mang, chậm rãi nói, bây giờ trước tiên cần phải lấy cái vật có liên quan đến hồn điện như lời tên kia ra xem đã, mắt liếc nhìn chiếc bình ngọc trong tay Tiêu Viêm, Mỹ Đỗ Toa và Tiểu Y Tiên đồng thời nghiêm túc hẳn lại. Tiểu Y Tiên liền vung tay tạo thành một kết giới phong tỏa toàn bộ gian phòng. Đối với thiết hộ pháp của hồn điện này, các nàng đều có sự kiên kỵ nhất định. Tuy giờ này lão đã bị trọng thương, nhưng với một cường giả đấu tông, ai mà biết được còn ẩn chứa những đột biến nguy hiểm gì, tốt nhất là cứ cẩn thận không thừa. Thấy phản ứng của nhị nữ, Tiêu Viêm cười khẽ,
bàn tay phớt nhẹ lên miệng bình, ngọn lửa vô hình đang bao phủ quanh đấy lập tức rung động rất nhẹ rồi hoàn toàn tiêu biến. Khi ngọn lửa đã tắt đi, một cái linh hồn lãng đãng liền bay vụt ra, liều mạng nhắm trần nhà xông tới. Ngón tay Tiêu Viêm cong lại rồi búng mạnh, lập tức trên trần xuất hiện một bức tường lửa bùng tỏa sức nóng cực độ, linh hồn kia vừa lúc đâm thẳng vào, nhất thời phát ra những âm thanh xèo xèo liên tục, đồng thời một tiếng kêu thảm vang lên. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn cái linh hồn đang quay cuồng tìm khe hở để chạy thoát kia, nhếch mép cười nhạt. Bức tường lửa nóng rực đó rất vừa vặn bao trọn lấy nó, ngọn lửa vô hình từ từ thu lại như một chiếc lồng, nhốt linh hồn vào bên trong rồi chậm rãi đưa đến trước mặt Tiêu Viêm. Hà hà, Thiết Hộ Pháp, cần gì phải cắm đầu cắm cổ chạy như vậy chứ? Hắn cười cười nhìn linh hồn đang lúng túng co ro như rất sợ phải đụng vào vách lồng giam đang tỏa ra nhiệt độ kinh hồn kia một lần nữa. Các ngươi cuối cùng là muốn gì đây? Hộ pháp của hồn điện đều để lại linh hồn ấn ký trong điện. Các ngươi nếu giết lão phu, sẽ lập tức bị phát hiện, lúc đó chấp pháp của hồn điện tuyệt đối không bỏ qua cho bọn khốn các ngươi. Thiết Hộ Pháp căm giận rít lên, tại hạ chỉ hỏi mấy vấn đề mà thôi. Chỉ cần Thiết Hộ Pháp các hạ trả lời thật đầy đủ thì sao có thể giết ngài cho được. Chẳng thèm để ý đến sự đe dọa của lão, Tiêu Viêm nheo mắt cười. Nghe vậy, ánh mắt của Thiết Hộ Pháp chợt lóe lên, cười lạnh, tiểu tử ngươi muốn hỏi cái gì, ngài hãy nói cho tại hạ biết chút ít gì đó về hồn điện đi. Tiêu Viêm nhẹ nhàng, ngươi muốn biết về hồn điện sao? Thiết Hộ Pháp ngẩn người, kinh hãi nhìn hắn. Người thường nghe danh hồn điện đều sợ mất mật, không ngờ đám nhóc này lại chủ động hỏi han về điều này mới kỳ. Tiểu tử kia, ngươi ăn gan hùm mật gấu rồi hay sao? Đừng nghĩ bên cạnh ngươi có hai tên đấu tông đã vội kiêu ngạo. Trong mắt hồn điện bọn ta, muốn giết lũ nhãi ranh các ngươi chỉ là nhấc tay nhấc chân một cái mà thôi. Thức thời thì mau thả lão phu ra, bằng không. Á á, còn chưa dứt lời thì những lưỡi lửa vô hình xung quanh đã chợt rút lại rồi tát vào linh hồn lão. Nhiệt độ kinh khủng thiêu đốt tạo nên những tiếng xèo xèo khét lẹt, một tràng la hét thảm thiết lại vang lên. Ngọn lửa đó thiêu đốt linh hồn lão gần nửa khắc mới tạm dừng, để lại một linh hồn không ngừng rúng rẩy quằn quại. Tiêu Viêm lạnh nhạt nhìn lão, giọng đều đều, đây không phải là đáp án mà ta muốn. Lão đừng tưởng ta không dám giết lão, mà trước khi giết lão, ta hứa sẽ cho lão hưởng thụ tất cả những gì gọi là địa ngục trần gian mà lão chưa từng biết đến, ngươi. Quán độc nhìn trừng trừng vào Tiêu Viêm, rồi liếc nhìn không gian như đang vặn vẹo vì bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt xung quanh, Thiết Hộ Pháp khẽ rùng mình, đáy mắt thoáng một tia sợ hãi, một lúc lâu sau lão mới cực kỳ uất ức gằn giọng. Ngươi muốn biết những gì về hồn điện, thực lực thế nào? Tiêu Viêm hỏi ngay điều mà hắn trăn trở nhất. Tổ chức thần bí này, ngay cả sư phụ hắn là Dược Lão cũng vô cùng kiên kỵ, như vậy lực lượng sẽ phải khủng bố vô cùng. Mà sau này muốn cứu phụ thân cũng như Dược Lão ra, thì phải nắm bắt chút gì đó về tiềm lực của tổ chức này mới được. Nghe vậy, vẻ mặt Thiết Hộ Pháp tràn ngập sự kiêu ngạo và nhạo báng, ngươi không sợ bị dọa chết hay sao mà hỏi chuyện này? Hồn điện ta tổ chức vô cùng bài bản và sâu dày, cấp hộ pháp như lão phu đây cũng đã chia làm ba bậc thiên, địa, nhân, mà lão phu mới chỉ là một nhân hộ pháp. Trên hộ pháp còn có các vị tôn lão quyền cao chức trọng, thực lực của họ dù là khắp cả đại lục này cũng gọi là hiếm có đối thủ. Độc tông bọn ngươi, với hồn điện ta chỉ cần phái ra một phân điện nho nhỏ cũng đủ diệt sát toàn tông rồi, nghe những lời đầy ngạo nghễ này, Tiêu Viêm cũng giật mình kinh hãi. Cường giả đấu tông mà chỉ là một hộ pháp cấp bậc thấp nhất thôi sao? Vậy những người đứng trên, còn có thực lực như thế nào đây? Các hạ có biết người nào tên là Vụ hộ pháp không? Tiêu Viêm gõ nhẹ lên bàn, từ từ nói, Vụ ưng. Ngươi từng gặp lão rồi à? Lần này thì đến phiên Thiết Hộ Pháp kinh ngạc, Tiêu Viêm thản nhiên, đã từng đánh nhau một lần, mắt chớp lên đầy vẻ khó tin, Thiết Hộ Pháp cẩn thận nhìn gã thanh niên trẻ măng trước mặt như muốn đánh giá lại một chút. Ông ta cũng là hộ pháp, nhưng cấp bậc cao hơn lão phu, là địa hộ pháp thôi ư. Tiêu Viêm thầm giật mình, rồi trầm giọng hỏi, vậy, điện chủ hồn điện, có trình độ như thế nào? Vừa nghe Tiêu Viêm hỏi chuyện này. Thái độ Thiết Hộ Pháp liền có vẻ vô cùng kỳ quái. Chợt lão cười lạnh, điện chủ thần bí khó lường, đừng nói nhân hộ pháp như lão phu, cho dù là thiên hộ pháp cũng chưa từng được gặp người, toàn bộ hồn điện. E rằng chỉ có các tôn lão và một vài nhân vật hùng mạnh bên ngoài mới có thể biết được thực lực của điện chủ ra sao, hắc hắc, nhưng mà có thể phát triển hồn điện đến trình độ như bây giờ, tiểu tử ngươi dùng mông cũng đủ biết được thực lực của điện chủ khủng bố thế nào rồi.
cần gì khách khí mà hỏi han chứ, lũ tôm tép các ngươi làm gì đủ tư cách nói đến thân phận của siêu cường giả như vậy. Nhìn Tiêu Viêm đang cau mày suy tư, Thiết Hộ Pháp đắc ý cười lớn, ồ, nếu muốn hưởng thụ thêm ít ấm áp thì lão cứ việc ba hoa đi. Còn không thì tập trung trả lời đầy đủ những gì tại hạ muốn hỏi. Chớ trách sao cái miệng hại thân nhé, Tiêu Viêm đầy hàng ý nhìn chằm chằm vào lão, rồi tiếp, hồn điện thu thập nhiều linh hồn như vậy để làm gì, lão phu không biết, nhiệm vụ của lão phu là tìm kiếm và bắt giữ càng nhiều linh hồn càng tốt. Còn hồn điện muốn dùng làm gì thì không một người nào hiểu rõ cả, đừng cho những lời ta nói là giả dối, tiểu tử ngươi không tin thì lão phu cũng không còn cách nào khác, tổng bộ của hồn điện ở đâu, điều này lão phu cũng không biết. Thiết Hộ Pháp tỏ vẻ bất đắc dĩ nói, vậy bọn hộ pháp các người sau khi thu thập linh hồn, giao chỗ nào? Tiêu Viêm lạnh lẽo nhìn Thiết Hộ Pháp, thấy sắc mặt lão có vẻ khổ sở mới tiếp tục hỏi, bọn ta đều có nhiệm vụ thu thập đủ số lượng linh hồn, sau khi đủ thì đúng thời gian quay về giao nộp, nhưng chỗ đó không phải là tổng bộ. Trên đại lục có không ít các phân điện rải rác khắp nơi, lão phu chính là tới đó để trả nhiệm vụ, các hạ biết được bao nhiêu phân điện như vậy? Tiêu Viêm gặng hỏi, một cái. Nhân hộ pháp như lão phu chỉ biết được một, địa hộ pháp thì biết hai, thiên hộ pháp thì biết ba. Ánh mắt mờ mịt thảm não nhìn hơi nóng nguồn ngục từ ngọn lửa vô hình tỏa ra xung quanh, linh hồn không kiềm chế được run rẩy trả lời, ở đâu? Tiêu Viêm nhắm hờ mắt lại, chậm rãi hỏi, nghe hắn nói tới chỗ này, Thiết Hộ Pháp nghiến răng rồi lắc đầu quầy quậy, đây là bí mật của hồn điện. Nếu ta nói ra cũng sẽ chịu hành hạ không thua gì chết trên tay ngươi cả, hàn quang trong mắt Tiêu Viêm xẹt ngang. Hắn nắm chặt tay lại, tức thì vòng lửa vô hình co rút cực nhanh, áp sát vào linh hồn của Thiết Hộ Pháp, vô số tiếng xèo xèo vang dội, lão tru lên đầy thảm thiết. Lão chỉ có hai sự lựa chọn, một là chết dưới ngọn lửa này, hai là cầu khẩn làm sao cho bí mật lão tiết lộ không đến tai hồn điện. Tiêu Viêm nhìn cái linh hồn đang vùng vẫy giữa làn hơi mù mịt, lạnh nhạt nói. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, thằng khốn kiếp. Tên ác nhân khốn nạn, a a. Thiết Hộ Pháp vừa chửi ầm lên thì đột ngột cảm thấy nhiệt độ ngọn lửa đang thiêu đốt linh hồn lão tăng lên vùng vụt, nỗi đau nhức bỗng rát tâm thần này khiến lão không thể chịu nổi, bèn gào lớn, a a a, để ta nói, để ta nói. Mau dừng lại đi, cái lồng giam bằng lửa giống như nghe thấy tiếng gào thảm của lão, bỗng dưng nới rộng ra. Bên trong thấp thoáng linh hồn Thiết Hộ Pháp đang giãy dụa co quắp khó coi vô cùng, ta chỉ biết một cái phân điện cách đế quốc xuất vân này rất xa. Nơi đó là khe thiên tán nằm ngay biên giới giữa trung tâm đại lục với đế quốc thiên tâm, linh hồn Thiết Hộ Pháp run rẩy nhẹ nhẹ, uể oải trả lời, đế quốc thiên tâm. Khe thiên tán. Tiêu Viêm lẩm bẩm rồi nhìn về phía Tiểu Y Tiên và Mỹ Đỗ Toa, đại lục cực kỳ to lớn, các đế quốc vương triều lớn nhỏ hằng hà sa số. Nên dĩ nhiên hắn chẳng thể biết đế quốc thiên tâm đó nằm ở cái chỗ nào. Thấy Tiêu Viêm nhìn mình, Tiểu Y Tiên suy tư một lúc rồi ngần ngừ, đế quốc thiên tâm, dường như muội có nghe qua. Nhưng ở đó có khe thiên tán hay không thì muội không biết được. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, rồi lại liếc nhìn linh hồn Thiết Hộ Pháp, thản nhiên, mong là các hạ nói lời thật. Đừng để đến lúc đó tại hạ tìm không ra, thì hậu quả như thế nào các hạ cũng có thể biết trước rồi đó, ngươi còn muốn giam cầm lão phu sao? Nghe hắn nói vậy, Thiết Hộ Pháp biến sắc, hét lên, không lẽ thả cho các hạ rời đi à? Tiêu Viêm cười tủm tỉm. Không đợi lão làm ầm ĩ đã vung tay lên, một luồng hấp lực cực mạnh tuôn ra, một lần nữa nhốt linh hồn lão vào trong bình ngọc, quán chú một tầng vô hình hỏa diễm phong ấn cái bình lại. Nhiệt độ từ ngọn lửa vô hình này không ngừng truyền vào bên trong, hung đốt linh hồn lão, khiến nó luôn luôn ở trong trạng thái suy yếu cùng cực. Sau khi phong ấn Thiết Hộ Pháp, Tiêu Viêm mới thở vào một hơi. Rồi đột nhiên hắn trầm mặt xuống, theo những gì lão già kia vừa tiết lộ, thì cũng đủ cho hắn hiểu một chút ít về con quái vật hồn điện khổng lồ kia. Đồng thời, những điều này cũng khiến hắn chấn động không ngớt, quả nhiên, sư phụ hắn, Dược lão e ngại cái thế lực khủng bố này là hoàn toàn chính xác, bây giờ ngươi định làm gì tiếp theo? Mỹ Đỗ Toa chậm rãi nhìn hắn, đi đến Hắc Giáp vực trước đã, vừa thu thập thông tin về dị hỏa, vừa tìm hiểu thêm về hồn điện, những gì lão già này nói cho thấy, với trình độ của ta bây giờ, thật không thấm thía gì với hồn điện cả. Cho nên, có lẽ phải nâng cao thực lực lên mới xong. Tiêu Viêm thở dài, thì thầm như đang độc thoại. Chợt hắn phất tay, quả quyết, các nàng hãy thu dọn hành lý đi, ngày mai chúng ta sẽ lên đường đi Hắc Giáp vực,
Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.